ý thức đan hoàng quanh quẩn trong đầu Khương Phàm, thanh âm cao vút, chấn kinh lại kích động, thậm chí còn buông lời nói tục mà trước nay chưa có. Ầm ầm, vô tận sơn hà, triệt để sụp đổ. Đá vụn bắn tung trời, những dòng sông chôn vùi, khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi. Trăm vạn mãnh thú bị thôn phệ, ngàn vạn cường giả bị mai táng. Ngay cả bọn người Khương Phàm đặt mình vào bên trong ánh sáng đều rõ ràng cảm nhận được uy thế khủng bố của mai táng vạn vật kia, sắc mặt rất nhiều người trở nên tái nhợt, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhưng sau một khắc, ánh sáng liền biến mất, hình ảnh băng diệt, hết thảy đều lại lại ban đầu. Bọn hắn còn đang ở luân hồi bí cảnh, bọn hắn còn đứng trong núi rừng an tĩnh. Nhưng, nhìn lên bầu trời, có người kêu lên đầy sợ hãi, ánh mắt cuồng nhiệt. Bầu trời đang khép kín, một tấm biển tại thời khắc cuối cùng đã vọt ra, dài đến 100 mét, nặng nề cực đại, giống như thuyền lớn mở ra không gian và thời gian, tràn ngập khí tức thê lương. Trên tấm biển viết to 3 chữ, Vu Thần Tông, chỉ là kiểu chữ rách nát, nhuộm đầy máu tươi. Xung quanh tấm biển còn phiêu đãng 5 mảnh xương cốt, bạch quang lượn lờ, huyết khí tràn ngập, mơ hồ hiện ra hình dáng 5 lão nhân. Bọn họ cứ lẳng lặng ngồi xếp bằng như vậy, bảo vệ ấn ký, sau cùng của tông môn. Vạn cổ phiêu lưu, rốt cuộc cũng lại về với thế giới. Tất cả mọi người lui ra, bọn chúng thuộc về sở hữu của Phạm Thiên Thư Viện. Nam Cung Cẩm Thành kích động hô to, trong tay giơ lên gia thú. Gia thú đón gió lắc lư, hóa thành cự điểu màu xanh, chở Nam Cung Cẩm Thành phóng tới không trung. Nhưng thời điểm này ai sẽ còn để ý đến hắn? Tất cả dân liều mạng đều trở nên táo động, trừng đỏ mắt lên phóng tới núi cao gần đó, có thể là hóa thân mãnh cầm, tế ra bảo khí, tranh nhau chen lấn. Khương Phàm hóa thân thành Chu Tước Yêu Thể, liệt diễm cuồn cuộn khắp toàn thân, bằng tốc độ nhanh nhất mở ra bầu trời, xông về tấm biển đang rơi xuống. Bắt lấy bọn chúng, một cái cũng đều đừng thả đi. Đan Hoàng đang lo lắng thúc giục trong đầu Khương Phàm, thực sự khó mà bình tĩnh nổi. Đây là Chư Thiên Lục Táng sao? Hình ảnh vừa rồi kia, rõ ràng chính là cấm thuật đầu tiên của Chư Thiên Lục Táng, Sơn Hà Đại Táng. Xảy ra chuyện gì? Vu Thần Tông đây là tông môn thời đại nào? Sao có thể khống chế loại cấm thuật này? Nếu thật sự là một trong lục táng, mang theo tai họa ngập đầu cũng là hợp tình lý. Khương Phàm phản ứng nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất, tiếng gáy to vang giữa trời cao, nhanh chóng lao vùn vụt, đối diện đụng phải tấm biển. Nhưng, khi hắn đang muốn duỗi móng vuốt ra, một khắc này, 5 khối xương cốt bao quanh tấm biển đột nhiên rung động, hư ảnh 5 vị lão nhân phiêu miểu mông lung vậy mà giống như đã thức tỉnh, mở 2 mắt ra. Trong chớp mắt, một cơn chấn động khủng bố dẫn bạo trời cao, không gian vô tận giống như chiều cường nổi lên gợn sóng, liên miên bất tuyệt. Khương Phàm bị đánh bay, kim vũ bay lên, máu tươi văng khắp nơi, thân thể giống như tan ra thành từng mảnh, đau đớn không chịu nổi. Tất cả dân liều mạng đang tranh nhau chen lấn lao tới không trung cũng đều bị sóng lớn bao phủ. Có một số xem như vỡ nát, có một số thổ huyết tung bay, giống như là mưa đổ xuống. Trước một khắc sông có bao nhiêu điên cuồng, sau một khắc rơi xuống liền có bấy nhiêu chật vật. Mấy khối xương nát còn có uy thế như vậy. Chẳng lẽ bọn họ còn có ý thức? 5 lão nhân này khi còn sống là có thực lực gì? Dân liều mạng trong dãy núi sợ hãi. Đều cảm nhận được những tia sắt lạnh đang lan tràn trên cơ thể mình. Đều đừng lo lắng, đồng loạt ra tay, dùng võ pháp mạnh nhất của các ngươi đánh lên. Bọn chúng đã phiêu lưu trong thời gian vô tận, uy thế mạnh hơn cũng đã tiêu hao rất nhiều rồi. Khóa chặt những khối xương cốt kia, chỉ cần đánh tan bọn chúng, phòng ngự liền tự động giải trừ. Rất nhiều cường giả hô to thúc giục, phóng thích lên võ pháp cường đại, khởi xướng tấn công mạnh lên bầu trời. Dân liều mạng nhanh chóng liên hợp lại. Lôi đình như thủy triều, cuồng vũ khắp không trung, gió lốc oanh minh, cuốn lên số lượng lớn thế công liên hợp. Cương khí đánh rách tả tơi đại địa, nhấc lên cự thạch, thanh thế kinh người. Trong phạm vi mấy chục dặm, hàng trăm hàng ngàn đòn tấn công được dâng lên, bao phủ trời cao, đánh thẳng vào 5 khối xương trắng kia. Những dân liều mạng này có mạnh có yếu, linh nguyên cảnh sơ kỳ có, linh hồn cảnh cao giai cũng có. Thế công hỗn loạn, mạnh yếu không giống nhau. Lại thật sự đã ảnh hưởng đến những mảnh xương cốt kia. Ánh sáng trên những khối xương lấp lóe lúc sáng lúc tối, suýt chút nữa đã bị chôn vùi. Bọn chúng phiêu lưu vạn cổ, cơ hồ đã hao hết năng lượng. Có hiệu quả, lại lần nữa. Tất cả mọi người kích động lên, thanh âm cao vút, cảm xúc kích động, hét lớn loạn rít gào phát khởi thế công. Nhưng,
nhân tính tại thời khắc này đã lộ rõ. Tất cả mọi người cảm giác bạch cốt muốn tản, chỉ muốn người khác dùng sức, mình kiếm tiện nghi. Kết quả, cường quang cùng năng lượng mãnh liệt bạo động trong dãy núi, nhưng không có một đòn nào đánh về phía không trung. Thể hiện trên mặt đám người cứng đờ, đều có chút không có ý tứ. Nhưng rất nhanh đều kịp phản ứng, một lần nữa phóng thích lên võ pháp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía không trung. Ầm ầm, hư ảnh năm vị lão nhân toàn bộ đều bị tiêu tán ở ngũ hành. Giờ khắc này, bầu trời giống như phiêu đãng lên tiếng thở dài, mang theo vài tiếng thì thào khẽ nói. Chỉ là năng lượng quá mạnh, thanh thế còn lớn hơn, không có người nào chú ý tới. Năm khối xương cốt lấp lóe ánh sáng, rời khỏi tấm biển, bị năng lượng cường thịnh đánh thẳng vào bay ra ngoài. Đoạt, quần tình xúc động. Tất cả dân liều mạng đều khàn giọng hô to, riêng phần mình tiếp cận một khối xương, tranh nhau chen lấn lên. Tấm biển, đoạt tấm biển kia. Đan Hoàng thúc giục Khương Phàm. Khương Phàm cũng tập trung vào tấm biển, vỗ cánh bay lên. Xương cốt mặc dù nhìn rất cường đại, nhưng rõ ràng là đang bảo vệ tấm biển. Mà tấm biển hoành hành thâm không lâu như vậy, lại không có hề mục nát, khẳng định có bí mật gì. Đó là của ta. Một tiếng gào thét dã man theo sát Khương Phàm, thanh âm ù ù, đinh tai nhức óc. Một nam tử trung niên hóa thân cự ngạc, đạp trên thủy triều cuồn cuộn, phóng lên trời, hình thể cực lớn, tốc độ lại vô cùng tấn mãnh. Hắn cũng tập trung vào tấm biển. Một bên khác, một nữ tử đuổi sát theo, thân pháp nàng phiêu giật, đi sau mà đến trước. Phù quang lược ảnh giống như vượt qua Khương Phàm, đầu ngón tay vung đánh lên 9 cái kim cương sử. Kim cương sử đón gió oanh minh, nhanh chóng tăng vọt, cộng minh lẫn nhau, giống như muốn diễn biến thành lồng giam, vây khốn tấm biển. Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn liệt diễm, tốc độ tăng lên trong nháy mắt, đuổi sát sau lưng nữ tử, không có chút do dự gì, một móng vuốt kéo tới phía cái ót nữ tử. Thô lỗ! Nữ tử quát lớn, nhanh chóng xoay chuyển, tay trái trùng kích kiếm ngọc. Kiếm khí như thác nước, cuốn về phía Khương Phàm. Tốc độ Khương Phàm càng nhanh càng linh hoạt, hai cánh xoay chuyển, tránh khỏi kiếm chiều, toàn thân bạo khởi lít nha lít nhít hỏa vũ, nương theo lấy bạo tạc mãnh liệt, che mất nữ tử. Nữ tử kêu thảm, chật vật tháo chạy, kim cương sử cũng hỗn loạn tại chỗ. Ầm ầm. Phía dưới, cuồng phong cuồn cuộn, hình thành gió lốc gào thét, giống như là một con ác long phóng lên tận trời, cuốn về phía Khương Phàm. Gió lốc mãnh liệt, thanh thế kinh người, vượt xa Khương Phàm có thể tiếp nhận cực hạn. Khương Phàm cắn răng một cái, chỉ có thể né tránh sang bên cạnh. Gió lốc hoành không, mắt thấy đã muốn đụng vào tấm biển. Cự ngạc đang phóng tới lay động nhấc lên thủy triều, chặn đánh gió lốc. Triều dâng mang theo khí lạnh thấu xương, lao nhanh vào bên trong nhanh chóng ngưng kết, giống như là tòa băng hồ, toàn bộ đụng tới. Cùng với tiếng oanh minh hỗn loạn, gió lốc băng hồ đã nổ tung toàn diện. Gió mạnh như đao, xé rách trường không, khối băng giống như cự thạch hoành hành giữa bầu trời. Số lượng lớn cường giả bị tác động đến, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị vô tình tiểu sát, bị chật vật đánh chết. Hai người này đều là cao giai linh hồn cảnh. Khương Phàm lại nắm lấy cơ hội, bằng vào thân pháp linh hoạt nhanh chóng lướt qua hỗn loạn, xông về tấm biển. Nhưng, Nam Cung Cẩm Thành đã xuất hiện ở không trung, cưỡi cự điểu màu xanh lao thẳng đến tấm biển. Mà phương hướng tấm biển rơi xuống, đúng lúc là tới chỗ của hắn. Khương Phàm mắt thấy đuổi không kịp, lập tức ngưng tụ lại 36 cây giáo, gào thét phóng ra, vòng quanh liệt diễm cuồn cuộn, chặn đánh Nam Cung Cẩm Thành. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi thấy không rõ áo bào này của ta sao? Nam Cung Cẩm Thành hét lên đầy giận dữ, khống chế cự điểu màu xanh chật vật bay lên. Cút ngay, mẹ kiếp, đừng có chặn đường. Cự ngạc vừa vặn đạp trên luồng không khí lạnh đụng tới. Một tiếng bạo hống, thủy triều cuồn cuộn, cuồng dã tung bay tới cự điểu màu xanh. Cự điểu màu xanh lấp lóe kịch liệt, một lần nữa biến trở về gia thú. Nam Cung Cẩm Thành kêu lên đầy sợ hãi, bắt lấy gia thú chật vật rơi xuống, điên cuồng phóng thích năng lượng muốn kích hoạt nó. Rốt cuộc, sau khi rơi xuống mấy trăm mét, gia thú xuất hiện cuồng phong, lần nữa biến thành thanh điểu. Chỉ là lúc này đã bỏ lỡ cơ hội. Nam Cung Cẩm Thành đấm ngực dậm chân, tức giận gào thét. Khương Phàm đã tiếp cận tấm biển, chiều dâng đến từ cự ngạc lại lần nữa cuồn cuộn, hắn cưỡng ép đánh lui. Của ta! Cự ngạc mở ra miệng to hung hăng cắn về phía tấm biển. Mơ tưởng! Một nam tử cường tráng đột nhiên giết tới, hắn giống như phóng tới trong hư không, nhấc lên không gian, trực diện với tấm biển.
Cự ngạc bỗng nhiên quay người, nhấc lên thủy triều, muốn chặn đánh nam tử. Nó là của ta. Nam tử tùy tiện tránh khỏi, huy động hai tay, trường bào đón gió căng phồng lên, cường quang lượn lờ bên trong, vòng xoáy cuồn cuộn giống như tụ lý càn khôn, muốn thôn nạp tấm biển. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, những mảnh xương cốt giống như không đáng để chú ý đột nhiên xuất hiện ở xung quanh tấm biển, dâng lên huyết khí thảm liệt, hóa thành cự mãng hai cánh khổng lồ, dài đến 100 mét, yêu khí cuồn cuộn, khí tức hung hãn tràn ngập trời cao, nó cuốn lên trời một cái, quấn chặt lấy tấm biển trước một bước, từ bên trong tay áo dữ dội đẩy ra ngoài. Cự mãng gầm thét, hai cánh mãnh kích, kéo lấy tấm biển phóng tới phía dưới núi cao. Ha ha, đây là của ta, các vị thay bảo bối khác đi. Trên núi cao, một nam tử áo trắng cười to, khống chế cự mãng xoay chuyển, vung lên tấm biển, đập tới phía hắn. Mà cự mãng đã cuồng dã nhấc lên, phun ra khí tức huyết sát vô tận, hoắc loạn mấy vạn mét, đám người đang muốn đuổi bắt kinh sợ lui lại. Nhưng, một con lôi ưng từ đằng xa bay tới, chặn đường ở giữa không trung, tốc độ quá nhanh, rất nhiều người đều không chút kịp phản ứng, lôi ưng đã đuổi tới, lôi chiều chói mắt giống như xiềng xích cuốn lấy tấm biển. Sau đó chấn động hai cánh, bỗng nhiên bay lên trời cao. A a a! Nam tử áo trắng gầm thét, muốn khống chế cự mãng truy đuổi, cự mãng lại bị đám người tức giận tiễu sát tại không trung. Tốc độ lôi ưng quá nhanh, toàn thân quấn quanh lôi chiều, xuyên qua chiến trường hỗn loạn, đảo mắt đã biến mất ở chân trời. Rất nhiều người tiếc nuối từ bỏ, lao đến chiến trường hỗn loạn cướp đoạt những mảnh xương cốt kia. Khương Phàm lại khóa chặt lôi ưng bay xa, một khắc càng không ngừng đuổi tới. Lôi ưng này là có huyết mạch thiên bằng, huyền thiên lôi ưng, hình thể khổng lồ, dương cánh 100 mét, tốc độ có thể truy kích thiểm điện. Nó là một trong những kẻ được Đại La Sơn an bài trấn thủ ở chỗ này, phụ trách tuần sát 100 dặm sơn hà xung quanh. Nếu có linh bảo xuất thế, nó sẽ đuổi tới trong thời gian ngắn nhất, cưỡng ép bắt lấy. Nếu có linh quả đặc thù thành thục, cũng sẽ hái đi trước tiên. Người trấn thủ giống như nó thế này, còn có hơn 50 kẻ. Riêng mình phụ trách khu vực khác nhau, phạm vi từ mấy chục dặm đến vài trăm dặm không giống nhau. Khương Phàm kích phát, bản thân, sôi trào liệt diễm, dùng tốc độ cao nhất đuổi theo lôi ưng. Cho dù như thế, nhưng vẫn còn suýt chút nữa là mất dấu. Ở nơi đó, Khương Phàm thở hổn hển, đứng trên một cái cây thô to tươi tốt, nhìn qua sơn phong xa xa. Sơn phong thẳng tắp cao ngất, giống như lưỡi kiếm sắc bén chỉ xéo lên trời cao. Tổ của huyền thiên lôi ưng ở đỉnh núi, nơi đó tràn ngập mãnh liệt lôi nguyên lực, ảnh hưởng năng lượng của đất trời, ở trên không tạo thành tầng mây nặng nề mờ tối. Lôi điện quay cuồng trong tầng mây, oanh minh không dứt, táo bạo lại kiềm chế. Ngàn vạn lần cũng lấy được tấm biển, rất có thể bên trong có bộ truyền thừa đặc biệt. Đan Hoàng còn gấp hơn so với Khương Phàm, lôi ưng này hẳn là linh hồn cảnh cao giai, ta đoạt không được. Khương Phàm thu liếm khí tức. Cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh. Ngươi có thể nghĩ được cách. Đan Hoàng có lòng tin đối với Khương Phàm. Ầm ầm. Không trung, lôi vân đột nhiên cuồn cuộn, lôi đình vô tận chút xuống giống như màn mưa, bao phủ đỉnh núi. Huyền Thiên Lôi Ưng nhô cái đầu khổng lồ ra, hung ác tập trung vào Khương Phàm. Khương Phàm nhanh chóng thoát khỏi nơi này, một mực biến mất tại chân trời. Sau đó, hắn thu liễm hỏa dực, lao xuống trong cánh rừng. Lại chạy trở về đường cũ, trốn ở trong rừng rậm tiếp tục nhìn quanh. Huyền Thiên Lôi Ưng đang đứng trên đỉnh núi gáy to, thanh âm bén nhọn chói tai, quanh quẩn khắp dãy núi. Một tiếng, lại một tiếng, liên tục không dứt. Nó đang triệu hoán cái gì sao? Khương Phàm có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ gần đó còn có con khác? Ngươi quan tâm nó làm gì, một mực lấy tấm biển tới tay. Linh hồn Đan Hoàng quấn quanh linh hồn Khương Phàm. Tự mình quan sát đến tình huống bên ngoài. Khương Phàm suy nghĩ sau đó nhanh quay ngược trở lại, cố gắng nghĩ cách. Nhưng, cảnh giới lôi ưng này quá cao, tốc độ lại nhanh, trừ phi chính nó rời khỏi, nếu không đi qua chính là chịu chết. Làm sao bây giờ? Khương Phàm đang trầm tư suy nghĩ, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh kịch liệt. Một nhóm lớn cường giả đang điên cuồng chém giết, cướp đoạt một khối xương, quỷ thần xui khiến thế nào lại kéo tới nơi này? Ầm ầm. Bầu trời cuồn cuộn lôi chiều, huyền thiên lôi ưng triển khai hai cánh khổng lồ, bổ nhào qua chiến trường nơi xa, tốc độ nhanh giống như phiến lôi chiều lao nhanh. Cơ hội! Tinh thần Khương Phàm đại chấn, quả quyết phóng lên trời, hóa thân thành chú tước yêu thể, lao thẳng đến đỉnh núi. Đỉnh núi oanh minh lôi chiều,
cường quang chói mắt. Tấm biển khổng lồ lẳng lặng nằm ở nơi đó, rách nát thê lương, tràn đầy vết tích, phía trên trải rộng vết máu pha tạp. Thần kỳ là vết máu lại không có khô cạn, giống như tươi mới, im ắng chảy xuôi ở phía trên, tràn ngập uy thế phi phàm. Tới tay, Khương Phàm vung xiềng xích từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, cuốn lấy tấm biển, lôi vào tận cùng bên trong nhất trong lồng giam tầng thứ hai, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời khỏi. Nhưng, tấm biển đột nhiên lắc lư kịch liệt, uy thế phi phàm kia giống như dòng lũ chật ních khắp gian lồng giam đen kịt kia. Trong lồng giam tất cả đều là bảo dược chân tàng, kết quả toàn bộ bị vỡ nát chôn vùi. Mà uy thế vẫn tiếp tục bạo động, càng ngày càng mãnh liệt, trùng kích đến toàn bộ tầng thứ hai, tất cả lồng giam đều bị liên lụy. Xảy ra chuyện gì? Khương Phàm phát giác được vấn đề, lập tức muốn ném tấm biển ra, nhưng tất cả lồng giam tại tầng thứ hai của thanh đồng tiểu tháp lại tự phát động đứng lên, hoành hành bên trong bóng tối vô tận, hợp thành pháp trận đặc thù nào đó. Thật giống như muốn phong ấn tòa lồng giam tận cùng bên trong nhất kia, chấn áp tấm biển. Đây là... Khương Phàm khó có thể tin được mà cảm nhận được biến động bên trong tầng thứ hai. Lồng giam lại còn có thể chuyển động. Còn có thể tạo thành pháp trận. Lúc Khương Phàm đang ngạc nhiên, thanh đồng tiểu tháp đột nhiên tránh thoát khỏi sợi dây chuyền, rời khỏi hắn, treo cao lên giữa trời, nhấc lên ánh sáng màu xanh sáng tỏ, mà càng ngày càng cường thịnh, cho đến khi bạo động lên. Giống như mặt trời rọi khắp nơi thiên địa. Cùng với tiếng vang lớn ù ù, thanh đồng tiểu tháp bắt đầu bành trướng, từ mười mấy cm đến vài mét, lại đến mấy chục mét, cho đến hơn trăm mét. Dáng vẻ đẹp đẽ tinh tế tỉ mỉ trước đó, cũng theo kéo dài phóng đại mà trở nên rộng rãi hùng vĩ, thậm chí còn tràn ngập ra thần uy vô cùng minh mông khủng bố. Khương Phàm nhìn qua thanh đồng tiểu tháp tiếp tục phóng đại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phần uy thế kia thẩm thấu cả vùng đất trời này, càng xâm nhập đến linh hồn Khương Phàm. Nhất là những phù văn điêu khắc mặt ngoài thanh đồng tiểu tháp kia, một số ấn ký nổi bật càng làm cho người ta hồi hộp khó có thể bình an. Huyền Thiên Lôi Ưng dừng lại ở mấy chục dặm bên ngoài, nhìn lại đỉnh núi. Ánh mắt nó bén nhọn hơi rung nhẹ, cảm nhận được áp bách giống như ngạt thở, ngay cả lôi chiều toàn thân lùi về thân thể. Dân liều mạng đang điên cuồng cướp đoạt xương cốt cũng đều liên tiếp dừng lại. Khiếp sợ nhìn qua cung điện rộng rãi đột nhiên xuất hiện ở trên không. Bọn hắn thậm chí có chút hoảng hốt, chẳng lẽ lại có ảo ảnh xuất hiện sao? Rốt cuộc ngươi là cái gì? Liên hệ giữa Khương Phàm cùng thanh đồng tiểu tháp trở nên mơ hồ, khi thì rõ ràng, khi thì đứt gãy. Phần uy thế kia lại bao phủ lấy hắn, thân thể rung động, đánh thẳng vào linh hồn. Đó là cái gì? Linh hồn đan hoàng quấn quanh linh hồn Khương Phàm, nhìn qua đường vân thần bí bên ngoài thanh đồng tiểu tháp. Giống như một bức tranh sử thi ầm ầm sóng dậy, ghi chép một thời đại đã từng huy hoàng cùng bi tráng nào đó, lại như một loại truyền thừa thần bí nào đó, tiếp dẫn chúng sinh đi đến bầu trời. Cổ lão, thần bí, phi phàm, hùng vĩ. Đan hoàng biết thanh đồng tiểu tháp có bí mật, lại không nghĩ rằng sẽ mang đến rung động như thế này. Không gian tầng thứ hai giống như biến thành chiến trường, tất cả lồng giam đều oanh minh kịch liệt, tràn ngập ra khí thế kinh khủng. Liên hợp chấn áp tấm biển ở lồng giam trong sâu nhất. Tấm biển nhận áp chế, cũng bắt đầu cường thế phản kích. Máu tươi chảy xuôi ở bên ngoài liên tiếp dâng lên, giống như thần linh thức tỉnh, phát ra tiếng gầm thét thật lớn. Long long long. Thanh đồng tiểu tháp tiếp tục tăng vọt, từ trăm mét đến hơn 300 mét, treo cao ở giữa trời, ánh sáng màu xanh vô biên, xua tan mây đen, băng diệt lôi đình. Nó muốn rời khỏi ta rồi. Khương Phàm đang muốn sốt ruột. Bất chợt ý thức cùng thanh đồng tiểu tháp đột nhiên trở nên rõ ràng. Tầng thứ hai càng trở nên đen tối thêm, càng thâm thúy hơn, giống như hư không giá lạnh. 66 tòa thiết lao cũng biến thành to lớn hơn, âm lãnh hơn, giống như cự thú giá lạnh, chiếm cứ trong bóng đêm. Khi Khương Phàm muốn lần nữa tìm kiếm tấm biển lại ngạc nhiên phát hiện, trung ương thiết lao xuất hiện một con đường vần quanh. Ý thức xuyên qua con đường, cảnh tượng trước mắt lại sáng tỏ thông suốt, đi đến tầng thứ ba. Xảy ra chuyện gì? Thanh đồng tiểu tháp mở ra tầng thứ ba không phải hẳn là dùng hỏa diễm nung khô sao? Coi như muốn hút máu, cũng là hút máu của ta. Tấm biển này có vấn đề, hay là máu phía trên này có vấn đề, hay là... Khương Phàm vui mừng lại cảnh giác. Không gian tầng thứ ba bị mê vụ nồng đậm bao phủ, mở ra mê vụ, bên trong lại là phiến sơn lâm sinh cơ bừng bừng, cùng hoàn toàn khác biệt hắc ám giá lạnh tại tầng thứ hai. Phóng tầm nhìn tới. Tất cả đều là cây rừng tươi tốt, trời xanh như biển,
ngay cả rất nhiều núi cao đều bị dìm ngập. Có chút cây lớn trực tiếp đụng vào, trời, tráng kiện khổng lồ, vô cùng hùng tráng. Khương Phàm đưa ý thức càn quét ở bên trong, phạm vi tầng thứ ba lại đạt tới hơn trăm dặm, tựa như là không gian độc lập mà bản thân tạo ra, bản thân phong bế. Nhưng, sau khi tra xét rõ ràng lại phát hiện vấn đề. Xuyên qua lá cây rậm rạp nặng nề, tầng thứ ba tổng cộng có 9981 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều bò đầy huyết văn quỷ dị, giống như là lít nha lít nhít đại mãng màu máu đang quay quanh, ngọ nguậy. Mộ phần. Trong đầu Khương Phàm đột nhiên hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Nơi này không phải thế giới sinh cơ bừng bừng gì, mà là mộ địa kinh khủng. Tầng thứ hai là lồng giam, tầng thứ ba là mộ địa. Tòa bảo tháp này rốt cuộc là thứ gì? Tấm biển khắc lấy ba chữ, Vu Thần Tông, đã mất đi ánh sáng, lơ lửng ở giữa không trung mây mù tại tầng thứ ba. Khương Phàm bỗng nhiên có loại ảo giác, tấm biển giống như có chút liên quan cùng tòa tháp này. Khương Phàm, đi mau. Đan Hoàng đột nhiên nhắc nhở. Khương Phàm lập tức rút ý thức khỏi trong thanh đồng tiểu tháp, trước đó còn là bảo tháp bao la hùng vĩ, ánh sáng màu xanh chiếu xa vạn trượng, đã một lần nữa lùi về đến lớn chừng ngón tay cái, đang từ không trung rơi xuống. Khương Phàm một phát bắt được thanh đồng tiểu tháp, điên cuồng chạy trốn về nơi xa. Bây giờ không chỉ là tấm biển, chỉ sợ thanh đồng tiểu tháp cũng đều đã gây nên chú ý. Ầm ầm, nơi xa lôi triều đại bạo động. Huyền Thiên Lôi Ưng huy động lôi điện, bổ nhào tới phía Khương Phàm. Đó là cái gì? Trong núi rừng, dân liều mạng vẫn còn có chút hoảng hốt, vừa rồi là ảo ảnh sao? Hình như là vậy, không phải vậy tại sao có thể có khí thế khủng bố như vậy? Nhưng không nhìn thấy không gian có thay đổi gì. À, xương cốt đâu? Có người đột nhiên bừng tỉnh, tìm kiếm khắp nơi, vừa hay nhìn thấy người cướp được bảo cốt trước đó đang nhón mũi chân. Cẩn thận từng ly từng tí nhanh chóng chạy tới trong rừng già. Hắn ở đó, đuổi theo. Đám người lại lần nữa bạo động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới. Khương Phàm điên cuồng chạy trốn trong tầng mây, cũng cực lực nhìn ra xa, tìm kiếm yêu thú hoặc là bí cảnh có thể lợi dụng. Nhưng tốc độ lôi ưng quá nhanh, chênh lệch khoảng cách mấy chục dặm đã bị nó nhanh chóng rút ngắn. Lôi uy cuồn cuộn làm cho mãnh thú linh cầm dọc đường kinh hãi. Khương Phàm cố gắng lấy tốc độ cao nhất bay đi, nhưng vẫn không thoát nổi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại phải vận dụng Cấm Nguyên Châu? Khương Phàm cảm nhận được Cấm Nguyên Châu trong thanh đồng tiểu tháp, liên tục trần chờ, vẫn là giữ lại ở bên trong. Thứ này có thể không dùng, xem như dùng, cũng chỉ là mấy giây mà thôi, thoát không nổi Huyền Thiên Lôi Ưng. Mà Huyền Thiên Lôi Ưng khẳng định là cao giai linh hồn cảnh, vài giây đồng hồ ngắn ngủi hắn cũng không giết chết nó được. Liều mạng. Khương Phàm thể hiện hung ác, lao xuống, đánh tới cánh rừng tươi tốt. Long. Hình thể Huyền Thiên Lôi Ưng khổng lồ, dương cánh đến trăm mét, giống như là phiến lôi vân rực sáng, trong chốc lát nhấc lên lôi đỉnh vô tận, sôi trào khắp màn trời, tràn ngập đất trời đánh về phía Khương Phàm đang rơi xuống. Lôi điện tráng kiện bạo ngược, xé rách thiên địa. Khương Phàm lập tức vung ra đỉnh lô, mạo hiểm né đi. Long long long. Mảng lớn lôi đỉnh oanh kích đỉnh lô. Bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Đỉnh lô lay động lịch liệt, giống như viên thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đánh tới sườn núi phía trước. Một tiếng vang thật lớn, ngọn núi lay động mãnh liệt, bụi đất tung bay, loạn thạch trùng kích. Đỉnh lô dữ dội xô ra một cái hố to mấy trăm mét rộng, cơ hồ muốn làm cho ngọn núi kia sụp đổ. Khương Phàm bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, giãy giụa leo ra, thu đỉnh lô, tiếp tục huy động liệt chạy trốn. Huyền Thiên Lôi Ưng ở trên không truy đuổi, lần nữa nhấc lên lôi chiều thật lớn, bao phủ cả dãy núi. Trước khi bị lôi chiều bao phủ, Khương Phàm lại triệu ra đỉnh lô lần nữa. Ầm ầm, đỉnh lô oanh minh kịch liệt, hung hăng đánh tới cánh rừng, bụi đất tung bay. Sau đó, thất khiếu Khương Phàm chảy máu leo ra, thu đỉnh lô tiếp tục chạy trốn. Huyền Thiên Lôi Ưng nổi giận, thân thể cao lớn nhanh chóng lao xuống, giống như là một mãnh lôi vân từ trên trời giáng xuống. Tự mình xông tới chỗ Khương Phàm. Móng vuốt to lớn như là cái phòng, khuấy động ánh sáng lôi đình. Khương Phàm lần nữa triệu ra đỉnh lô, cũng đưa ý thức nhắc nhở Lý Dần, giải thích tình huống. Ầm ầm, móng vuốt phun trào lôi đình hung hăng bắt lấy đỉnh lô, hai cánh chấn kích, mang theo phóng lên trời. Lôi đình kinh khủng từ sôi trào khắp toàn thân Huyền Thiên Lôi Ưng, kéo dài bao phủ cả đỉnh lô, muốn đánh nát nó. Khương Phàm ở bên trong đau đớn không chịu nổi. Lại gắt gao kéo căng thân thể, chờ đợi cơ hội.
huyền thiên lôi ưng xông lên ngàn mét trên không trung, toàn thân bạo động lôi đình, điên cuồng oanh kích đỉnh lô, làm thế nào đều không hủy diệt được. Ánh mắt nó lăng liệt, một cái móng vuốt bắt lấy đỉnh lô, một cái móng vuốt chế trụ nắp đỉnh, lớn tiếng kêu to lại bỗng nhiên sốc lên. Lý Dần, ngay bây giờ. Khương Phàm đang chờ thời khắc này. Lý Dần đã hóa thân thành bất tử điểu, lao ra khỏi thanh đồng tiểu tháp, bắt lấy Khương Phàm thuận thế xông ra đỉnh lô. Nắp đỉnh mở rộng, Lý Dần bay thẳng lên. Tiểu quang mang thánh thuật. Lý Dần kéo lấy Khương Phàm, tốc độ tăng vọt, giống như là lưu quang, đâm thẳng đến con mắt huyền thiên lôi ưng. Vừa đột nhiên, lại càng tấn mãnh. Khương Phàm kích phát uy lực huyết mạch, móng vuốt căng cứng, cuồng dã đánh về phía tròng mắt to lớn. Mặc dù hai bên có chênh lệch tầng 4, 5 tầng thật lớn, nhưng con mắt tuyệt đối là nơi yếu ớt nhất của huyền thiên lôi ưng. Bành! Huyền thiên lôi ưng vội vàng không kịp chuẩn bị, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, càng không thấy rõ ràng được cái gì liền bị tàn nhẫn đánh vỡ nát mắt phải, đả kích cường liệt thậm chí ảnh hưởng đến sọ não. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu, kêu gào thảm thiết, móng vuốt đều buông lỏng ra. Lý Dần vung Khương Phàm ra, chạy trốn về nơi xa, hấp dẫn lực chú ý. Huyền thiên lôi ưng tức giận đau đớn, vô ý thức coi là đó chính là Khương Phàm, nó nhấc lên lôi chiều liền muốn tập kích. Nhưng, tại thời điểm Lý Dần tách Khương Phàm ra, hắn đã trèo lên đầu của nó, bay lên, xuất hiện ở bên kia. Ngay lúc con mắt bên phải của huyền thiên lôi ưng chiếu ra bộ dáng Khương Phàm, trong chốc lát, móng vuốt của Khương Phàm đã đánh tới. Bành! Mắt phải vỡ nát, máu tươi văng khắp nơi, cường đại trùng kích lại lần nữa ảnh hưởng đến sọ não. Huyền thiên lôi ưng nổi giận, nó điên cuồng phóng thích lôi chiều, oanh kích xoang quanh. Toàn thân Khương Phàm căng cứng, kích ra lực lượng chiến trụ, cũng ngừng tụ thái dương chiến y, ngạnh kháng lôi chiều. Ầm ầm, Khương Phàm bị bao phủ, máu thịt be bét bay ra ngoài. Cao giai linh hồn cảnh áp chế chí mạng đối với sơ giai. Sư phụ, Lý Dần quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy bóng người màu đỏ ngòm tung bay trong lôi chiều kia, hắn lập tức quay người. Thi triển tiểu quang mang thánh thuật vọt tới. Khương Phàm sau khi hạ xuống đã ho ra đầy máu, nội tạng đều giống như vỡ nát, thân thể không cầm được mà run rẩy. Nếu như không phải có áo giáp thì hắn thực sự đã sớm biến thành mảnh vỡ. Giờ khắc này, sinh tử ngâm bên trong trái tim của hắn đều đã thức tỉnh, nhắc nhở hắn phải chăng nên chạy trốn. Khương Phàm khống chế lại sinh tử ngâm, lảo đảo đứng lên, kết quả lại nhào vào trên mặt đất, ý thức trời đất quay cuồng. Miệng mũi chảy máu. Sư phụ, Lý Dần nhanh chóng vọt tới, lại lần nữa rơi xuống bên trong lôi đình, hắn nhanh chóng tránh né vượt qua, mạo hiểm bắt lấy Khương Phàm, vỗ cánh chạy trốn. Thanh đồng tiểu tháp, Khương Phàm giáng chống đỡ ý thức muốn hôn mê, tiện đường lấy đi thanh đồng tiểu tháp, sau đó triệt để lâm vào hôn mê. Lý Dần thừa dịp lôi ưng đang phát cuồng ở không trung, liên tiếp thi triển tiểu quang mang thánh thuật, biến mất không còn bóng dáng. Nơi này an toàn rồi. Lý Dần ôm Khương Phàm chạy đi hơn 80 dặm, mới thở phào nhẹ nhõm, buông Khương Phàm xuống. Khương Phàm đã tỉnh, thân thể cũng đang tự hành điều trị, chỉ là lôi đình bạo kích mang tới tổn thương quá lớn, giống như mỗi khối xương trên toàn thân đều bò đầy vết nứt, phóng thích ra đau đớn kinh khủng. Sư phụ, ngài muốn học tiểu quang mang thánh thuật không? Lý Dần nhìn dáng vẻ Khương Phàm âm thầm hít một hơi. Sư phụ đúng là sư phụ. Đối mặt với sự đuổi bắt của linh hồn cao giai mà vẫn còn có thể nghĩ được cách phản kích, mà lôi ưng cao giai cuồng nộ bạo kích như vậy vậy mà vẫn không thể xé nát hắn. Thân thể chính là thịt, đổi lại những người khác, đừng nói tam trọng thiên, liền xem như ngũ trọng thiên hay lục trọng thiên cũng đều có thể biến thành mảnh vỡ. Có thể sao? Đương nhiên có thể, tiểu quang mang thánh pháp cùng võ pháp bình thường có khác biệt rất lớn, tu luyện vô cùng khó khăn, nhưng uy lực xác thực rất mạnh, lập tức có thể sử dụng trên thân pháp. Còn có thể dùng trên võ pháp. Chỉ là trong trí nhớ của ta, chỉ có hai phương pháp tu luyện, phía sau hẳn là còn có càng nhiều. Vậy ta không khách khí. Sư phụ, đầu tiên ngài chờ chút đã, ta tìm quyển sách bằng ra, trong trí nhớ thánh pháp miêu tả, Lại đánh dấu kỹ xảo tu luyện, khả năng cần một quãng thời gian. Tiểu quang mang thánh pháp không chỉ có thể dùng trên thân thể, còn có thể dung nhập trong võ pháp. Lý Dần rất tình nguyện chia sẻ võ pháp của mình cùng Khương Phàm. Ngươi đến trong thanh đồng tiểu tháp từ từ làm, thân thể của ngài không có sao chứ, ta uống chút thuốc, rất nhanh sẽ khôi phục thôi. Khương Phàm vừa thu Lý Dần vào trong thanh đồng tiểu tháp, giọng đan hoàng liền không kịp chờ đợi mà xuất hiện. Mau lấy tấm biển ra.
Phu thần tông, ngài biết nó sao? Khương Phàm lấy tấm biển ra, nó dài đến 100 mét, nặng nề lại cổ lão, phía trên đã không còn vết máu, nhưng ba chữ, phu thần tông, vẫn còn ẩn hàm khí thế cứng cáp phi phàm. Ta không biết phu thần tông, nhưng ta biết võ pháp năm lão nhân kia thả ra. Rất đặc biệt sao? Không thể xem như võ pháp, cũng không phải bí thuật truyền thừa, mà là vấn đề cao hơn, thậm chí là cao tới thế giới huyền bí, lại được gọi là hồng hoang cấm thuật. Ồ! Lần đầu tiên Khương Phàm nghe được xưng hô như thế này, ngay cả trong trí nhớ kiếp trước đều chưa từng có. Nếu như ta không có đoán sai, bên trong tấm biển hẳn là cất giấu bộ cấm thuật này, tên là Sơn Hà Đại Táng. Tại thời đại của chúng ta, lưu truyền một truyền thuyết xa xưa, thiên địa sơ khai, thời khắc hồng hoang thế chân vạc, nương theo lấy thế giới thai nghén vạn vật, diễn biến ra cùng, vạn vật tân sinh, đối lập với, uy lực yên diệt, tên là Chư Thiên Lục Táng. Uy lực của Lục Táng bao gồm Táng Sơn Hà, Táng Thiên Địa, Táng Nhật Nguyệt Tinh Thần, Táng Chúng Sinh, Táng Luân Hồi, Táng Chư Thiên Thần Ma. Giọng Đan Hoàng vô cùng nặng nề, không chỉ là bởi vì bộ hồng hoang cấm thuật này, càng là bởi vì hắn càng ngày càng cảm giác giống như từ nơi sâu xa có một lực lượng vô hình đang dẫn dắt đến Khương Phàm. Trước đó tại La Phù Sơn Mạch đã phát hiện qua mảnh vỡ bia đá Chư Thiên Lục Táng, lần này lại còn trực tiếp gặp. Đây là ngẫu nhiên sao? Khương Phàm nghe được thì trở nên phấn chấn, toàn thân đều nổi nhanh chóng nóng lên, đau đớn cùng mỏi mệt vừa rồi đều bị quét sạch sành xanh. Hắn tranh thủ thời gian đè lại tấm biển, cẩn thận cảm nhận. Nhưng, ngoại trừ khí tức thê lương, thần uy phi phàm ra thì đều không có cảm nhận được cái gì khác cả. Khương Phàm định thần tĩnh khí, thử lặp đi lặp lại, tấm biển đều không có chút phản ứng nào, giống như bên trong căn bản không có gì, lại hình như đang ngăn cách Khương Phàm dò xét. Khương Phàm đi vòng quanh tấm biển, cắn ngón tay, vẩy máu xuống ba chữ to, phù thần tông, trên tấm biển, sau đó yên lặng chờ đợi. Kết quả vẫn không có chút nào phản ứng. Khương Phàm tự định giá một lát, sau đó thu tấm biển vào tầng thứ ba của Thanh Đồng Tiểu Tháp. Nếu như tấm biển có liên quan cùng Thanh Đồng Tiểu Tháp, như vậy nơi tấm biển tỉnh lại, hẳn là trong Thanh Đồng Tiểu Tháp. Tấm biển lơ lửng trong sương mù, dần dần sinh ra liên hệ cùng không gian tầng thứ ba của Thanh Đồng Tiểu Tháp. Loại liên hệ kia rất yếu ớt, cũng rất tự nhiên. Thật giống như thật lâu trước đây nó là thuộc về nơi này. Nhưng, tại thời điểm ở tầng thứ hai tại sao Thanh Đồng Tiểu Tháp phải cưỡng ép trấn áp nó? Chẳng lẽ là trấn áp máu tươi trên tấm biển sao? Khương Phàm sau khi cẩn thận cảm nhận, càng hoài nghi tấm biển cùng Thanh Đồng Tiểu Tháp có liên quan, hoặc là cấm thuật bên trong tấm biển cùng Thanh Đồng Tiểu Tháp có liên quan. Tấm biển tựa như là quan tài, là vật chứa, máu tươi trước đó là phong ấn, là bảo vệ. Mà bây giờ, phong ấn đã giải trừ, cấm thuật đã được tự do. Khương Phàm đưa ý thức quan sát không gian tầng 3, nơi này xanh biếc tươi mát, an tĩnh duy mỹ, giống như bức họa xinh đẹp, khiến cho tinh thần người ta thanh thản. Nhưng, ở trong rừng cây, núi cao lại lộ ra khí tức quỷ dị. Nhất là những vết máu nhúc nhích kia, cực kỳ giống mạch máu của ngọn núi. Bọn chúng thật sự là mộ phần sao? Phía dưới chôn giấu cái gì? Vẫn đang tồn tại sao? Hay là đã bị chôn vùi? Thanh Đồng Tiểu Tháp ơi Thanh Đồng Tiểu Tháp! Rốt cuộc ngươi có thân phận gì, có bí mật gì? Khương Phàm quan sát trăm dặm sơn hà, hồi tưởng đến hình ảnh Thanh Đồng Tiểu Tháp, thức tỉnh trước đó, càng cảm giác Thanh Đồng Tiểu Tháp đang ẩn giấu bí mật to lớn. Nó là cái gì, lại đã từng thuộc về ai? Vì sao nó lại lưu lạc ở Đại Hoang, lại đã trầm tịch bao nhiêu năm tháng? Chẳng lẽ, tấm biển xuất hiện là do Thanh Đồng Tiểu Tháp dẫn dắt? Khương Phàm lắc đầu, cảm giác buồn cười. Dĩ nhiên hắn vẫn coi Thanh Đồng Tiểu Tháp là vũ khí không gian mà sử dụng. Nhưng, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Thanh Đồng Tiểu Tháp giống như chỉ cho phép hắn làm vật chứa, cũng không có thật sự rộng mở đối với hắn, cũng không có cho hắn truyền thừa. Một người một tháp, từ đầu đến cuối, bình an vô sự. Có lẽ, tình huống hắn bây giờ còn không chiếm được sự tán thành của Thanh Đồng Tiểu Tháp. Khương Phàm cố gắng chấn định, thử cùng tấm biển sinh ra liên hệ. Nhưng lần lượt nếm thử, tấm biển đều rất bình tĩnh, ngay cả không gian tầng thứ ba đều không có phản ứng gì. Khương Phàm không hề từ bỏ, hắn chăm chú tự định giá một lát, thử nghiệm kích thích ý thức hải toàn diện khống chế Thanh Đồng Tiểu Tháp, ý thức thẩm thấu đến toàn bộ sương mù trong tầng thứ ba. Rốt cuộc, mê vụ cũng có phản ứng, kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên năng lượng thần bí, liên tục tiến lên đụng chạm tấm biển.
Một khí tức tai nạn kinh khủng từ bên trong tấm biển thức tỉnh, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rung động, chấn động mê vụ, tràn ngập tầng thứ ba. Có hiệu quả, đến rồi. Khương Phàm phấn chấn, toàn thân căng cứng, cố gắng cảm nhận. Tấm biển vỡ nát, bên trong sông ra chữ cổ đầy trời, số lượng khổng lồ, huyền diệu phi phàm. Bọn chúng giống như đang khuấy động thần lực tai nạn, trùng kích mê vụ mênh mông, hoàn toàn thẩm thấu đi đến. Giờ khắc này, rừng cây bao phủ núi cao lắc lư kịch liệt, rung chuyển không gian, đường vân màu máu bên ngoài đều giống như sống lại, dâng lên huyết khí đầy trời, cùng mây mù giữa không trung giao hòa. Toàn bộ tầng thứ ba không gian đều, thức tỉnh, toàn diện, khuấy động ra uy thế không có gì sánh kịp. Ý thức hải của Khương Phàm cùng thanh đồng tiểu tháp tương thông, tự nhiên vậy tiếp nạp chữ cổ huyền diệu, tiếp nạp khí thế cuồn cuộn kia. Sơn Hà Đại Táng. Khí tức thê lương quét sạch ý thức hải, uy thế kinh khủng rung động linh hồn. Đây quả thật là không giống như là võ pháp, càng giống là thiên âm tối tăm, đưa tới pháp chỉ, lại như là cấm chú cổ lão, thẩm thấu không gian và thời gian, dung nhập vào thân thể Khương Phàm. Giờ khắc này, cảm giác này vô cùng kỳ diệu, tựa như là đột nhiên siêu thoát ra. Hắn không thuộc về thế giới này, áp đảo thế giới này, lại nắm trong tay thế giới này. Cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, lại mang cho Khương Phàm rung động thật lớn. Bởi vì cảm giác này cực kỳ giống trận chiến đăng thiên kiều kiếp trước của hắn, cảm giác thời khắc cuối cùng sắp thành công kia. Là chư thiên lục táng, thật là chư thiên lục táng. Đan Hoàng cảm nhận được năng lượng thần bí trong thức hải Khương Phàm, không có rung động, không có vui mừng, mà là hoảng hốt. Ngay bây giờ hắn không biết là nên chúc mừng cho Khương Phàm khi đã đạt được lực lượng nghịch thiên, hay là nên lo lắng cho tương lai Khương Phàm. Trước đó khi biết được Vĩnh Hằng Thánh Sơn chính là thượng cổ thần đình, hắn đã có dự cảm không tốt, mà bây giờ càng thêm hoài nghi bí mật Khương Phàm luân hồi trùng sinh càng lớn hơn. Chẳng lẽ thời điểm lúc trước khi Khương Phàm bước lên đế cảnh trên đăng thiên kiều đã chạm đến lực lượng thần bí gì? Hay vạn thế thần triều phong tồn khí vận, liên hợp tế thiên, thời điểm mưu toan nghịch loạn M Dương nên đã sinh ra ảnh hưởng đặc thù với cái thế giới này? Lại hoặc là vị thiên hậu kia ở cửu U Thâm không khóc lóc kể lể kêu gọi ngàn năm? Từ trong luân hồi vô tận đưa tới cái gì? Tỉnh lại cái gì? Tóm lại, Khương Phàm luân hồi trùng sinh, hẳn là đã gánh lấy sứ mệnh càng lớn. Chư thiên lục táng. Đây là thế giới gặp phải kịch biến, dân chúng đứng trước thời kỳ hủy diệt, từ nơi sâu xa tỉnh lại lực lượng tai nạn, thậm chí có thể nói là hồng hoang nguyền rủa. Nếu, Sơn Hà Đại Táng, xuất hiện, ngũ đại táng khác thì sao? Bọn chúng sẽ ở chỗ nào? Sẽ giáng lâm đến nơi nào? Lại sẽ chọn định dạng, sứ đồ, gì? Ai? Đan Hoàng thăm thẳm than nhẹ, lại phải bắt đầu sao? Chẳng lẽ là hắn lại phải về tới rồi sao? Ta thức tỉnh từ đan điện, chẳng lẽ cũng là chỉ dẫn từ nơi sâu xa sao? Thế nhưng ta thật không nguyện ý lại trải qua loại tuyệt vọng kia, ta thật không nguyện ý lại đối mặt với chư thần tận thế. Khương Phàm không có chú ý tới Đan Hoàng đang buồn rầu lo lắng, hắn đang đắm chìm bên trong trùng kích khủng bố mà cấm thuật mang tới. Hắn kích động, hắn cuồng nhiệt, hắn càng có hào hùng hơn. Nếu như tu luyện thành công bộ cấm thuật này, uy lực chắc chắn sẽ siêu việt hơn tất cả truyền thừa trong kiếp trước của hắn. Hắn càng có lòng tin nghênh chiến Thương Huyền Hoàng Đạo, nghênh chiến kẻ thù kiếp trước của ta. Tại thời điểm Khương Phàm đắm chìm trong cảm ngộ hồng hoang cấm thuật, trong núi rừng cách đó vài trăm dặm, hơn 30 vị cường giả được chọn lựa tinh tế của Chí Tôn Kim Thành liên tiếp giáng lâm. Bọn hắn mặc ti nhuyễn giáp, đằng đằng sát khí, còn cưỡi tử lân cự lang mà Chí Tôn Kim Thành nuôi nhốt. Ha ha, Khương Phàm hẳn là chạy rất xa. Coi như hắn chạy đến điểm cuối cùng của luân hồi bí cảnh, cũng chạy không thoát khỏi sự đuổi bắt của chúng ta. Tưởng tượng hắn đang trốn đông tránh tây, đột nhiên đối diện gặp được chúng ta, sẽ là biểu hiện gì? Hứa Đan, nhanh, xác định vị trí của hắn, ta đã không kịp chờ đợi muốn tra tấn hắn. Bọn hắn toàn bộ đều là tinh anh trong Đại Tân Sinh Chí Tôn Kim Thành, linh văn đều từ ngũ phẩm đi lên. Mặc dù bình thường thuộc về những phe phái khác nhau, cũng đều có cạnh tranh cùng mâu thuẫn, nhưng mục tiêu hôm nay của bọn hắn lại thống nhất chưa từng có, mà còn vô cùng bức thiết. Chính là bắt sống Khương Phàm, lăng nhục Khương Phàm. Dùng cách thức mình đã chuẩn bị riêng, thay phiên nhau tra tấn Khương Phàm. Để Khương Phàm hưởng thụ 3 tháng, sống không bằng chết, để hắn triệt để sụp đổ, đánh mất đấu trí, biến thành phế vật. Cái này so với trực tiếp giết hắn càng sảng khoái hơn. Chỉ cần xác định ngọc bài thì có thể xác định vị trí của hắn. Hứa Đan nâng Tử Ngọc La Bàn lên, định thần cảm nhận.
Tất cả ngọc bài của Chí Tôn Kim Thành đều được đặc biệt chế tạo, không chỉ là chìa khóa mở ra pháp trận, còn có mang theo tiêu ký riêng. Chỉ cần khởi động la bàn liền có thể xác định rõ ràng phương vị của tất cả các ngọc bài. Mà ngọc bài bọn hắn giao cho Khương Phàm, còn làm tiêu ký càng đặc biệt hơn. Tìm được rồi, ở nơi đó. Hứa Đan rất nhanh đã thu hồi la bàn, chỉ về hướng đông. Nhanh nhanh nhanh, ta không chờ được nữa. Khương Phàm, các gia gia tới đây. Không được khinh thường, tên hỗn đản kia có khả năng là đang bố trí bẫy. Hơn 30 vị tử đệ Kim Thành kích động hô to. Tử Lân Cự Lang chu lên to rõ, chở bọn hắn xông vào rừng rậm. Bọn chúng to lớn lại vô cùng mạnh mẽ, phóng tới trong núi rừng gập ghềnh như dẫm trên đất bằng, sát khí hung tàn tràn ngập giữa khu rừng, khiến cho mãnh thú các nơi kinh sợ. Nửa ngày sau, đây là cái gì, là mắt ta có vấn đề sao? Bọn hắn cưỡi Tử Lân Cự Lang vây quanh một con lợn rừng to béo, biểu hiện quái dị. Lợn rừng nằm rạp trên mặt đất, tuyệt vọng run lẩy bẩy. Đàn sói gầm nhẹ, đầy rẫy hung quang. Răng nanh bén nhọn, móng vuốt tráng kiện đều giống như có thể xé nát nó bất cứ lúc nào. Đây là Khương Phàm, hắn biến thành heo. Hứa Đan, ngươi xác định không có lầm. Bọn hắn trèo đèo lội suối phóng tới hơn 300 dặm, vậy mà lại bắt lấy một con lợn. Sắc mặt Hứa Đan càng khó coi hơn. Ngọc bài chỉ dẫn đúng là nơi này. Đây rõ ràng là con heo. Một người tức giận, vùng kiếm bổ lợn rừng ra. Máu tươi phun ra, nội tạng chảy đầy đất, bên trong rơi ra một khối ngọc bài. Đây là, ngọc bài số 69, là miếng mà chúng ta giao cho Khương Phàm. Hứa Như Lai không lo được buồn nôn, nhảy xuống cự lang, cầm ngọc bài lên. Chúng ta bị chơi xỏ, hắn đã ngọc bài ném đi. Hứa Thừa N nhìn quanh dãy núi, bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này quá ghê tởm, vậy mà lại cầm ngọc bài cho lợn rừng ăn. Đây là đang nhục nhã bọn hắn là heo sao? Có người nghi ngờ. Ngọc bài hẳn là Khương Phàm bị rơi, không phải cố ý ném. Không có ngọc bài, làm sao hắn rời khỏi luân hồi bí cảnh được? Hứa Thừa N lắc đầu nói. Chúng ta đã đánh giá thấp Khương Phàm rồi. Rất có thể hắn đã đoán được ngọc bài có vấn đề, cho nên trực tiếp hủy. Về phần tương lai rời khỏi, hắn có ba con đường có thể chọn. Một là kết giao với Phạm Thiên Thư Viện. Một là cùng yêu thú Đại La Sơn làm giao dịch. Còn có cái thứ ba, hắn sẽ tìm được người của Đại Tự Tại Điện, thông qua bọn hắn, rời khỏi nơi này. Tóm lại, hắn sẽ không lại thông qua Chí Tôn Kim Thành chúng ta. Hứa Thừa N vừa phân tích như thế, đám người bất giác giật mình. Đúng vậy, Khương Phàm tiến đến là cùng bọn hắn chém giết, nháo đến cùng, hoặc là hắn bị giày vò gần chết, kéo về Chí Tôn Kim Thành, như thế này hắn không cần ngọc bài. Hoặc là hắn giết rất nhiều người của Chí Tôn Kim Thành, như thế này hắn cũng không dám thông qua Chí Tôn Kim Thành trở về, càng không cần ngọc bài. Bọn hắn càng nghĩ càng cảm thấy có lý, cũng càng nghĩ càng cảm thấy khó xử. Tại sao bọn hắn lại nghĩ đến dùng ngọc bài định vị Khương Phàm? Lại còn đều không cảm thấy có vấn đề. Có một nữ hài nhi cúi đầu nhìn lợn rừng, bỗng nhiên cảm giác, cái này rất nhục nhã hình tượng. Đáng chết, hắn thông minh như vậy sao? Đám tử đệ Kim Thành nhìn rừng rậm mênh mông, ảo não lại uất ức. Không có ngọc bài, làm sao vây bắt Khương Phàm? Luân hồi bí cảnh vô cùng mênh mông, muốn tìm một kẻ tận lực trốn đi, chẳng phải là mò kim đáy biển. Hứa Đan thu hồi la bàn. Đều biểu hiện cái gì đấy, không có ngọc bài thì không tìm được Khương Phàm sao? Với tính cách của Khương Phàm, sau khi tiến đến khẳng định không thành thật, rất dễ dàng đã có thể tìm được. Hứa Như Lai cũng nói. Nếu quả như thật tìm không thấy, chúng ta còn có thể phát động đàn sói lùng bắt toàn diện. 10.000 tử lân cự lang của Chí Tôn Kim Thành tại luân hồi bí cảnh này cũng không phải nuôi không. Đúng rồi, chúng ta còn có tử lân cự lang. Bọn hắn lại nhấc lên tinh thần. Tử lân cự lang là, thú nhà, Chí Tôn Kim Thành nuôi thả trong luân hồi bí cảnh, mấy chục con một đám, hoặc là mấy trăm con một đám, phân tán các khu rừng khác nhau. Đàn sói đầu đàn đều là linh hồn cảnh thất trọng thiên trở lên. Còn có rất nhiều linh hồn cảnh đỉnh phong. Mà, bọn chúng lại còn hết sức quen thuộc địa hình các nơi, nếu như phát động toàn diện, Khương Phàm sẽ không chỗ để ẩn nấp. Hứa Đan an bài ở hai bên. Chúng ta chia ba đội, tản ra lùng bắt, ai tìm được thì kích hoạt ngọc bài của mình, cho ta biết. Ai nhận tập kích, cũng kích hoạt ngọc bài cho ta biết. Chúng ta giữ liên lạc, không bao lâu có thể ngăn chặn Khương Phàm. Nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, cũng có thể liên hệ đàn sói gần đó.
Khương Phàm trốn ở trong góc hẻm núi mờ tối, hai tay đè xuống đất, yên lặng cảm nhận được nhịp đập của đại địa. Hắn đang tu luyện, Sơn Hà Đại Táng. Loại cấm thuật này hoàn toàn khác biệt với võ pháp hắn tiếp xúc trước đó, nó thậm chí còn không cần dùng linh lực thôi động, cũng không liên quan với linh văn, mà là cần dùng ý niệm cảm ngộ đại địa sông ngòi, hình thành cộng minh vi diệu, sau đó thông qua thân thể, dẫn phát đại thế tai nạn. Vừa phức tạp lại càng thâm ảo hơn. Nhưng, vừa mới bắt đầu, cảm ngộ Sơn Hà, này đã làm khó Khương Phàm, huống chi còn muốn dẫn phát lực lượng tai nạn. Tuy nhiên dù sao nó cũng là hồng hoang cấm thuật, quá dụ dỗ, quá kích thích, Khương Phàm đắm chìm trong đó, không biết mệt mỏi càng không sợ người khác làm phiền mà liên tục thử nghiệm. Sơn Hà Đại Táng, tương đương với đại địa chi mẫu thở dài. Người cần theo hầu thổ địa dưới phương này hình thành cảm ứng đặc biệt, cũng mời đến pháp lệnh, pháp chỉ. Đan Hoàng dùng ngôn ngữ thông tục nhất, chỉ đạo Khương Phàm. Mặc dù hắn không hiểu ảo diệu thật sự của chư thiên lục táng, nhưng dù sao đã trải qua, cũng đã chứng kiến qua, cho nên có chút tự mình hiểu. Quên linh văn của ngươi, quên linh lực của ngươi, quên công quyết cùng võ pháp của ngươi. Mỗi một mai táng trong chư thiên lục táng đều không có liên quan với thể chất, linh văn, linh nguyên. Nói đến bản chất, kỳ thật chính là hướng tới thế giới nguyên bản, mượn tới năng lượng. Sơn Hà Đại Táng, chẳng khác nào là ngươi đang mượn dùng lực lượng của đại địa chi mẫu. Mà ngươi, là nó sứ giả, là nó môi giới. Nhưng còn có một số chú ý đặc biệt, đại địa thai nghén vạn vật, tượng trưng cho vĩnh sinh, mà ngươi muốn mượn dùng lại là lực lượng hủy diệt. Liên hệ vi diệu trong này cần chính ngươi đi cảm ngộ. Đan Hoàng hướng dẫn từng bước, nhấn mạnh mấu chốt trong đó cho Khương Phàm. Khương Phàm đắm chìm trong cảm ngộ, rất bình tĩnh, cũng rất nghiêm túc. Hắn đang cảm ngộ đại địa rung động, cũng tại cảm ngộ thân thể mình. Bởi vì sau khi hắn lặp đi lặp lại nếm thử, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất kỳ diệu, thân thể hắn trùng sinh này kỳ thật chính là đại địa thai nghén mà thành. Dùng thần huyết thần cốt kiếp trước của hắn làm kiếp nổ, lại dùng pháp trận đặc biệt dung nhập dưới mặt đất, không ngừng liên tục hấp thu linh mạch đại địa ngàn năm, một lần nữa tạo nên huyết cơ và thể thể. Cho nên từ hướng này mà nói, thân thể này của hắn hẳn là tồn tại liên hệ đặc biệt cùng đại địa mênh mông. Nếu như đại địa là phụ mẫu, vậy hắn chính là hài tử. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đã không biết đi qua bao lâu, Khương Phàm hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ, quên đi thời gian, quên đi không gian, quên đi hết thảy mọi thứ. Cho đến khi một thời khắc, trong ý thức của hắn nổi lên lay động yếu ớt, ngay sau đó, thân thể của hắn giống như bắt đầu từ từ hòa tan, thổ địa dưới thân lan tràn ra nham thổ sền sệt, quấn quanh lấy hắn, nuốt hết lấy hắn. Khương Phàm nhắm mắt lại, truy tìm loại cảm giác không linh phiêu miểu này, từ từ trầm luân xuống, dưới đất. Thật lâu, hắn giống như chìm đến sâu trong địa tầng mênh mông, nhưng nơi này cũng không giá lạnh, cũng không hắc ám, đã không có kiểm chế, cũng không có hoang vu. Hắn không có mở mắt ra, mà là dùng ý thức đi cảm nhận. Nơi này mênh mông vô biên lại ấm áp an bình. Nơi này phiêu đãng linh khí đại địa vô tận, chảy xuôi sinh mệnh nguyên lực. Nơi này có khoáng mạch đại địa lù lù như núi. Nơi này có linh mạch đại địa lao nhanh như sông. Nơi này càng có dòng sông cùng dung nham đầu nguồn, răng ở khắp nơi. Bọn chúng mênh mông, hùng vĩ như vậy, gần ngay trước mắt, lại mờ ảo mông lung như vậy, không cách nào đụng vào được. Khương Phàm trầm luân trong đó, càng lún càng sâu, không gian xung quanh cũng càng to lớn, thần bí mới lạ. Dần dần, thân thể của hắn đã biến mất hình dáng, phảng phất hoàn toàn dung nhập nơi này. Nếu quả như thật sự cho rằng Sơn Hà vô tận là mẫu thân, thì bây giờ Khương Phàm tương đương với phiêu đãng trong thân thể mẫu thân. Dòng sông là mạch máu, linh mạch là kinh mạch, khoáng mạch là hài cốt, đại địa làm huyết nhục. Chỉ là người phụ mẫu này quá to lớn, Khương Phàm đặt mình vào trong đó tựa như là cái tế bào nhỏ bé. Nhưng, Khương Phàm bỗng nhiên cảm giác rất quen thuộc, thật ấm áp. Dù sao, hắn cũng từng thai nghén ngàn năm tại địa tầng cuồn cuộn. Ta hiểu được. Đan Hoàng cảm giác được Khương Phàm bắt đầu thay đổi, bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì đó. Sơn Hà Đại Táng chọn Khương Phàm, rất có thể cũng là bởi vì phương thức hắn luân hồi trùng sinh rất đặc biệt. Nếu thật là như thế, vậy Khương Phàm quả thực là ký chủ tự nhiên của Sơn Hà Đại Táng. Nhưng, Đan Hoàng lại nhẹ giọng thở dài, hắn thật sự muốn không phải là Khương Phàm. Dù sao tiếp quản chư thiên lục táng, chẳng khác nào tiếp quản tai nạn pháp chỉ, tương lai Khương Phàm sẽ đứng trước khiêu chiến càng kinh khủng, cũng gánh vác sứ mệnh trầm trọng hơn. Mà tại thời đại của bọn hắn,
sư đồ tiếp quản chư thiên lục táng. Không có một kết thúc yên lành. Khương Phàm yên lặng cảm ngộ, vẫn trầm luân không một tiếng động, cũng rốt cuộc cũng chờ đến, đại địa chi mẫu, mà hắn mong đợi. Ở trước mặt của hắn là đoàn hư vô mờ mịt ánh sáng, thần bí khó lường, lúc sáng lúc tối. Giống như có thể thấy rõ, nhưng lại giống như mông lung mơ hồ. Một cảm giác không cách nào nói rõ tràn ngập ở trong lòng, đoàn ánh sáng kia thật giống như chính là bản nguyên của toàn bộ thế giới đại địa, là lực lượng thần bí siêu việt. Thân thể, Khương Phàm không tự chủ được mà tới gần phía trước. Mà quang ảnh thần bí kia cũng lan tràn ra sợi tơ tinh mịn, đụng vào hắn, cảm nhận được hắn, sau đó. Chậm rãi bao quanh, tiếp nhận hắn. Trong chớp mắt, Khương Phàm như đang bước vào thế giới thần bí, gặp được năng lượng siêu việt phàm trần, thậm chí đang gia tăng thần lực phi phàm. Trong mơ hồ, hắn thấy được năng lượng ở sâu bên trong, xuất hiện một cái bóng mơ hồ. Ngươi là... Thanh âm Khương Phàm tầng tầng lớp lớp, quanh quẩn trong hư không vô tận. Giờ khắc này, thân thể Khương Phàm chân chính vẫn nửa quỳ trong góc hẻm núi, hai tay đè xuống mặt đất, cúi thấp đầu, hai mắt có chút mở ra, trong con mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Một uy lực thần kỳ lại vô hình vô chất trong đại địa đang thuận hai tay của hắn lan tràn đến toàn thân, thẩm thấu kinh mạch, mạch máu, da thịt, hài cốt, thậm chí là linh hồn. Trái tim bành trướng nhảy đập. Huyền hoàng thạch bên trong chập trùng kịch liệt, bị kích thích, bốc hơi lên khí tức huyền hoàng nồng đậm. Bành! Một con mãng xà tráng kiện lướt qua rừng rậm, chật vật va vào vị trí hẻm núi cực kỳ bí ẩn này. Mãng xà khổng lồ, cao tới 100 mét, chỉ là toàn thân nó đều rách dưới, máu thịt be bét. Một vết thương gần 7 tấc nhìn thấy mà giật mình, giống như đi tới gần phía trước chút nữa là có thể nó chém thành 2 khúc. Nó quay đầu quan sát cánh rừng, khẩn trương đề phòng, toàn thân căng cứng. Cho đến khi xác định không có người nào đuổi tới nó mới phun ra lưỡi rắn, giãy giụa cơ thể, từ từ biến thành hình người. Nàng là một nữ hài nhi mỹ lệ, xinh xắn lanh lợi, lân phiến tinh mịn đỏ hồng bao trùm lấy thân thể uyển chuyển, vô cùng mê người. Nàng nhìn xương cốt trong tay một chút, đáy mắt hiện lên tia sang dị dạng, lảo đảo đi đến, liền muốn chuẩn bị luyện hóa. Ai? Nữ hài nhi giật mình, trong bóng tối lại có người đang cúi đầu ngồi xổm ở nơi đó, hai tay nén mặt đất. Toàn thân tràn ngập tia sáng kỳ diệu. Nữ hài nhi yêu khí tăng vọt, mở miệng ra liền muốn hóa thân thành yêu thể. Nhưng, Khương Phàm, nữ hài nhi khẽ giật mình, từ từ khôi phục thái độ bình thường, cũng không còn khẩn trương. Sao ngươi lại ở đây? Nữ hài nhi quát lên, lại phát hiện Khương Phàm thờ ơ, thật giống như đang ngủ thiếp đi. Nàng lại hơi liếc nhìn bên ngoài hẻm núi, sau đó dứt khoát ngồi vào bên cạnh Khương Phàm. Cầm lấy xương cốt nhìn một chút, há miệng nuốt xuống, bắt đầu luyện hóa lực lượng bên trong. Đoạn xương này chính là một trong 5 khối làm bạn với tấm biển sông ra hư không kia. Khương Phàm trầm luân trong không gian đại địa, giao hòa cùng lực lượng thần bí kia. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại rất quen thuộc. Cứ như thật sự đã trở lại với vòng tay ôm ấp của địa mẫu, về tới đoạn thời kỳ thai nghén kia. Mà lực lượng thần bí này cũng thiện ý đối với hắn. Giống như là bàn tay vô hình đang vuốt ve lấy hắn. Không biết qua bao lâu, Khương Phàm có loại càng thần kỳ cảm giác, chính là trực tiếp sinh ra liên hệ cùng lực lượng thần bí này. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp đập đại địa, cảm nhận được dòng sông lao nhanh. Phảng phất nhất niệm lên liền có thể tái tạo sơn hà, hoang mạc đổi xanh châu. Nhất niệm lên lại có thể huyễn diệt sơn hà, mai táng vạn vật sinh linh. Chẳng lẽ ta đã lĩnh ngộ? Khương Phàm kích động. Năng lượng thần bí phiêu nhiên tiêu tán, không gian mênh mông cũng im ắng ảm đạm, ý thức dần dần tỉnh lại. Cho đến lúc này, hắn mới cảm thấy toàn thân nóng hổi, giống như là đốt lên, nhưng cũng không đau đớn, ngược lại chính là dễ chịu nói không ra. Chẳng lẽ lĩnh ngộ cấm thuật còn kèm theo cơ duyên? Khương Phàm tranh thủ thời gian muốn kiểm tra thân thể, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh lại có một nữ hài nhi đang ngồi. Ai, Tô Lăng? Khương Phàm có chút hoảng hốt, ta còn chưa có tỉnh lại sao? Tô Lăng, thật là nàng, tại sao nàng lại ở đây? Khương Phàm càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, ảo giác sao? Hắn đụng đụng người Tô Lăng, nhún nhún cái mũi, ngửi được mùi thơm cơ thể, tựa như là thật. Hắn thò đầu đến trước người nàng một cái, ánh mắt thuận cái cổ, từ từ hướng xuống. Dưới xích lân tinh mịn bao trùm, thân thể uyển chuyển hoàn mỹ nổi bật đi ra. Nhất là vị trí trước ngực kia vô cùng đáng chú ý. Khoan hãy nói, đỏ rực. Bộ dáng thật đáng yêu. Xem được không?
Một thanh âm giá lạnh đột nhiên vang lên bên tai Khương Phàm. Khương Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu con mắt của Tô Lăng đã biến thành mắt dọc. Lại nhìn một lát, Tô Lăng lạnh lùng theo dõi hắn. Mặt Khương Phàm đỏ lên, tranh thủ thời gian dịch chuyển sang bên cạnh, lúng túng ho khan vài tiếng, Tô Lăng. Còn giả vờ không biết, không phải không phải, tại sao cô lại ở đây? Ta ở đây không kỳ lạ, sao ngươi lại ở đây? Ta không cẩn thận rơi vào trong cái khe, sau đó liền đến đây. Khương Phàm lúng túng mà nhếch miệng, vừa mới phạm cái gì, tùy tiện nhìn là được rồi, làm sao còn nằm sấp lên. Ngươi ngược lại là gặp may mắn, rơi trong hố đều có thể rớt xuống nơi này. Giúp ta trông coi, ta còn cần chút thời gian. Tô Lăng nhắm mắt lại, tiếp tục luyện hóa năng lượng khối xương. Bảo bối phải dùng mạng mệnh cướp được, xác thực đáng giá. Từ xương cốt đến bên trong còn sót lại huyết khí đều có được thần lực không thể tưởng tượng nổi, còn ảnh hưởng đến huyết mạch. Thật không khách khí. Khương Phàm lắc đầu, xê dịch qua bên cạnh, giữ một khoảng cách. Tuy nhiên, toàn thân Tô Lăng bao trùm lân phiến có dáng vẻ quá đặc biệt, so với không mặc còn mê người hơn. Bởi vì là mãng xạ yêu thể, cho nên sau khi hóa thân hình người, dáng người muốn uyển chuyển bao nhiêu liền có bấy nhiêu, đơn giản là không thể bắt bẻ. Cũng không mặc y phục. Thật không có xem ca là người ngoài. Khương Phàm dứt khoát đưa lưng về phía Tô Lăng, cẩn thận cảm nhận thân thể thay đổi. Cái này vừa cảm nhận thì không sao, nhưng sau đó suýt chút nữa kích động kêu lớn lên. Cảnh giới đã đột phá, linh hồn cảnh tứ trọng thiên. Đây là sơ giai đột phá đến trung giai, lại còn là chân chính đột phá, so với trước đó dùng bản thân cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng lại mạnh hơn quá nhiều. Từ kinh mạch đến khí hải. Từ linh nguyên đến linh hồn đều có thăng hoa toàn diện. Mà, tinh huyết kim hoàng trong mạch máu lại chợt tăng lên gấp đôi, điểm điểm kim quang chảy xuôi trong mạch máu phóng thích ra khí tức sinh mệnh cường đại, còn có uy lực huyết mạch. Đại diệu thiên kinh càng không thể tưởng tượng nổi đã đột phá đến tứ trọng thiên. Đây chính là vấn đề mà linh hồn cảnh đỉnh phong kiếp trước mới đạt tới. Đến cấp độ này, không chỉ có mạch máu trở nên càng thêm tráng kiện, lấy tốc độ chảy bảo đảm huyết dịch. Duy trì sức sống mênh mông, càng quan trọng hơn là trái tim đã có thay đổi. Bên cạnh trái tim lại còn sinh ra được trái tim hoàn toàn mới. Cùng nhau làm phụ trợ, bảo đảm thời điểm hóa thân yêu thể, cung cấp đầy đủ lực lượng sinh mệnh. Khương Phàm rất kích động, loại diễn sinh trái tim thứ hai này thay đổi chuẩn bị bước lên sinh tử cảnh, nói cách khác hắn có thể thức tỉnh truyền thừa hoàn toàn mới. Quả nhiên, tiểu niết bàn thuật truyền thừa đã xuất hiện. Dưới trạng thái sắp chết, có thể kích hoạt tiềm lực huyết mạch, trở lại đỉnh phong trong chớp mắt. Cho dù là thân thể không trọn vẹn, cũng có thể tái tạo hoàn chỉnh. Cho dù là tinh thần uể oải, cũng có thể sinh long hoạt hổ. Đây chính là chỗ tốt mà trái tim thứ hai mang tới, đây chính là chỗ kinh khủng của tiểu niết bàn thuật. Chờ tương lai sau khi huyết mạch tăng cường, còn có đại niết bàn thuật, không chỉ là trạng thái sắp chết, cho dù là chết rồi, cũng có thể phục sinh trong lúc nào đó, dục hỏa mà sinh. Mà Chu Tước Yêu Tổ chân chính còn có thể nhiều lần trùng sinh, tương đương với bất tử bất diệt. Sư phụ, ngài còn hiểu hơn bao nhiêu đối với chư thiên lục táng. Khương Phàm cẩn thận cảm nhận được mỗi một chỗ trên thân thể đều có thay đổi mới lạ, ngạc nhiên này tới quá đột nhiên. Bọn chúng là hồng hoang cấm thuật, nương theo thế giới thai nghén mà xuất hiện lực lượng hủy diệt. Là nguyền rủa, là tai nạn, hủy thiên diệt địa, chôn vùi thế giới chân chính. Khi thế giới bình ổn phát triển, bọn chúng sẽ yên lặng, nếu đương thời giới xuất hiện nguy cơ, bọn chúng sẽ bị tỉnh lại. Sơn Hà Đại Táng là đệ nhất táng chư thiên lục táng, nếu như thi triển toàn diện, có thể táng diệt toàn bộ thế giới địa tầng, cùng hết thảy Sơn Hà thai nghén, để thế giới biến thành phế tích. Ngũ đại táng còn lại cũng đều có uy lực và năng lượng, đều có kiếp nạn, có thể hủy diệt một cái bản nguyên của thế giới. Ta có thể tìm kiếm được khác ngũ đại táng không? Bây giờ Khương Phàm chỉ à chạm đến nguồn lực lượng kia đã có chút si mê, nếu như lĩnh ngộ toàn diện, thậm chí có thể khống chế vô tận Sơn Hà, phất tay táng diệt vạn vật. Chư thiên lục táng, phân thuộc thế giới khác nhau, bản nguyên diễn biến tai nạn khác nhau, hẳn là sẽ không tụ tập toàn bộ đến trên người một người. Nhưng cái gì? Ta chỉ thấy qua lẻ tẻ từ bên trên tư liệu lịch sử mà giới thiệu, vấn đề quá thâm ảo còn không rõ ràng lắm. Loại lực lượng cấm kỵ này cần chính ngươi đi lĩnh hội. Tự mình đi thăm dò. Giọng Đan Hoàng trầm thấp, không nguyện ý nhiều lời. Sơn Hà Đại Táng, ta không kịp chờ đợi muốn nếm thử uy lực của nó. Khương Phàm yên lặng tính toán,
có nên cầm thử một chút với đám người chí tôn kim thành kia hay không? Đường đường là hồng hoang cấm thuật, vượt cấp mai táng ngũ trọng thiên, hẳn không có vấn đề, cũng không biết có thể mai táng lục trọng thiên hay không. Tô Lăng yên lặng hấp thu thần lực của khối xương, tư dưỡng huyết mạch. Bản thể của nàng là xích lân thôn thiên mãng, có thể thôn thiên nạp địa, thôn phệ vạn vật, cho nên hoàn mỹ hấp thu tất cả lực lượng đầu khớp xương, ngay cả xương cốt đều triệt để hòa tan. Sau đó không lâu, thân thể của nàng bắt đầu vặn vẹo, một lần nữa thay đổi thành cự mãng yêu thể. Hình thể tráng kiện, khiến cho người sợ hãi, dài đến 100 mét, yêu khí như máu. Mỗi phiến lân phiến đỏ hồng đều to lớn, cứng rắn như cối xay vậy. Yêu khí thật mạnh, nàng là yêu thú nào diễn hóa linh văn sao? Khương Phàm cẩn thận quan sát, rất khó tưởng tượng Tô Lăng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn như vậy lại có thể thay đổi lớn thế. Giống như lúc trước khi còn ở linh nguyên cảnh đã có thể dài đến 100 mét. Mà loại huyết mạch như Tiêu Phượng Ngô kia chỉ mới có thể đạt tới 20 mét thôi. Ken két. Sau khi Tô Lăng luyện hóa bảo cốt, một lần nữa lùi về thành hình người. Từ hơn 100 mét, cho đến khi hơn 1 mét, xinh xắn lanh lợi, uyển chuyển mê người, lân đỏ tinh mịn dán chặt thân thể, phát họa ra độ cong uyển chuyển mê người. Cô có thể mặc y phục vào hay không? Khương Phàm nhìn mà lắc đầu, vị cô nương này giống như cũng không quan tâm hình tượng của mình lắm. Bẩn thỉu. Lân phiến của ta chính là y phục. Tô Lăng lấy ra một chiếc váy đỏ, ở ngay trước mặt Khương Phàm mặc lên. Tại sao ngươi lại về Tây Bộ rồi? Nơi này là Tây Bắc Bộ. Tây Nam Tây Bắc, đều là Tây Bộ. Ngươi giết nhiều người của Huyền Nguyệt như vậy, không sợ bọn họ trả thù ngươi. Ngươi cướp đoạt vĩnh hằng chi linh của chúng ta, không sợ chúng ta thu thập ngươi. Cô đến đây lâu chưa? Khương Phàm từ trong giọng nói của Tô Lăng cảm giác nàng còn giống như không biết chuyện xảy ra ở bên ngoài. 7 tháng, vì sao lại hỏi như vậy? Đại diễn thánh địa các ngươi cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều đã náo lên rồi. Cô nên trở về xem một chút đi. Bọn hắn náo là chuyện của bọn hắn, ta quan tâm làm gì? Cô không phải người của thánh địa sao? Ta vừa mới tiến lên linh hồn cảnh, khả năng giúp đỡ được cái gì chứ? Bọn hắn còn thiếu tiểu mãng như ta sao? Vậy cũng đúng, cáo từ. Khương Phàm còn phải ứng phó truy sát của chí tôn Kim Thành. Tô Lăng quan sát vách đá dốc đứng, thân pháp nhẹ nhàng, từ từ vọt lên trên vách đá. Chờ một chút. Khương Phàm bỗng nhiên gọi Tô Lăng lại, kết quả tiểu cô nương người ta căn bản không có để ý tới hắn, nhẹ nhàng leo đến đỉnh vách đá, thuận khe hở chật hẹp nơi đó chui vào trên vách đá, sau đó thả người nhảy xuống, chạy vào trong rừng cây. Khương Phàm tranh thủ thời gian đi đường vòng vượt qua. Theo ở phía sau nói. Tô Lăng cô nương, giúp một chút. Chúng ta không quen. Từ từ sẽ quen. Giữa chúng ta còn có thù. Vậy làm sao có thể xem như thù, chỉ có thể coi là hiểu lầm. Đó chính là thù, người gây tai họa cho nhị thúc ta, người vi phạm ước định, người cướp đi vĩnh hằng chi linh. Chuyện phía sau ta không giải thích, nhưng chuyện phía trước kia cũng chớ nói lung tung. Khương Phàm rất im lặng, chuyện kia quá lung túng. Đừng quấn lấy ta. Chỉ là giúp một chuyện nhỏ mà thôi. Cô tới nơi này đã hơn 7 tháng, hẳn là đã chuyển không sai biệt lắm, có thể chỉ dẫn cho ta mấy chỗ đặc thù hay không, chính là nơi chiếm cứ vong linh, hoặc là nơi rất nguy hiểm, rất đặc thù. Ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc Tô Lăng cũng ngừng lại, tìm chuyện kích thích làm một chút, lúc ngươi rơi vào trong hố đầu ngã đến hỏng rồi. Người khác đều tận lực tránh né nơi kia, ngươi còn muốn chui vào trong đó. Tùy tiện chỉ mấy nơi. Tô Lăng quái dị nhìn Khương Phàm, ngươi là sống đủ rồi nên muốn chết, hay là muốn gài người? Ta chính là hiếu kỳ, muốn tùy tiện nhìn. Nếu như ngươi muốn đi chết, trước khi chết có thể để cho ta nếm thử hay không? Có ý gì? Khương Phàm có chút nhíu mày, nếm thử. Làm sao nha đầu này lại cởi mở như vậy sao? Ngươi vào trong bụng ta ở một đêm, ngày thứ hai ta lại ngươi phun ra, đến lúc đó ngươi lại chết cũng không muộn. Tô Lăng vẫn rất ngạc nhiên với huyết mạch của Khương Phàm. Ta còn không có sống đủ, cũng không có thói quen chạy đến trong bụng nữ tử ngủ. Dù sao đều muốn đi chết rồi, quen hay không quen, ngươi quan tâm sao? Ta không phải đi chết, ta muốn đi nhìn. Suy nghĩ một chút. Không có cân nhắc, Tô Lăng nghĩ nghĩ, nói. Ta gặp được mấy nơi, một chỗ gần đó hình như cũng chỉ mấy chục dặm hoặc hơn 100 dặm, người di chuyển vài vòng khắp nơi, hẳn là có thể nhìn thấy. Còn có một chỗ rất xa, khoảng 800 dặm, nơi đó có rừng đá phiến cỡ lớn, cảnh sắc rất đẹp, người đi thẳng vào bên trong,
tìm tới chỗ hố sâu, xuống dưới liền có vong linh chiếm cứ. Qua rừng đá, tiếp tục đi lên phía trước, người sẽ thấy phiến hoang dã, tiến vào hoang dã tìm tới chỗ đá vụn, nơi đó rất đặc biệt. Nói mập mờ như thế sao? Ta tới đây 7 tháng, khi phát giác được khí tức nguy hiểm kia liền tránh ra thật xa, chưa bao giờ tới gần qua. Mấy cái này là ta miễn cưỡng có chút ấn tượng, cảm ơn, ta đi tìm nhìn một chút. Khương Phàm quay người liền muốn rời khỏi, Tô Lăng lại theo sau. Cô làm gì? Đi theo ngươi, đi theo ta làm cái gì? Trước khi ngươi chết, ta nếm thử trước, ta thật không muốn chết. Chẳng may ngươi đột nhiên nghĩ thông suốt thì sao? Ta! Khương Phàm dở khóc dở cười, lắc đầu, chui vào trong rừng rậm. Nửa ngày qua đi, Khương Phàm đứng ở trước một ngọn núi cổ lão thê lương, ngọn núi rạn nứt, từ trong cái khe có hắc khí bay lên. Từ những cây cối tươi tốt trong núi rừng này, thì ngọn núi cổ lão âm trầm này trông này vô cùng đặc biệt. Thấy được cái động kia không? Đi đến đó là được. Tô Lăng vẫn chưa từ bỏ ý định, xoa bóp cánh tay Khương Phàm, để cho ta nếm thử. Không nôn nóng, chờ ta chết đi, ta sẽ bỏ ra tới. Khương Phàm nắm chặt nắm đấm, đi đến hang đá. Chết rồi thì còn leo ra thế nào? Tô Lăng nói thầm, ở lại bên ngoài chờ hắn. Khương Phàm vừa đi đến hang đá, một hơi lạnh âm trầm đập vào mặt, tiếng nỉ non quỷ dị quanh quẩn ở bên tai, giống như có vong linh quấn lên người hắn khiến hắn phải rùng mình. Khương Phàm kích phát linh văn, toàn thân dâng lên thánh viêm mãnh liệt. Nhất là kích phát lực lượng thái dương tinh hỏa cùng thuần dương chính thiên hỏa. M khí bị kích thích, nhanh chóng tán loạn. Ánh mắt Khương Phàm sáng ngời. Toàn thân nhấc lên liệt diễm, cảnh giác đi vào trong sơn động. Nơi này không chỉ có hắc ám, mà giống như chiếm cứ lực lượng không gian. Từ bên ngoài nhìn vào, núi đá không lớn, nhưng khi đi đến bên trong thật giống như không có điểm cuối cùng. Khương Phàm đi cực kỳ lâu, rốt cuộc cũng thấy được chút u quang. Ở sâu trong hang đá bỏ đầy lấy dây leo màu lam u ám, đỉnh dây leo nở rộ những bông hoa hoa màu trắng. Dây leo tinh tế, u quang yếu ớt, số lượng lại rất nhiều. Hoa trắng thánh khiết như hoa sen, cánh hoa rộng thùng thình, tỏa ra ánh sáng mê người, cẩn thận quan sát, những ánh sáng kia mơ hồ ngưng tụ thành nữ tử mỹ lệ, dáng dấp yểu điệu phất phới ở nơi đó. Trong sơn động, hồn khí phiêu đãng, chiếm cứ số lượng lớn vong linh, nhưng chúng nó đều bị tế đằng quấn quanh, giống như đồ ăn treo ở nơi đó, bị hấp thu năng lượng. Nơi hoa trắng nở rộ, có rất nhiều đường vân tinh mịn liên tiếp với cửu u thâm không thần bí. Hào quang sáng tỏ của nó thẩm thấu đến bên trong thâm không, tựa như đèn sáng bên trong hắc ám vô tận, lại như là nữ tử uyển chuyển, đang hấp dẫn đám vong linh lang thang bên trong thâm không phiêu đãng tới nơi này, sau đó bị dây leo săn mồi. Đó là nữ yêu hoa, hấp dẫn vong linh, săn vong linh. Loại vật này rất phổ biến tại U Minh địa ngục. Biến thành nữ tử, hấp dẫn vong linh, xem ra không có chút định lực, làm quỷ cũng không an toàn. Khương Phàm lắc đầu, lùi đi ra khỏi hang đá. Nhưng, vừa đi ra, lại nhìn thấy mấy người đang vây quanh bên cạnh Tô Lăng, mặt mũi đều là nụ cười nịnh nọt. Bên trong có một kẻ mà Khương Phàm có chút ấn tượng, là lúc cướp đoạt tấm biển, bị hắn đánh bay rơi khỏi con thanh điểu kia. Là ngươi. Nam Cung Cẩm Thành ngưng tụ ánh mắt, nụ cười lập tức biến thành mặt lạnh. Khương Phàm nhận ra hắn, hắn đương nhiên cũng nhận ra Khương Phàm. Lúc đó Linh Bảo giáng thế. Hắn đã thấy là mình sắp có được rồi, nhưng chính là bị hỗn đản này nhúng tay, bỏ mất cơ hội. Nháo đến cuối cùng, tấm biển không có tới tay, bảo cốt cũng không có được một khối. Chúng ta quen biết nhau sao? Khương Phàm nhìn tới đám người thư viện này, trong lòng bỗng nhiên có tính toán. Thời điểm xuất hiện ảo ảnh, người đoạt tấm biển của ta. Nam Cung Cẩm Thành nhìn chằm chằm Khương Phàm, nắm chặt nắm đấm, các học viên khác ở sau lưng cũng đều lộ ra ánh mắt bất thiện. Lúc ấy hắn ở đó. Tô Lăng kỳ quái nhìn Khương Phàm. Lúc ấy nàng vội vàng cướp đoạt xương cốt, không có chú ý nơi khác, thì ra lúc ấy Khương Phàm đã ở chỗ này. Tấm biển của ngươi, ha ha, Linh Bảo xuất thế, ai cướp được thì của người đó, lúc nào thành của ngươi. Ngươi có thể giật đồ, nhưng ngươi không thể đoạt với ta. Ta cứ đoạt, ngươi có thể làm gì? Ha ha, rất ngông cuồng. Vậy cũng không. Nam tử không cuồng chút còn có thể gọi nam tử. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta là ai sao? Khương Phàm có chút ngẩng đầu, đi về phía trước hai bước. Ngươi là ai? Nam Cung Cẩm Thành khẽ nhíu mày, cường thế như vậy, chẳng lẽ là người của Chí Tôn Kim Thành?
người chữa bệnh, chuyên trị các loại không phục. Nam Cung Cẩm Thành tức giận cười, lần đầu tiên gặp được người ngang ngược như thế, ta tên Nam Cung Cẩm Thành. Ta chẳng quan tâm ngươi tên là gì, muốn trị bệnh sao, bình thường ta thu phí là 3 cái khấu đầu, ta thấy ngươi bệnh không nhẹ, nên tăng giá. Ngươi rất ngông cuồng. Lời giống vậy, không phải lặp lại 2 lần sao? Võ viện các ngươi ngoại trừ dạy võ pháp, không dạy chút ngôn ngữ ăn nói. Ngươi đang lăng mạ võ viện. Miệng không lưu loát, đầu còn không dùng được. Tùy tiện nói một câu liền lăng mạ võ viện rồi. Ta là đang lăng mạ ngươi. Khương Phàm rất không khách khí đỉnh hắn 2 câu, quay người muốn rời khỏi. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Nam Cung Cẩm Thành bước nhanh đi đến chỗ Khương Phàm, đưa tay sắp bắt được. Khương Phàm quay người, một bàn tay quất vào mặt Nam Cung Cẩm Thành. Quá đột nhiên. Đùng, âm thanh giòn vang, bàn tay rắn chắc quất vào trên mặt hắn, thanh âm thanh thúy quanh quẩn trong rừng cây. Các học viên Phạm Thiên Thư Viện đều trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn một màn này. Nam Cung Cẩm Thành lệch đầu qua một bên, khóe miệng tràn ra vết máu, ánh mắt của hắn lắc lư, cũng khó có thể tin, người đang làm gì. Người chưa thấy qua, hay là không có chịu qua, cái này gọi là đánh mặt. Khương Phàm đột nhiên giơ tay lên, lại quất về phía mặt Nam Cung Cẩm Thành. Nam Cung Cẩm Thành lần này kịp phản ứng, kịp thời né tránh, nhưng đầu ngón tay Khương Phàm vẫn xẹt qua gương mặt của hắn, lại cắt ra mấy vết máu. Người gây nhầm người. Nam Cung Cẩm Thành nhanh chóng lui lại, linh lực toàn thân cuồn cuộn, hóa thành cuồng phong màu tím, nhanh chóng hội tụ tại lòng bàn tay, hình thành một cơn gió lốc đẹp đẽ, lớn chừng bàn tay, lại gào thét như sấm, giống như vòng xoáy đang thôn phệ lấy phong nguyên lực giữa đất trời. 7 vị đệ tử thư viện ở phía sau hắn gạt ra, kích phát linh văn, giằng co với Khương Phàm. Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là đệ tử thiên tài, viện chữ thiên, của Phạm Thiên Thư Viện. Cũng là hài tử của cốc chủ Cuồng Phong Cốc. Ngươi biết ta là ai không? Ta là đệ tử thân truyền của Thánh Chủ Thánh Địa, Tô Lăng đều gọi ta một tiếng ca ca, ta vừa mới giết 3 tên thánh văn của Chí Tôn Kim Thành, đám ngu xuẩn kia đến bây giờ còn chưa bắt được ta. Ta sẽ sợ các ngươi. Khương Phàm cố ý xếp đặt ra tư thái phách lối, lớn tiếng la lên. Ngươi là đệ tử Thánh Địa. Khuôn mặt đám người Nam Cung Cẩm Thành có chút động, đệ tử thân truyền của Thánh Chủ. Còn có quan hệ thân mật cùng Tô Lăng, lại còn giết thánh văn hoàng tộc, gia hỏa này rốt cuộc là ai, tại sao không có gặp qua? Phạm Thiên Thư Viện bọn hắn mặc dù có thực lực siêu việt hơn thánh địa, cũng có lực ảnh hưởng rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nguyện ý đối kháng cùng thánh địa. Ngươi giết thánh văn của Chí Tôn Kim Thành. Tô Lăng đều rất bất ngờ. Kêu cái gì Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp, còn có Hứa Thương gì đó, 3 thú văn, phách lối không ai bì nổi, bị ta chụp chết. Đám người Hứa Đan bây giờ đang dẫn người truy sát ta đây. Khương Phàm cố ý phách lối dương dương đầu, đưa tay chỉ đến bọn người Nam Cung Cẩm Thành. Chớ chọc ta, nếu không ta giết chết các ngươi. Sắc mặt bọn hắn rất khó coi, là đệ tử thư viện, từ trước đến nay bọn hắn rất cao ngạo, ở bên ngoài cũng được người người tôn trọng, chưa từng có ai dám chỉ vào bọn hắn đe dọa như thế. Đừng quấn lấy ta. Khương Phàm lui lại 2 bước, chào hỏi Tô Lăng. Ở trong đó không có ta thứ muốn tìm, đi tới chỗ khác nhìn. Có phải đi đến phía trước 300 dặm hay không? Tô Lăng biểu hiện có chút quái dị, nhưng vẫn đi theo Khương Phàm. Khương Phàm chạy. Nhanh đuổi theo, ta rất gấp. Ngươi đang tìm cái gì? Cái gì 300? A. À. Tô Lăng vừa muốn mở miệng liền bị Khương Phàm bắt lấy cánh tay, kéo lấy xông vào rừng rậm. Thật ngông cuồng, ta biết không ít người của Thánh Địa, nhưng chưa từng thấy kẻ nào cuồng như thế. Lỗ mũi đều đưa đến bầu trời. Tô Lăng thật đúng là đi theo, hắn giống như không phải người của đại diễn thánh địa chứ. Hắn cũng dám giết thánh văn hoàng tộc, không phải giữa thánh địa và hoàng tộc đều duy trì tôn trọng sao? Các học viên Phạm Thiên Thư Viện đều rất tức giận, người của thư viện ở đâu lại không được người khác tôn trọng, hỗn đản này cũng quá không coi ai ra gì. Một học viên đột nhiên nói, gia hỏa này chính là tìm đường chết, chúng ta có nên giúp hắn một chút hay không? Học viên khác không hiểu thấu. Giúp hắn, có ý gì? Học viên này cười lạnh nói. Không phải hắn kiêu ngạo nói người của Chí Tôn Kim Thành đều đang lùng bắt hắn sao? Chúng ta đi cùng Chí Tôn Kim Thành chào hỏi. À, ý kiến hay. Các học viên thư viện đều nhao nhao nhìn về phía Nam Cung Cẩm Thành. Nam Cung Cẩm Thành trầm mặt như nước, nhìn phương hướng Khương Phàm rời khỏi, lạnh lùng nói, chúng ta không nên nhúng tay ân oán giữa hoàng tộc cùng thánh địa.
nhưng hắn không biết tốt xấu, đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn là đi đến bên kia, còn nói muốn chạy 300 dặm. Chúng ta ở chỗ này làm tiêu ký, nhanh tìm người của Chí Tôn Kim Thành. Chờ một chút, làm sao chúng ta tìm được Chí Tôn Kim Thành? Nếu như trong thời gian ngắn có thể gặp được, bọn hắn còn có thể truy đuổi qua được, nếu như chúng ta 5-3 ngày không đụng tới, tên hỗn đản kia đã sớm chạy xa. Mặc kệ nó, thử thời vận chứ sao? Không đụng tới, chính là vận khí của chúng ta không tốt, nếu đụng tới, chính là vận khí của tên hỗn đản kia không tốt. Các học viên mồm 5 miệng 10 thảo luận. Nam Cung Cẩm Thành lắc đầu, nói. Chúng ta không có nhiều thời gian tìm vận may như vậy, dứt khoát đi tìm Tử Lân Cự Lang. Chí Tôn Kim Thành thả rông số lượng lớn Tử Lân Cự Lang tại Luân Hồi Bí Cảnh, nghe nói số lượng đạt tới hơn vạn con, chỉ cần tìm được một đàn sói trong đó, bọn chúng có thể hỗ trợ tìm tới đội ngũ lùng bắt của Chí Tôn Kim Thành. Tìm Tử Lân Cự Lang. Các học viên cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nhớ tới loại cự lang giống như ngựa hoang kia, toàn thân liền run rẩy. Tử Lân Cự Lang có tiếng hung tàn. Tử Lân, lân giáo màu tím, giống áo giáp, móng vuốt như lưỡi dao, răng nanh còn có kịch độc, rõ ràng đã rất mạnh mẽ, hết lần này tới lần khác còn quần cư, động một chút lại mấy chục đến trên trăm con đi săn tập thể. Kể bên này có lãnh địa của một đàn sói, đi. Nam Cung Cẩm Thành chào hỏi các học viên đuổi theo, bọn hắn rất nhanh đã tìm đến lãnh địa đàn sói gần đó. Đầu lĩnh Tử Lân Cự Lang nơi này là linh hồn cảnh thất trọng thiên, số lượng đàn sói đạt hơn 80 con. Tụ rất nhiều trong sơn cốc rừng rậm, đang cắn xé đàn dã tượng mà bọn chúng vừa mới săn được. Xương cốt đầy đất, máu tươi chảy ngang, tràng diện tàn nhẫn đầy máu để mấy vị nữ học viên suýt chút nữa đã ngất đi. Bọn hắn mới xuất hiện, vài con Tử Lân Cự Lang suýt chút nữa đã bổ nhào qua ăn bọn hắn. Sau khi Nam Cung Cẩm Thành giải thích, cự lang đầu lĩnh mang theo đàn sói vào tới đỉnh núi gần đó, hơn 80 con cự lang tập thể chu lên, thanh chiều to rõ quanh quẩn khắp các dãy núi. Sau đó không lâu, Hứa Như Lai lùng bắt đang ở nơi xa nhanh chóng cưỡi Tử Lân Cự Lang chạy tới nơi này. Các ngươi nói chính là Khương Phàm. Hứa Như Lai phấn chấn, trùng hợp như vậy sao? Khương Phàm, tên này hình như có chút quen thuộc. Nam Cung Cẩm Thành nhíu mày. Đúng rồi, người điên đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn kia không phải lên là Khương Phàm sao? Bởi vì Phạm Thiên Thư Viện cùng Đại Diễn Thánh Địa và Tử Dương Thánh Địa có mối quan hệ khá tốt cho nên hắn ít nhiều đều đã nghe nói qua sự kiện lúc trước kia. Một tên điên đến từ Thánh Địa Nam Bộ, cướp đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh, còn giết rất nhiều thiên tài Huyền Nguyệt Hoàng Thành. Chẳng lẽ chính là gia hỏa này? Thật sự nghe danh không bằng gặp mặt, tên Khương Phàm này so với trong truyền thuyết càng phách lối, lời đồn quả thật là càng phách lối hơn, hắn còn đi cùng Tô Lăng của Đại Diễn Thánh Địa. Mặc dù Hứa Như Lai không có qua lại cùng Thánh Địa, nhưng vẫn nghe nói qua nữ nhi của tôn chủ Tây Bộ, Tô Lăng. Hắn giống như đang tìm thứ gì đó, mang theo Tô Lăng đi đến nơi đó. Chính là hướng kia, từ nơi này. Hơn 400 dặm, Nam Cung Cẩm Thành chỉ vào nơi xa. May mắn mình không có trực tiếp ra tay, nếu không rất có thể sẽ thua ở trong tay tên điên kia. Hắn đi bao lâu rồi? Tính toán thì khoảng chừng 2 canh giờ. Tại sao ngươi muốn nói những chuyện này với chúng ta? Nam tử gầy gò bên cạnh Hứa Như Lai hồ nghi đánh giá Nam Cung Cẩm Thành. Ngươi đây là ánh mắt gì, ta còn có thể gạt ngươi sao? Nam Cung Cẩm Thành hừ một tiếng, mới nói. 2 ngày trước, một tấm biển mang theo 5 khối xương cốt xông ra hư không, tại thời điểm ta đang cướp đoạt tấm biển thì bị tên hỗn đản kia tập kích. Hôm nay lại đụng phải ngoài ý muốn, liền dùm beng vài câu miệng. Khương Phàm cầm được tấm biển rồi. Hứa Như Lai cũng nghe nói sự kiện kia, bị Huyền Thiên Lôi Ưng cướp đi. Nam Cung Cẩm Thành còn muốn nhiều lời, các học viên bên cạnh không tiếp tục chờ được nữa, xung quanh tất cả đều là Tử Lân Cự Lang, tính cả đám người Hứa Như Lai cưỡi đến, đều đã gần 100 con, lít nha lít nhít, lại khổng lồ hung tàn, miệng đầy răng nanh, còn gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, tư thế kia tựa như là thèm thịt. Ta nói với các ngươi những thứ này chỉ cảm giác tên kia rất phách lối. Không phải muốn nhúng tay chuyện giữa hoàng tộc các ngươi cùng thánh địa. Cáo từ. Nam Cung Cẩm Thành cường điệu một câu, để tránh sau đó lại liên lụy đến mình, kêu gọi các học viên rời khỏi. Khương Phàm, ha ha, tìm được ngươi rồi. Chúng ta đi. Hứa Như Lai cưỡi Tử Lân Cự Lang xông vào rừng cây. Ngao. Hơn 80 con Tử Lân Cự Lang đuổi theo đầu lĩnh, bọn chúng rất to lớn, tốc độ lại tấn mãnh, chạy trong núi rừng gập ghềnh cứ như dẫm trên đất bằng. Trong núi rừng,
đám mãnh thú còn tưởng rằng đàn sói lại muốn đi săn, bọn chúng hốt hoảng nhao nhao chạy trốn. Sau 400 dặm, đều chậm lại, hẳn là ở gần đó. Nam Cung Cẩm Thành cũng không nói cụ thể ở nơi nào. Hắn có thể chỉ phương hướng cũng không tệ rồi, nếu như ngay nơi cả cụ thể đều biết, vậy thì có vấn đề. Qua thời gian dài như vậy, có phải Khương Phàm đã sớm đi ra hay không? Coi như rời khỏi, phương hướng này không sai, chúng ta dọc theo mà tìm, hẳn là sẽ phát hiện được. Đám người Hứa Như Lai thả tốc độ chậm lại, linh lực tụ tập ở hai mắt, quan sát rừng rậm. Hơn 80 con tử lân cự lang đã tản ra, hình thành vòng vây khổng lồ, tỉ mỉ tìm tòi ở phía trước. Đột nhiên, đàn sói trước mặt nhao nhao dừng lại, lộ ra răng nanh, tiếp cận phía trước. Ở phía trước, đàn sói lui xuống trước đi, không được kinh động hắn. Hắn bay được, tốc độ còn rất nhanh, tuyệt đối không nên đánh cỏ động rắn. Hứa Như Lai nhảy xuống khỏi lưng tử lân cự lang, ẩn giấu khí tức đi, chạy đến phía trước. Đàn sói được đầu lĩnh ra hiệu nên liên tiếp dừng lại, trốn trong bóng tối ở rừng rậm, con mắt màu tím hiện ra ánh sáng tàn nhẫn. Trong một tòa sơn cốc yên lặng, Tô Lăng đang nhàm chán ngồi ở chỗ đó, buồn ngủ. Trong góc sơn cốc có một cái khe hở bị che khuất, bên trong mơ hồ có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. Đó là Tô Lăng, nữ nhi thánh chủ Đại Diễn Thánh Địa. Đại Diễn Thánh Địa cùng Phạm Thiên Thư Viện có mối quan hệ khá tốt, nàng hẳn là thông qua thư viện mà tiến đến. Ta biết nàng đã đến được hơn nửa năm rồi. Rất nhiều người của Chí Tôn Kim Thành nhận ra Tô Lăng, sau đó tập trung vào vết nứt kia. Mặc dù không có nhìn thấy người, nhưng ngọn lửa màu vàng đặc biệt hẳn là Khương Phàm. Chúng ta trực tiếp ra tay, hay là chờ hắn đi ra? Một nam tử lãnh tuấn kích động. Hắn tên Hứa Cảnh Sơn, lục phẩm, trọng thổ, linh văn, cảnh giới tại linh hồn cảnh lục trọng thiên, là người có tuổi tác lớn nhất và thực lực mạnh nhất trong chi đội ngũ này, phụ trách bắt Khương Phàm. Ta thấy vết nứt kia giống như có gì đó rất quái lạ, rất có thể là nó kết nối với nơi nào đó, chúng ta vẫn là nên chờ hắn đi ra lại động thủ. Hứa Như Lai đột nhiên có kiên nhẫn, đội ngũ của bọn hắn rất mạnh, lại có gần 100 con tử lân cự lang, chỉ cần ra tay, Khương Phàm tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Ngay cả Tô Lăng trước mặt, cưỡng ép bắt Khương Phàm, có thể hay không? Có một nữ tử đưa ra chất vấn, nàng là Hứa Tòng Nhiên, lục phẩm, vân vụ, linh văn, cảnh giới lục trọng thiên, phụ trách bảo vệ Hứa Như Lai. Hứa Như Lai cười lạnh. Khương Phàm tiến đến chính là đối kháng cùng chúng ta, chỉ cần xảy ra cái gì ngoài ý muốn, khẳng định chính là chúng ta làm, chúng ta còn cần cố kỵ. Hứa Cảnh Sơn phân phó với hai người bên cạnh, nói. Các ngươi tới trong tầng mây trước, chú ý ẩn nấp. Nếu như Khương Phàm trốn lên trời, các ngươi cần phải hắn đánh xuống tới. An bài đàn sói tản ra trước, ngàn vạn lần phải chú ý, giữ yên lặng. Hai vị thú linh văn linh hồn cảnh ngũ trọng thiên nhanh chóng lui lại mấy trăm mét, hóa thành hai con cự ưng bay về phía bầu trời. Mặc dù Khương Phàm ngược sát qua thánh phẩm thú linh văn tứ trọng thiên, nhưng bọn hắn là ngũ trọng thiên, trọn vẹn đè ép Khương Phàm hai trọng thiên. Đây tuyệt đối là không cách nào vượt qua thực lực được. Huống chi, bọn hắn chỉ phụ trách chặn đường chặn đánh. Các ngươi cũng tản ra, mỗi người mang theo mười mấy con tử lân cự lang, vây quanh sơn cốc, tuyệt đối không được náo ra tiếng động. Hứa Tòng Nhiên cũng phân phó người bên cạnh. Bảy vị tộc nhân lặng lẽ lui lại, cưỡi tử lân cự lang bắt đầu điều động đàn sói. Khương Phàm, ta xem ngươi chạy đi đâu. Xem ngươi còn cuồng thế nào. Mặt mũi Hứa Như Lai tràn đầy tà khí. Hỗn đản này còn dám tuyên dương chuyện hắn giết Thánh Linh Văn Kim Thành ở khắp nơi, không thể tha thứ. Tuy nhiên, hắn nên dừng phách lối ở đây được rồi, tiếp đó chính là cơ hội để Chí Tôn Kim Thành bọn hắn biểu hiện. Hắn đang tìm thứ gì đó. Hứa Cảnh Sơn đè hai tay xuống đất, yên lặng cảm nhận được đại địa trong sơn cốc. Vết nứt kia là kéo tới luân hồi thâm không sao? Hứa Tòng Nhiên nhỏ giọng hỏi. Tựa như là tòa sơn cốc rất bình thường. Hứa Cảnh Sơn cảm thấy kỳ quái. Từ những gì hắn dò xét đến xem, trong sơn cốc cùng dưới mặt đất đều không có năng lượng đặc thù gì. Vậy hắn ở chỗ này tìm cái gì? Quản hắn đang tìm cái gì? Chỉ cần đàn sói vây quanh sơn cốc, Khương Phàm liền không có chỗ để trốn. Nhưng, ngay tại thời điểm bọn hắn điều động đàn sói bắt đầu chuẩn bị, hai vị thú linh văn vừa vào tới giữa không trung đột nhiên ngẩng đầu, còn người tập trung vào tầng mây dày đặc. Một bóng người phá tan tầng mây. Nhanh chóng lao xuống. Cái đó là... Ánh mắt bọn hắn sắc bén, cực lực ngóng nhìn. Khương Phàm. Nhìn lầm sao?
không phải Khương Phàm ở trong sơn cốc sao? Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, không có phóng thích hỏa diễm, không có kích phát linh văn, tận lực ẩn giấu khí tức. Khi hai vị thú linh văn phát hiện hắn, hắn đã tới gần rừng cây mấy trăm mét. Ầm ầm, toàn thân Khương Phàm sôi trào lên liệt diễm, mãnh liệt như thủy triều, cuồn cuộn giữa trời cao, toàn bộ thú ấn trong thức hải thức tỉnh, theo linh văn câu thông liệt diễm đầy trời. Hống hống hống. Số lượng lớn mãnh thú liên tiếp ngưng tụ, thành hình trong liệt diễm đang lao nhanh, phát ra tiếng gào thét cuồng dã, thanh chấn trời cao, rung động rừng rậm. Cái gì? Đám người Hứa Như Lai bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con mắt phản chiếu ra liệt diễm đầy trời, còn có các loại yêu thú đang nhanh chóng thành hình. Hơn 80 con tử lân cự lang đều nhìn về phía bầu trời, phát ra tiếng sói tru to rõ. Kim quang mãnh liệt, nhiệt độ cao vặn vẹo. Hơn 100 con mãnh thú kéo lấy thánh viêm đánh xuống tới. Không đợi hai vị thú linh văn hóa thân cự ưng kịp phản ứng liền bị vô tình bao phủ, các loại mãnh thú điên cuồng trùng kích, ngọn lửa màu vàng óng kịch liệt cuồn cuộn. Bọn hắn cực lực giãy giụa, lại bị liệt diễm đánh đến máu thịt be bét, chật vật rơi xuống. Nếu như không phải mặc áo giáp tơ tằm đặc chế, có thể phóng thích khí lạnh, chống cự liệt diễm, nói không chừng bọn hắn đã liền bị đánh chết trực tiếp. Sau khi Khương Phàm đạt tới linh hồn cảnh tứ trọng thiên, thực lực đã phát sinh biến đổi. Coi chừng! Hứa Tòng Nhiên lập tức bắt lấy Hứa Như Lai. Vốn định trực tiếp bảo hộ ở dưới thân, kết quả Hứa Như Lai lại quả quyết kích hoạt ngọc thạch trong tay, biến mất trong nháy mắt không thấy đâu. Đây là một khối vũ khí không gian đặc chế, có thể tại thời điểm gặp được nguy hiểm, di chuyển tức thời ra bên ngoài mấy ngàn mét. Hứa Như Lai chỉ là linh nguyên cảnh, cho nên trước đó mới đặc biệt mang theo món đồ này. Chỉ cần xảy ra chiến đấu, dù có bất kỳ khả năng nào lan đến gần hắn, hắn đều sẽ lập tức sử dụng nó, để phòng chẳng may. Ầm ầm, thú triều nóng nảy tiến lên va chạm rừng cây, vỡ nát cự thạch, hủy diệt tất cả, dưới sự khống chế của Khương Phàm, điên cuồng phát sát đám người Hứa ra, còn có đàn sói đang chu gào. Quá đột nhiên, ngàn mét rừng cây lập tức lâm vào hỗn loạn. Ngọn lửa màu vàng óng khuấy động nhiệt độ kinh khủng, ngay cả nham thạch đều có thể hòa tan. Mãnh thú liệt diễm nóng nảy oanh kích, liên tiếp dẫn bạo, triển khai ác chiến cùng bọn người Hứa ra và đàn sói. Cùng lúc đó, Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, tiếp tục sôi trào liệt diễm, kích phát bản thân, thực lực tăng vọt, lần nữa phóng xuất ra đoàn thú triều thứ hai, tăng lên hỗn loạn, oanh sát số lớn đàn sói. Ba người Hứa ra, hơn 50 con tử lân cự lang liên tiếp tử vong, ngay cả tiếng kêu thảm đều không kịp phát ra. Nhưng, đàn sói đầu lĩnh giận dữ gầm thét. Toàn thân cuồn cuộn tử khí, như cơn lốc tàn phá bừa bãi toàn trường, đánh nát các loại yêu thú liệt diễm, xua tan liệt diễm, hai mắt nó lạnh lẽo, tìm kiếm Khương Phàm trong lúc hỗn loạn. Linh hồn cảnh thất trọng thiên có thực lực cường đại, tựa như vương giả chiến trường. Khương Phàm, người đúng là ngu xuẩn, dám phục kích chúng ta. Hứa Cảnh Sơn thông qua mạch động đại địa, cảm nhận được vị trí Khương Phàm, cất bước phóng tới, nhấc lên trọng lực trận vực kinh khủng, đè sập đại địa. Vỡ nát số lượng lớn thú triều xung quanh, ngay cả liệt diễm đang cuồn cuộn đều bị ép tới mặt đất. Khương Phàm đang muốn hóa thân thành chu tước yêu thể, lại bị trọng lực trận vực bao phủ. Trong chớp mắt, cảm giác giống như có một ngọn núi khổng lồ đánh vào trên thân, xương cốt toàn thân đều phát ra tiếng răng rắc giòn vang. Lục trọng thiên áp chế tứ trọng thiên toàn diện. Toàn thân Khương Phàm vặn vẹo, nằm dạp trên mặt đất, trận vực càng ngày càng mãnh liệt, thân thể tiếp tục chìm xuống, vùi vào trong đất bùn. Nhưng, mặt hắn lại không biểu tình, không có gào thét không có giãy giụa, mà là dán chặt lấy mặt đất, cảm ngộ đại địa. Bắt hắn lại. Hứa Cảnh Sơn khống chế phạm vi trọng lực, tề tụ đến phạm vi mười mấy mét xung quanh Khương Phàm, áp chế nơi đó tiếp tục tăng vọt, mặt đất ầm ầm chìm xuống hơn 20 mét, da thịt Khương Phàm sụp ra, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ hố sâu. Khương Phàm, người đây là tự chui đầu vào lưới. Bọn người Hứa Tòng Nhiên vén lui liệt diễm xung quanh. Kích ra linh văn tiến lên. Đàn sói chu lên, theo đầu lĩnh vây quanh qua, đằng đằng sát khí, tức giận, tàn nhẫn. Khương Phàm chôn dưới đất, ý thức hoảng hốt, hết thảy mọi thứ xung quanh đột nhiên giống như biến mất. Không có đại địa, không có cây rừng, không có hỗn loạn, cũng không có người, hắn giống như đứng ở trong một không gian phiêu miểu mơ hồ, khoáng mạch đại địa, mạch nước ngầm, dung nham vặn vẹo, còn có linh lực nồng đậm, đều có thể thấy rõ ràng. Mà mê vụ thần bí kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt Khương Phàm. Uy thế kinh khủng, to lớn vô biên, phảng phất tương liên cùng tất cả địa tầng cửu châu thập tam hải.
Khương Phàm giơ tay lên, hướng về phía trước nhấn một cái, chạm đến chùm sáng thần bí. Một tiếng khẽ nói, quanh quẩn không gian vô tận mông lung, sơn hà, đại táng. Ầm ầm. Ý thức Khương Phàm bỗng nhiên trở về tỉnh táo, máu tươi tinh hồng thẩm thấu mặt đất, tự phát xen lẫn thành hoa văn phức tạp, trong chớp mắt quét sạch địa tầng rộng lớn. Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm trầm muộn vang lên bên tai Khương Phàm, quanh quẩn trong rừng rậm thâm thúy, thanh âm hùng hồn trầm thấp, để cho người ta cảm thấy khủng bố, đại địa đều chập trùng lún xuống mãnh liệt tại đây. Răng rắc, đại địa sụp ra vết nứt tráng kiện, nhanh chóng lan tràn, phạm vi kinh người đạt tới hơn 3.000 mét, những nơi vết nứt đi qua, núi cao bị xé nứt, cây rừng bị thôn phệ, số lượng lớn đàn sói rơi xuống. A, à, Hứa Cảnh Sơn nôn nao, thực lực của ta tăng cường sao? Hứa Cảnh Sơn, người điên rồi. Hứa Tổng Nhiên lớn tiếng kêu lên đầy sợ hãi, kinh hoàng nhìn sơn hà đang sụp đổ xung quanh. Đại địa chập trùng lên xuống, kịch liệt lại nóng nảy, kéo ra vết nứt vô tận, nơi xa, những con sông giống như nhấc lên thủy triều cuồn cuộn, tràn ngập đất trời, bao phủ cánh rừng. Khí tức khủng bố kia cỗ đột nhiên hiện lên, chật ních thiên địa, thẩm thấu linh hồn của bọn hắn, trong thoáng chốc bọn hắn đã cảm thấy đại địa đang tức giận, cảm nhận được khí tức tai nạn. Tử Lân Cự Lang là yêu thú, bọn chúng mẫn cảm nhất, bọn chúng sợ hãi, điên cuồng chạy trốn. Nhưng, phạm vi quá lớn, cuối cùng đã quét sạch hơn 3.700 mét. Núi cao rừng rậm, triệt để hoắc loạn. Không chỉ có cảnh tượng tai nạn vô cùng khủng bố, tất cả năng lượng núi sông đều hỗn loạn mất khống chế. Hứa Cảnh Sơn vô ý thức liền muốn kích thích linh văn, khống chế tràng diện, lại phát hiện năng lượng xung quanh không nhận hắn khống chế, ngay cả linh lực thả ra từ trong khí hải đảo mắt cũng đã mất khống chế. Đám người Hứa Tổng Nhiên muốn chạy trốn, nhưng thật giống như bị chiều dâng vô hình bao phủ, rơi xuống vết nứt. Đàn sói lao nhanh, lại không có chỗ để trốn, bởi vì toàn bộ cánh rừng đều đang sụp đổ. Bọn hắn bị thôn phệ, bị mai táng, nham thổ nặng nề hòa với khí tức tai nạn vô tình che mất bọn hắn. Càng kinh khủng chính là, bọn hắn cảm giác mình đang già yếu, có một lực lượng thần bí đang thôn phệ khí tức sinh mệnh của bọn hắn. Khương Phàm thức tỉnh từ không gian thần bí, khiếp sợ nhìn xung quanh. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, cũng vô cùng chờ mong, nhưng tràng diện này, thanh thế này, còn có khí tức hủy diệt mai táng vạn vật kia trong lúc vô hình tràn ngập ra, để hắn đều cảm nhận được sợ hãi. Không hổ là hồng hoang cấm thuật. Bây giờ hắn vẫn chỉ là vừa mới lĩnh ngộ liền đã có uy lực và năng lượng như thế, tương lai hoàn toàn khống chế được thì sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như đạt tới niết bàn cảnh, thậm chí vấn đề thánh nhân, chẳng phải là phất tay liền có thể hủy diệt vạn dặm sơn hà sao? Sơn hà đại táng đã có uy lực như thế, chư thiên ngũ đại táng khác thì thế nào? Tuy nhiên, ngay sau đó Khương Phàm đã cảm nhận được cảm giác suy yếu mãnh liệt. Linh lực không có bị tiêu hao, linh nguyên cũng rất sinh động, nhưng huyết khí toàn thân cùng tinh khí thần đều nhận ảnh hưởng cực lớn, có cảm giác suy yếu tản ra chiều sâu từ trong ra ngoài, tựa như là bệnh nặng một trận. Sư phụ, ngài chôn Tô Lăng rồi. Không trung truyền đến tiếng Lý Dần lo lắng la lên. Lý Dần bị Khương Phàm an bài làm mồi dụ, nghe động tĩnh bên ngoài liền đi ra. Hóa thân thành bất tử điểu, chuẩn bị giúp một chút. Kết quả đại địa lún xuống, núi sông rung chuyển, trong nháy mắt đã quét sạch mấy ngàn thước, Tô Lăng đang buồn ngủ trong sơn cốc đều bị chôn xuống dưới. Tô Lăng! Khương Phàm biến sắc, lập tức muốn ngăn cản, lại phát hiện tràng diện kịch biến của sơn hà táng diệt đã không nhận khống chế của hắn. Một khi phóng thích tai nạn pháp chỉ thì không có khả năng kết thúc. Mà, thân thể hắn mệt mỏi lại kích động, trời đất quay cuồng suýt chút nữa đã hôn mê. Đáng chết! Khương Phàm cưỡng chế chấn chỉnh tinh thần, quả quyết kích phát tiểu niết bàn thuật. Trái tim thứ hai bành trướng nhảy lên, huyết khí chiếm cứ nồng đậm ở bên trong trong chớp mắt liền quét sạch toàn thân, như sông lớn chảy xiết lại mãnh liệt, năng lượng phi phàm còn trùng kích linh hồn. Tình thế kia vô cùng mãnh liệt, thậm chí là bá đạo. Toàn thân Khương Phàm đều nhúc nhích mất tự nhiên, huyết nhục nóng hổi, giống như muốn đốt lên, nhưng một hồi, hắn tựa như đã trở về từ cõi chết, bệnh nặng khỏi hẳn, thật sự đã trở về đỉnh phong. Suy yếu cùng khó chịu đã quét sạch sành xanh, sinh long hoạt hổ, tinh khí thần bành trướng. Khương Phàm không lo được sợ hãi hay thán phục về sự thần kỳ của bí thuật truyền thừa, hắn nhanh chóng lao vào bên trong địa tầng bạo động, phóng tới vị trí sơn cốc trước đó. Để hắn ngoài ý muốn chính là, địa tầng bạo động lại không hề khiến hắn bị thương, những nơi hắn đi qua, năng lượng tán loạn, đại địa vặn vẹo, chủ động tránh lui.
Khương Phàm giống như là con cá đang bơi trong biển lớn, nhanh chóng tiến lên trong mặt đất, rốt cuộc cũng thấy được Tô Lăng bị thôn phệ. Tô Lăng đang tuyệt vọng giãy giụa. Đối với nàng mà nói, chuyện ngoài ý muốn này phát sinh quá đột nhiên, đang ngồi ngủ gật chút ngủ, đột nhiên đã bị tàn nhẫn nuốt hết, năng lượng xung quanh cuồng bạo như sóng to gió lớn. Nàng đã hóa thân thành cự mãng trăm mét, thân thể lại nhanh chóng khô quắt, khí tức huyết nhục thì biến mất, linh hồn đều đang suy yếu, giống như chẳng mấy chốc sẽ biến thành thi cốt. Chớ phản kháng, ta mang cô rời khỏi. Khương Phàm vào tới nơi đó, hóa thân thành chu tước yêu thể, dương cánh hơn 10 mét, móng vuốt trắng kiện chế trụ cự mãng, lao ra ngoài mặt đất. Ngao! Phế tích chập trùng cuồn cuộn đột nhiên vỡ nát, cự lang đầu lĩnh lại có thể cuồng dã giết đi ra. Thân thể của nó tăng vọt đến hơn 50 mét, hùng tráng khổng lồ, toàn thân cuồn cuộn tử khí, ngạnh kháng với đại địa còn đang cuồn cuộn ở xung quanh. Trong phế tích gần đó, liên tiếp có 5 con cự lang giãy giụa đi ra, đều là linh hồn cảnh lục trọng thiên, hình thể cũng bành trướng hơn mấy lần, đạt tới hơn 30 mét. Bọn chúng cuồng bạo hung tàn, tử khí sôi trào, gào thét với trời cao. Chỉ là so với đầu lĩnh hoàn hảo không chút tổn hại, thì thân thể của bọn chúng lại gầy gò đi rất nhiều. Ngươi đã làm cái gì với ta? Tên hồn đản ngươi ngay cả ta đều muốn giết sao? Thân thể Tô Lăng cao lớn trên móng vuốt Khương Phàm, tức giận lại suy yếu. Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn. Khương Phàm tranh thủ thời gian kéo lấy Tô Lăng rời khỏi. Ngao ngao ngao. Cự lang đầu lĩnh nổi giận gầm thét, da thịt phía sau lưng vặn vẹo, tử khí cuồn cuộn, nó triển khai hai cánh tử lân. Nó nhấc lên tử khí như cuồng phong, phóng lên tận trời, đuổi tới Khương Phàm. 5 con tử lân cự lang khác cũng lay động thân thể, to rõ gào thét, đạp trên phế tích chập trùng phóng tới, gắt gao tiếp cận Khương Phàm đang đi xa. Ầm ầm. Mặt đất sau khi bạo động kịch liệt liền dần dần khôi phục bình tĩnh. Hơn 3.700 mét rừng rậm sơn hà triệt để biến thành hố to, bụi mù tràn ngập, khí tức tai nạn kinh khủng chiếm cứ không tiêu tan. Biên giới hố to lệch ra xoay trong cánh rừng, Hứa Như Lai chưa tỉnh hồn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, khó có thể tin được mà nhìn cái hố to sụp đổ ở phía trước, trong đầu quanh đi quẩn lại kịch biến đột nhiên bộc phát vừa rồi. Tràng diện kia tựa như dưới mặt đất có một tuyệt thế hung thú thức tỉnh, sát khí cuồn cuộn, mãnh liệt nhấc lên, điên cuồng phát tiết. Đây đều là do tên hỗn đản Khương Phàm kia làm. Đây là vũ khí gì sao? Hay là một loại võ pháp nào đó? Cả chi đội ngũ cứ như vậy mà không còn nữa. Răng rắc. Sâu trong hố to truyền đến tiếng tạch tạch yếu ớt. Hứa Như Lai từ trong hoảng hốt bừng tỉnh lại, vội vàng phóng tới hố sâu. Oanh! Tầng đất đừa bộn đột nhiên chấn mở, một nam tử khô quắt giãy giụa đi ra, tóc tai bù xù, kinh hồn khó định, toàn thân không cầm được mà run rẩy. Cảnh Sơn, Hứa, Tam ca. Hứa Như Lai vội vàng dừng ở nửa đường, cách bụi mù quan sát. Khụ khụ. Nam tử suy yếu ho khan, toàn thân gầy yếu khô quắt. Hắn chính là Hứa Cảnh Sơn, bị đại địa mai táng, thôn phệ khí tức sinh mệnh. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, trọng lực trận vực còn có linh lực đại địa mà bình thường hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đồng thời điều khiển như cánh tay vậy mà lại hoàn toàn mất khống chế. Hắn tựa như là người không biết bơi chết chìm, đau khổ giãy giụa bên trong địa tầng cuồn cuộn, suýt chút nữa đã đuối nước. Cách đó không xa thổ địa cũng phồng lên vỡ ra, một cái tay khô quắt đột nhiên nhô ra đến, gian nan giãy giụa, ném ra thân thể gầy gò. Là Hứa Tòng Nhiên, đầu tóc rối bời, da thịt khô quắt, dáng vẻ giống như là đã già đi mười mấy tuổi. Cảnh Sơn, Tòng Nhiên. Hứa Như Lai nhìn bộ dáng bọn hắn thê thảm, toàn thân nổi lên cơn gió lạnh, suýt chút nữa ngồi ở chỗ đó. Đây là có chuyện gì? Tên hỗn đản Khương Phàm kia đã mang thứ gì vào? Đàn sói đâu, chỉ có chúng ta còn sống sao? Hứa Cảnh Sơn nóng nảy cảm nhận linh lực, vậy mà lại có phản ứng, tùy ý có thể điều động, nhưng trước đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại hoàn toàn không bị khống chế? Hứa Như Lai gian nan mở miệng. Con sói đầu lĩnh đã đuổi theo, còn có 5 con cự lang, cũng đuổi theo. Hứa Tòng Nhiên khó có thể tin. Những con khác chết hết. Hứa Như Lai lắc đầu. Chết hết, ngũ trọng thiên trở xuống, chết hết. Hứa Tòng Nhiên ngẩng đầu, cùng đụng đến ánh mắt Hứa Cảnh Sơn đều thấy được sợ hãi trong mắt nhau. Một mình Khương Phàm suýt chút nữa giết toàn bộ bọn hắn. Rốt cuộc hắn là mấy trọng thiên? Lại là có vũ khí tà ác gì? Ta liên hệ Hứa Đan. Hứa Như Lai lấy ra ngọc bài, đưa chỉ dẫn cho Hứa Đan.
Khương Phàm nhét Tô Lăng vào thanh đồng tiểu tháp, thiêu đốt liệt diễm chạy trốn ở trên không. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng cự lang đầu lĩnh là linh hồn cảnh thất trọng thiên, hai cánh triển khai hơn 100 mét, mang theo cuồng phong màu tím, một mực gầm thét ở phía sau, theo đuổi không bỏ, đang dần dần rút ngắn khoảng cách. Khương Phàm có thể cảm nhận được khí tức huyết tinh trong miệng cự lang. Xem ra thật phải tu luyện tiểu quang mang thánh thuật. Khương Phàm ngắm nhìn dãy núi khắp nơi, hy vọng có thể nhìn thấy địa hình đặc thù, hoặc là mãnh thú ẩn núp để quấy rầy phía sau đàn sói. Nhưng bay lên lại bay lên, Khương Phàm cảm giác không đúng sức lực, đầu lĩnh táo bạo đuổi theo phía sau dường như đã chậm lại, năm con tử lân cự lang còn đang phóng tới trong rừng rậm nơi xa cũng trực tiếp dừng lại. Từ trên cao quan sát xuống, xa xa, rừng rậm dần dần bắt đầu sao động, mà càng ngày càng rõ ràng. Mãnh thú chạy trốn, túc điểu bay loạn, giống như đang sợ hãi thứ gì đó. Các lãnh chúa huyết mạch cường hãn như Kim Diễm Thánh Sư, Đại Địa Hùng Vương, Tinh Tượng Ngọc Tê, thậm chí là Kim Cương Cự Viên các loại, vậy mà đều liên tiếp xuất hiện, không quan tâm gì mà cứ mạnh mẽ đâm tới, thoát khỏi về nơi xa. Ngay cả đám rắn chuột sống dưới đất cũng đều xuất hiện thành đàn, lít nha lít nhít chạy trốn khắp nơi. Phạm vi bắt đầu từ mấy chục dặm quét sạch hơn 100 dặm, còn đang tiếp tục mở rộng. Có thứ gì sắp xuất thế rồi sao? Khương Phàm dừng ở không trung, cảm thấy không hiểu, trong lòng lại hoảng loạn. Hơn mấy ngàn vạn linh điểu mãnh cầm bay lên không, trùng điệp, tràn ngập đất trời, cơ hồ che khuất cả bầu trời, bọn chúng chạy trốn khắp các nơi, có chút chạy, bao phủ tới Khương Phàm. Bọn chúng giống như thật sự cực sợ hãi, thời điểm lướt qua Khương Phàm, không để ý đến khí thế huyết mạch tán phát toàn thân hắn, chỉ lo cắm đầu chạy trốn. Tử lân cự lang đầu lĩnh không do dự nữa, nó lập tức quay đầu chạy trốn, những cự lang phía dưới kia cũng lui lại 2 bước, phát ra tiếng ô ô gầm nhẹ, cũng quay người chạy trốn. Rời khỏi, mau rời khỏi, đừng lề mề. Đan Hoàng nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm, thanh thế như vậy tuyệt đối là có vấn đề lớn. Khương Phàm đang muốn quay người, xa xa trong núi sâu đột nhiên truyền đến tiếng tạch tạch trầm muộn, tựa như hơn mấy ngàn vạn mét phía dưới địa đang tại đứt gãy, thanh âm một ngạt lại to lớn. Để hắn run rẩy, nổi da gà cũng lập tức xông ra. Ngao ngao ngao. Thú triều phóng tới, tiếng giống quái dị, cũng thay đổi cường điệu, giống như sợ hãi đến tuyệt vọng. Rất nhiều mãnh thú vậy mà đang chạy lại nhào vào trên mặt đất, run lẩy bẩy, từ bỏ dãy giụa. Xảy ra chuyện gì? Dân liều mạng trong phạm vi mấy trăm dặm đều hốt hoảng chạy trốn, bọn hắn ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thú triều đào vong. Thanh âm dưới mặt đất đều để bọn hắn cảm nhận được chuyện không ổn. Sẽ có đại bảo bối sắp xuất thế hay không? Ta cảm giác giống như một loại cự thú nào đó đang thức tỉnh. Bảo bối ngược lại là có khả năng, nhưng hẳn không phải là cự thú. Dị thú có huyết mạch đặc thù trong luân hồi bí cảnh sớm đã bị Chí Tôn Kim Thành, Đại La Sơn chia cắt. Nhất là Đại La Sơn, nương tựa theo huyết mạch dị thú tụ tập bên trong luân hồi bí cảnh, cưỡng bức nhảy lên đến địa vị hoàng tộc. Chết tiệt! Đây là thời điểm thảo luận sao, mau đào mạng đi. Nhanh nhanh nhanh, đừng lề mề, có thể khiến cho đám yêu thú sợ đến như vậy, khẳng định là nguy hiểm sắp phát sinh rồi. Dân liều mạng đều kích hoạt linh văn, phóng thích vũ khí, xen lẫn trong thú triều, toàn lực chạy trốn. Có một thú linh văn hóa thân thành, phi nghĩ, một mình bay ở giữa không trung, con mắt loạn lay động, tìm kiếm linh bảo khắp nơi. Loại thời khắc hỗn loạn này chính là thời điểm tìm kiếm cơ duyên. Về phần nguy hiểm gì, hỗn loạn gì, hắn không quan tâm. Nơi đó, phi nghĩ vừa lướt qua núi cao phía trước, đột nhiên tiếp cận u cốc xa xa, nơi đó có thi hài đầy đất, không có một ngọn cỏ. Nhưng u cốc có phạm vi khá to lớn, bên trong còn có một cái động sâu, trong động lóe ra ánh sáng rực rỡ. Rất có thể là lãnh địa của mãnh thú cấp lãnh chúa nào đó, chỉ lo đào mệnh, bảo bối chứ hàng gì cũng đều mặc kệ. Phi nghĩ lập tức phóng tới u cốc. Ánh sáng rạng rỡ trong sơn động, treo đầy linh quả quý giá, còn phủ lên linh thạch thật dày, lộ ra vàng son lộng lẫy, tại mấy cái trong góc, chất đầy áo giáp vũ khí, còn có chút tảng đá đặc thù. Phi nghĩ cuồng hỉ, vọt vào phía động sâu. Lúc này, thanh âm địa tầng đứt gãy đột nhiên ngừng lại, thú triều chạy trốn các nơi đều liên tiếp dừng lại, khẩn trương, sao động, bất an, khủng hoảng. Hỗn loạn bạo động từ trước đó đến bây giờ đã bất chợt an tĩnh, vô cùng quỷ dị. Thế giới phảng phất lâm vào đứng im. Phi nghĩ xông vào trong động sâu không để ý đến, hắn cuồng nhiệt cuốn đi tất cả mọi thứ, ngay cả linh thạch đều không có buông tha. Ha ha, đều là của ta.
Phi Nghĩ kích động lao ra, đang muốn bay về phía bầu trời, u cốc phía sau bất chợt sụp đổ, bị vết nứt xuất hiện phá tan thành từng mảnh. Vết nứt rộng thùng thình, cuồng dã lan tràn, lấy tốc độ khủng khiếp quét sạch xung quanh 10 dặm, 20 dặm, 50 dặm, 100 dặm, số lượng lớn vết nứt điên cuồng lan tràn, tách rời đại địa, xé rách núi cao, bẻ gãy sông lớn. Rất nhiều hồ nước đều ầm vang chìm xuống, địa tầng chảy ngược. Rất nhiều cổ thụ che trời đều ngã xuống, bị vết nứt nuốt hết. Trong phạm vi trăm dặm, vô số mãnh thú kêu thảm rơi xuống. Phi Nghĩ quá sợ hãi, hắn lập tức muốn chạy trốn về phía bầu trời, trong cái khe phía dưới đột nhiên xông ra một con cự mãng trắng kiệt, mở ra miệng to nuốt sống hắn. Hắn kêu đầy thê lương thảm thiết, cũng rất nhanh đã không một tiếng động, bảo bối trong tay đều tiến vào bụng cự mãng. Cùng lúc đó, trong tất cả cái khe đều truyền ra tiếng gào thét quái dị, mấy ngàn con hay thậm chí hơn vạn con cự mãng sôi trào thổ khí mãnh liệt, xông về bầu trời. Khương Phàm quan sát Sơn Hà bạo động toàn diện, không khỏi nghĩ đến Sơn Hà đại táng của mình. Chỉ là phạm vi mấy ngàn mét nhìn như cường hãn kia của mình, tại trước mặt hơn trăm dặm sụp đổ này lại như không có chút ý nghĩa nào. Sư phụ, đó là cái gì? Khương Phàm lắc lư ánh mắt, toàn thân nổi lên cơn gió lạnh. Hơn vạn con cự mãng sau khi xô ra địa tầng đã tiếp tục bay lên không, bọn chúng có mấy chục mét, có mấy trăm mét, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích hướng về không trung, hỗn loạn xen lẫn, điên cuồng va chạm. Nhưng nhìn kỹ đi, đây căn bản không phải là cự mãng gì cả, mà là rễ cây, là treo đầy máu tươi, mọc ra rễ cây miệng lớn. Bọn chúng cuồn cuộn giữa trời, dã man quấn giao, cuối cùng biến thành một gốc đại thụ che trời, cao tới mấy vạn mét. Đỉnh cây phá chín tầng mây mù, phảng phất chạm đến đỉnh luân hồi bí cảnh. Xa xa trông qua, đại thụ khổng lồ như núi, từ trên xuống dưới tất cả đều là rễ già tráng kiệt. Số lượng lớn rễ già trăm mét, vạn mét giống như cánh tay đang điên cuồng vũ động, còn mọc ra miệng to như cái chậu máu, đói khát muốn ăn hết thảy mọi thứ xung quanh. Cái này không phải cây cối, đây đơn giản chính là quái vật. Khương Phàm nhìn đến ngây người, dân liều mạng các nơi càng nhìn ngây người. Bọn hắn chưa từng thấy qua thứ gì to lớn như vậy. Thật sự là quá lớn, phạm vi vài trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Địa ma thụ. Đan hoàng quấn quanh linh hồn Khương Phàm, nhìn qua quái vật kinh khủng xa xa, phát ra thanh âm rung động khó có thể tin nổi. Cũng là thụ yêu thượng cổ. Khương Phàm cảm nhận được thiết long cổ thụ trong thanh đồng tiểu tháp đang sao động, nó đang mang theo bát ngọc phải bay lên. Nó là thượng cổ thụ yêu, nhưng... Nhưng cái gì? Nhưng kém xa thiết long cổ thụ, bọn chúng sinh trưởng dưới đất, khi đói bụng thì sẽ mọc ra mặt đất săn mồi con mồi, ăn bọn chúng có khả năng nhìn thấy tất cả mọi thứ, sau khi ăn no sẽ chui vào dưới mặt đất tiếp tục ngủ say. Dưới tình huống bình thường, bọn chúng nhiều nhất có thể cao đến mấy trăm mét. Bên trên tư liệu lịch sử ghi chép, địa ma thụ nổi danh nhất đã từng cao qua vài thước, cách mỗi 10 năm thức tỉnh một lần, sau khi điên cuồng săn mồi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Về sau bởi vì nguyên nhân nào đó mà đã biến mất. Ở Trung Quốc thì một thước còn được gọi với tên khác đó là một xích, hoặc một chi. Họ quy chuẩn một thước bằng 10 tấc, tức là sẽ bằng 33cm hoặc 0,33m. Đan Hoàng thật sự khó có thể tin, địa ma thụ này đã bao nhiêu năm, vậy mà có thể cao đến loại quy mô này. Giống, giống. Địa ma thụ thẳng nhập trời cao, tất cả cự mãng, đều phát ra tiếng gào thét kinh khủng. Giống như tiếng ma hống, cuồn cuộn khắp thiên địa, nhấc lên thanh âm thanh triều kinh khủng, quét sạch mấy trăm dặm. Bầu trời rung động, tầng mây băng diệt. Số lượng lớn mãnh cầm gầm thét thảm thiết, rất nhiều mãnh thú bị chấn choáng. Những chỗ tiếng gầm qua, mãnh thú liên miên đổ trên mặt đất, bầy chim trên trời vẩy xuống như mưa. Địa ma thụ lay động mãnh liệt, dễ già dưới mặt đất quay quanh thành chín cái chân, bước lên phía trước, mỗi một bước dẫm xuống đều khiến đất rung núi chuyển. Nó quơ cái xúc tu dáng dấp thô to mấy vạn mét, săn bắt mãnh thú linh cầm, đưa đến bên trong, miệng rộng, mà cành cây vỡ ra, cũng quấn chặt lấy núi cao, rút toàn bộ lên đến, đưa vào trong, miệng, cây cối cũng không chịu buông tha. Nó giống như bị đói đến điên, cuồng dã cất bước, quét ngang bốn phương tám hướng, những nơi nó đi qua, đầy đất đều là vết thương. Khương Phàm nhìn thấy mà hoảng sợ run rẩy, theo thú triều hốt hoảng mà chạy ra mấy trăm dặm. Địa ma thụ săn mồi hơn 500 dặm, có thể ăn thì đều ăn hết toàn bộ. Núi cao không có, thì cuốn tới dưới sông, cây mộc linh quả quét ngang không còn, mấy ngàn vạn con mãnh thú linh cầm cũng lọt vào săn mồi.
còn có rất nhiều dân liều mạng cũng bị săn bắt. Tràng diện kinh khủng đủ để cho người ta cả đời đều khó mà quên được. Nếu như chuyển thứ này từ luân hồi bí cảnh ra ngoài, ném tới Chí Tôn Kim Thành, khẳng định vô cùng tráng quan. Khương Phàm nhìn mà cảm thán. Quá rung động, quá nóng nảy, rất muốn nuôi một gốc. Nó có thể cao đến lớn như vậy, rất có thể đã sống trên vạn năm. Đan Hoàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy địa ma thụ khổng lồ như vậy. Ăn uống no đủ, nó liền trốn đến dưới đất đi ngủ. Ăn no thì ngủ, đói bụng liền tỉnh, tỉnh lại ăn. Trừ chuyện đó ra, không có điểm yêu thích khác à? Khương Phàm sau khi khiếp sợ, ngược lại có chút chờ mong. Lượng thức ăn của nó là vô cùng lớn, cái gì cũng đều ăn, cho nên từ niên đại rất xa xưa, có một số bộ tộc sẽ nuôi nhốt địa ma thụ, dùng để quét dọn chiến trường, thanh lý thi hài. Nó còn có tác dụng gì đặc biệt không? Có thể ăn như vậy, không có gì trả lại thiên nhiên. Bên trong huyết dịch địa ma thụ có huyết tinh, có thể bổ dưỡng huyết mạch. Công hiệu của huyết tinh mạnh bao nhiêu? Hai mắt Khương Phàm tỏa sáng, bổ dưỡng huyết mạch, đồ tốt. Hiệu quả nghe nói là rất tốt, nhưng, sức ăn của địa ma thụ quá to lớn, trưởng thành chậm chạp, không có người nuôi nó là vì các loại huyết tinh. Đan Hoàng biết Khương Phàm đang có ý đồ gì. Địa ma thụ có thể cao đến quy mô như thế này, tùy tiện có thể nuốt ngàn vạn sinh linh, mấy trăm dặm sơn hà, tinh huyết khẳng định vô cùng cường đại. Nhưng, cao đến quy mô như thế này, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng có thể săn được. Thiết long cổ thụ của ta lúc nào có thể trưởng thành? Khương Phàm nhìn địa ma thụ nóng nảy phía xa, trong lòng yên lặng nghĩ suy. Ăn no rồi, nên ngủ đi. Nhất định phải ẩn nấp cho kỹ, chờ ngày nào đó ta về tìm ngươi. Thiết long cổ thụ bây giờ đã cao 2 mét, tình huống bình thường nếu muốn cao đến loại quy mô này cần 80 đến 100 năm. Sinh linh loại thụ yêu này sở dĩ cường đại, chủ yếu là bởi vì sống được lâu. Bọn chúng lúc đầu đều yếu ớt, hiện ra thực lực cơ bản tại mấy trăm tuổi thậm chí sau khi hơn ngàn tuổi. Địa ma thụ sau khi ăn no, thân thể cao lớn ẩm vang, tan rã, phân tán thành hơn vạn nhánh dễ dà, đâm vào trong phế tích rách dưới, biến mất không còn bóng dáng. Những người may mắn còn sống sót nhìn thổ địa dưới chân, lộ ra thể hiện vừa sợ vừa quái dị. Đều coi nguy hiểm ở luân hồi bí cảnh là những vong hồn kia, không nghĩ tới dưới mặt đất còn có thứ khủng bố như vậy. Có ít người bỗng nhiên cảm giác đi đường cũng không an toàn. Tỷ tỷ, mau nhìn. Khương Phàm. Trên bầu trời bên ngoài mấy chục dặm, hai thân ảnh uyển chuyển như ẩn như hiện, phiêu miểu mông lung, giống như là tiên linh. Khương Phàm, rốt cuộc cũng tìm được hắn. Đông Hoàng Như Yên ngạc nhiên ngắm nhìn Khương Phàm từ xa. Các nàng đến đây đã rất nhiều ngày, tìm kiếm Khương Phàm ở khắp nơi, nhưng Khương Phàm tựa như là ẩn nấp rồi, từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng đâu, thậm chí các nàng còn có lần đã lo lắng hắn bị Chí Tôn Kim Thành khống chế được. Không nghĩ tới, vậy mà lại đụng phải ở nơi này. Nhìn còn rất có tinh thần. Đông Hoàng Như Ảnh yêu kiều thướt tha, phiêu giật như tiên, xung quanh tỏa ra tầng tầng không gian dao động, ẩn giấu đi thân ảnh tỉ muội các nàng. Người của Chí Tôn Kim Thành đâu, làm sao còn không có đuổi tới hắn. Đông Hoàng Như Yên nhìn ra khắp nơi, không nhìn thấy bóng dáng nào của Chí Tôn Kim Thành. Nếu Chí Tôn Kim Thành hắn bỏ vào đến, hẳn là có biện pháp truy đuổi mới đúng, làm sao còn để hắn tùy ý du đãng khắp nơi. Đông Hoàng Như Ảnh cũng cảm thấy kỳ quái, nhìn bộ dáng Khương Phàm sinh khí dồi dào như thế, còn giống như không có phát sinh xung đột cùng Chí Tôn Kim Thành. Hẳn là bị hất ra. Hắc hắc, Khương Phàm nhìn điên cuồng phách lối, kỳ thật lẩy rất tinh danh. Chí Tôn Kim Thành đánh giá thấp hắn, kết quả chính là sẽ bị đùa nghịch xoay quanh. Hắn liều chết tiến vào, rốt cuộc là muốn làm gì? Đông Hoàng Như Ảnh trước đó đoán rằng Khương Phàm dám vào luân hồi bí cảnh là Vô Hồi Thánh Địa cho hắn lực lượng, hắn lại ở chỗ này phối hợp cùng Vô Hồi Thánh Địa, liên thủ chặn đánh Chí Tôn Kim Thành. Nhưng vậy mà hôm trước nàng lại thấy được người của Vô Hồi Thánh Địa đang cố gắng tìm kiếm Khương Phàm, lại còn vô cùng sốt ruột. Nói cách khác, gia hỏa này tiến vào luân hồi bí cảnh chẳng những không có nói với Vô Hồi Thánh Địa, còn không có dự định hợp tác cùng Vô Hồi Thánh Địa. Hắn chẳng lẽ muốn tự mình đấu với Chí Tôn Kim Thành? Đây là điên cuồng, hay là điên thật? Mặc kệ, theo sau liền biết, Đông Hoàng Như Yên hưng phấn thúc giục, người đó. Đông Hoàng Như Ảnh im lặng. Thời điểm không tìm được Khương Phàm, nhà đầu này giống như mất hồn, mặt ủ mày trao, không ngừng nói năng linh ta linh tinh. Bây giờ thấy Khương Phàm, giống như đột nhiên sống lại, trong đôi mắt đều có ánh sáng.
hắn chạy, mau đuổi theo. Đông Hoàng Như Yên chưa từng gặp được Nam Hải Nhi chơi vui như vậy, luôn có thể mang đến cho nàng kích thích, vui mừng. Đông Hoàng Như Ảnh ra hiệu với bọn thị vệ ẩn nấp nơi xa, chân đạp hư không, đi theo Khương Phàm. Sau khi Khương Phàm rời khỏi liền tìm tới một chỗ vắng vẻ ở động sâu dưới mặt đất, mệt mỏi phóng Tô Lăng ra. Khí tức Tô Lăng rất yếu ớt, đã hấp hối, ngay cả lân phiến đều ảm đạm không ánh sáng, liên miên chóc ra. Sơn Hà Đại Táng lại còn có thể cướp đoạt sinh mệnh. Khương Phàm may mắn kịp thời móc nàng ra, chậm thêm một khả năng hồi thật trực tiếp mai táng nàng, đến lúc đó đại diễn thánh địa không thể không tìm hắn liều mạng. Khương Phàm lấy chút dược thảo bổ sung huyết khí cùng điều trị linh hồn từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, đưa đến trong miệng Tô Lăng. Khí tức Tô Lăng yếu ớt, cũng mất đi ý thức, sẽ không nhấm nuốt, sẽ không hấp thu. Khương Phàm lấy ra đan dược nhét vào, kết quả cũng chỉ là ở lại trong miệng, không có nuốt xuống. Khương Phàm không có cách nào khác, hắn chỉ có thể tạo ra dược dịch, nhỏ giọt vào trong miệng Tô Lăng. Dược dịch thấm vào lấy khoang miệng, tản mát ra dược hiệu, từ từ thẩm thấu trong thân thể. Chỉ là Tô Lăng mình không có ý thức để hấp thu, phương thức tẩm bổ này quá chậm. Nếu như ngươi bỏ được, nhỏ cho nàng sinh mệnh cam lộ đi. Đan Hoàng nhắc nhở trong đầu Khương Phàm. Sinh mệnh cam lộ. Lông mày Khương Phàm lập tức nhăn lại, đối với vật kia lòng vẫn còn sợ hãi. Dù sao Tô Lăng cũng là nữ hài tử, nếu cái này kích thích lên hào hứng gì đó, chẳng phải là giống với rót thuốc sao, sau đó nếu như nàng đuổi giết hắn khắp thiên hạ, lại nháo đến đại diễn thánh địa, mặt của hắn biết để ở đâu. Trước đó bởi vì chuyện Tô Thiên Tịch đã để lại ấn tượng hỏng bét cho bọn người Tô Triệt, nếu như lại, rót thuốc, cho Tô Lăng, chỉ sợ đại diễn thánh địa thật sẽ coi hắn là sắc lang, lưu manh. Sinh mệnh cam lộ là cứu mạng, thân thể có không trọn vẹn, huyết nhục có tiêu hao, liền sẽ nhanh chóng khôi phục. Lúc đó ngươi là tình huống đặc biệt, tự làm tự chịu. Xác định. Ta vô cùng xác định. Khương Phàm do dự một chút, sau đó lấy bình ngọc ra, đẩy cái miệng to lớn của Tô Lăng ra, cẩn thận nhỏ một giọt vào tâm yết hầu. Sinh mệnh cam lộ sau khi tiến vào yết hầu, nhanh chóng nở rộ lên khí tức sinh mệnh nồng đậm, hướng khuếch tán toàn thân, từ nội tạng đến hài cốt, lại đến huyết nhục, đều được tới tẩm bổ. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Khí tức suy yếu của Tô Lăng ệt đã ổn định, chỉ là Tô Lăng vẫn không có thức tỉnh, dược hiệu qua đi, xích lân vã là tia sáng yếu ớt, không có sáng bóng như thường ngày, thân thể mặc dù đã khôi phục hơn rất nhiều, nhưng không có mượt mà như trước đó. Một giọt không đủ. Khương Phàm cảm thấy kỳ quái. Hiệu quả của sinh mệnh cam lộ hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, làm sao có thể không giúp Tô Lăng tỉnh lại được. Nàng không phải người. Đan Hoàng đột nhiên tới một câu, có ý gì? Nàng hẳn là yêu, nàng là yêu thú hóa thành hình người, mà không phải con người hóa thành yêu thể. Làm sao mà ngài biết được? Khương Phàm đứng dậy, một lần nữa đánh giá cự mãng cực lớn đến nỗi nhìn thấy mà giật mình trước mặt. Bắt đầu từ linh nguyên cảnh, thú linh văn sẽ thôi hóa cơ thể, dần dần biến thành yêu thể, nhưng đây chỉ là kết quả diễn biến, không phải biến thành yêu thú thật sự. Cho nên yêu thú sau linh nguyên cảnh nói cho cùng chỉ là thân người hình thú. Trừ phi có tình huống cực kỳ đặc thù, thân người hình thú có thể đạt tới mười mấy mét đã coi như là cực hạn, nếu không trái tim, huyết khí thậm chí là linh hồn đều không thể phù hợp với thân hình khổng lồ. Đến linh hồn cảnh, thú nguyên bắt đầu giao hòa cùng linh hồn, để linh hồn biến thành thú hồn, cũng sẽ gây nên thay đổi máu thịt. Trong thời gian này, biến thành yêu thú mới có thể càng lớn, càng tiếp cận với bản thể yêu thú. Sinh tử cảnh, tương đương với biến đổi chân chính. Nếu như thất bại, thú linh văn sẽ biến mất, thân thể đánh mất ý thức, triệt để biến thành yêu thú. Nếu như thành công, thì có thể tự do chuyển hóa giữa con người cùng yêu thú với nhau, mà thân người chiếm chủ đạo. Tô Lăng này vậy mà có thể liền hóa thân cự mãng trăm mét sau linh nguyên cảnh, rất không thể tưởng tượng nổi. Trước đó đã có nghi ngờ, nhưng không bài trừ là có tình huống đặc biệt. Nhưng bây giờ, ta có thể kết luận. Nàng chính là yêu thú. Từ chỗ nào kết luận? Chỉ có yêu thú thật sự mới cần khí tức sinh mệnh khổng lồ như vậy đến khôi phục. Nếu như là con người diễn biến hình thú, một giọt đủ để cho nàng khôi phục đỉnh phong. Nàng là yêu thú. Khương Phàm kinh ngạc, yêu thú có thể hóa thân hình người. Tuyệt đối là huyết mạch vô cùng đặc biệt. Lại cho nàng thêm một giọt đi, ta chỗ này còn có rất nhiều huyết đan. Khương Phàm cũng dứt khoát lấy ra toàn bộ huyết đan. Rót toàn bộ mấy trăm viên vào trong miệng Tô Lăng, sau đó lại nhỏ sinh mệnh cam lộ vào.
sâu trong góc tối của hang động, không gian nổi lên dao động yếu ớt, Đông Hoàng Như Ảnh cùng Đông Hoàng Như Yên đang trốn ở nơi đó, an tĩnh nhìn tình cảnh trong động. Con cự mãng này là Khương Phàm bắt sao? Chẳng lẽ muốn hàng phục? Tỷ tỷ, hắn đang lầm bầm nói thầm cái gì vậy? Đông Hoàng Như Yên nhỏ giọng nói nhỏ, đừng nói chuyện. Đông Hoàng Như Ảnh dùng ánh mắt nhắc nhở nàng, không sao đâu, còn cách không gian bình chướng đây. Đông Hoàng Như Yên đột nhiên ngậm miệng, bởi vì Khương Phàm ở trong động lại nhìn sang. Khương Phàm đưa sinh mệnh cam lộ về phía sau, bỗng nhiên có chút cảnh giác, giống như có thứ gì đang ngó chừng hắn. Đông Hoàng Như Ảnh huy động hai tay, tinh diệu khống chế không gian xung quanh, cảnh giác trước mặt Khương Phàm. Đông Hoàng Như Yên khẩn trương lên, gia hỏa này tính cảnh giác mạnh như vậy sao? Khương Phàm nhìn chằm chằm trong bóng đen một lát, toàn thân dâng lên liệt diễm, ngưng tụ thành hỏa vũ, đánh về các ngõ ngách trong động sâu, tất cả chỗ tối tăm đều được chiếu sáng. Sơn động khổng lồ, giá lạnh ẩm ướt, không có bất kỳ vết tích sinh mệnh nào. Hẳn là trước đó có cự thú nào đó sống qua ở chỗ này, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó nên đã chết rồi, nơi này liền trống không. Khương Phàm nhìn xung quanh một lần nữa, sau khi xác định không có nguy hiểm mới buông lỏng cảnh giác. Đông Hoàng Như Yên nhếch miệng, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Hứa Đan lần theo chỉ dẫn của Ngọc Bàn tìm được Hứa Như Lai, những người khác thì sao, làm sao chỉ còn lại ba người các ngươi rồi. Các ngươi thế nào? Tộc nhân khác đều cảm thấy rất kỳ quái. Hứa Như Lai coi như bình thường, Hứa Cảnh Sơn và Hứa Tổng Nhiên lại gầy đi 5-3 vòng, đều thoát lực, mặt mũi đầy tiều tụy, tinh thần uể oải, thậm chí còn có cả tóc trắng. Mấy ngày không gặp, giống như đã già hơn rất nhiều. Hứa Như Lai ngồi ở bên trên tảng đá, âm thanh trầm thấp, chúng ta phát hiện Khương Phàm, mời đàn sói gần đó đi qua vây bắt. Thế nhưng cái gì? Hứa Đan chú ý tới Tử Lân Cự Lang cảm xúc táo bạo trong cánh rừng phía trước kia, hẳn là sói đầu đàn cao giai linh hồn cảnh. Đàn sói của nó đâu? Làm sao lại chỉ còn mấy con? Khương Phàm đột nhiên từ không trung giết xuống tới, phạm vi 3-4 ngàn mét núi rừng lật đổ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều bị chôn xuống dưới. Chỉ có hai người bọn họ bò lên, nhưng, ngươi xem dáng vẻ bọn hắn, Hứa Như Lai còn sợ hãi trong lòng, nếu như không phải lúc ấy cẩn thận, quả quyết bắt đầu dùng vũ khí không gian, chỉ sợ mình đã biến thành xương khô. Chết hết. Sắc mặt mọi người đại biến, hít vào từng ngụm khí lạnh. Chết hết, hơn 80 con Tử Lân Cự Lang, chỉ còn 6 con. Hứa Như Lai đau đớn nhắm mắt lại, không nguyện ý nhớ lại tình cảnh lúc ấy. 3-4 ngàn mét đột nhiên sụp đổ, ngoại trừ Lục Trọng Thiên, những người khác đều chết hết. Nói rõ cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đừng giấu giếm. Sắc mặt Hứa Đan rất khó coi, thực sự không thể tin được. Khương Phàm dù có âm hiểm xảo trá thế nào, lại hung ác hiếu chiến thế nào, cuối cùng hắn vẫn chỉ là linh hồn cảnh tam trọng thiên, làm sao có thể hại chết tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lại còn là toàn bộ. Ta không cần thiết phải lừa ngươi. Vậy làm sao có khả năng? Mặc kệ ngươi tin hay không, nó đều đã xảy ra. Hứa Cảnh Sơn, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tên nam tử hùng tráng hỏi Hứa Cảnh Sơn. Hắn là người mạnh nhất trong đội ngũ của Hứa Đan, Hứa Vĩnh Xuân. Linh hồn cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, lục phẩm mộc hệ linh văn. Hứa Cảnh Sơn mệt mỏi lắc đầu. Ta không biết. Sao có thể không biết? Lúc ấy sau khi Khương Phàm từ trên trời lao xuống, ta rất nhanh đã khốn trụ được hắn. Nhưng, quá đột nhiên, ta đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì liền bị chôn. Hứa Tổng Nhiên. Hứa Vĩnh Xuân nhìn về phía Hứa Tổng Nhiên đang mệt mỏi. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hứa Tổng Nhiên bất lực lắc đầu. Làm sao có thể không biết, đều suy nghĩ kỹ một chút cho ta. Hứa nghiêm túc quát tháo. Chết như thế nào cũng không biết. Thật uất ức thay bọn hắn. Hứa Như Lai nói. Thật sự chúng ta không biết cái gì cả, nhưng ta có điều nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì? Khương Phàm cố ý dẫn chúng ta đến đây, cũng khẳng định đã sớm làm xong bố trí. Không cần nói nhảm. Hứa Đan, chú ý thái độ của ngươi. Ta còn cần chú ý thái độ. Ngươi phụ trách dẫn đội, lại tổn thất nhiều người như vậy, coi như ngươi còn sống trở lại Kim Thành, cũng sẽ phải bị nghiêm trị. Không muốn trong tộc cưỡng ép an bài Thánh Phật Triệt để thôn phệ ngươi, tốt nhất ngươi nên lập công chuộc tội, bắt sống Khương Phàm. Hứa Đan dùng ngôn từ kịch liệt, không có để lại cho Hứa Như Lai bất cứ chút mặt mũi gì. Hứa Như Lai tức giận, lại yên lặng đè lại.
Bởi vì trách nhiệm đúng là ở hắn, mà Hứa Đan lại có được kính tượng linh văn, còn là đại thừa thánh văn, địa vị trong tộc gần với Hứa Thiên Kỳ, chờ biến đổi đến chí tôn thánh văn, tương lai nàng chính là thống lĩnh. Nói tiếp, Hứa Đan không chỉ có địa vị cao, càng là phe phái khác biệt với Hứa Như Lai, nàng không cần thiết phải khách khí với hắn. Hứa Như Lai nghiêm mặt trầm mặc một lát, mới nói. Ta hoài nghi Khương Phàm bày ra pháp trận gì ở nơi đó. Pháp trận. Ta suy đoán là pháp trận. Vì sao Khương Phàm cứ khăng khăng đến luân hồi bí cảnh, nghe bọn người Nam Cung Cẩm Thành nói, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó ở khắp nơi. Ta nghi ngờ là một loại linh thảo hay vật liệu nào đó có được lực lượng luân hồi, loại vật này vừa vặn có thể khởi động pháp trận của hắn, hủy diệt núi sông, cướp đoạt sinh mệnh. Đám người chăm chú suy tính một lát, lại cùng nhau gật đầu, giống như có chút đạo lý. Hứa Như Lai nói, nếu thật là pháp trận, kỳ thật chúng ta không có nhiều như vậy lo lắng. Pháp trận cần đầy đủ thời gian đi bố trí, cũng cần số lượng lớn linh bảo làm năng lượng, chỉ cần chúng ta giết được Khương Phàm khi hắn không có chút chuẩn bị nào, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay chờ bị bắt. Mọi người thấy bộ dáng của bọn người Hứa Cảnh Sơn, có chút lo lắng. Nếu như là pháp trận, xác thực dễ giải quyết, nếu thật là vũ khí nào đó thì sao? Nhưng, Khương Phàm thiết kế tàn sát nhiều người của bọn hắn như vậy, bọn hắn tuyệt đối không có lý do gì để từ bỏ đuổi bắt. Hứa Đan sau khi chăm chú cân nhắc, nói. Lại điều động hai nhóm đàn sói gần đó, liên hợp lùng bắt Khương Phàm. Chú ý giữ một khoảng cách, duy trì khoảng cách vạn mét. Trong động sâu, sau khi Tô Lăng ăn vào huyết đan cùng sinh mệnh cam lộ, tình huống dần dần ổn định. Khương Phàm thở phào, ngồi ở bên cạnh minh tưởng. Uy lực của Sơn Hà Đại Táng xác thực khủng bố, vậy mà lại có thể quét sạch 3-4 ngàn mét, tương đương với thế công cường hãn của linh hồn cảnh lục trọng thiên. Hôm nay lại là lần đầu nếm thử, tương lai khẳng định uy lực sẽ càng mạnh. Nhưng, loại pháp chỉ này giống như là cấm thuật có cái tai hại, cũng không cách nào khống chế được. Bây giờ chỉ là mấy ngàn mét, nếu như tương lai đạt tới mấy vạn mét, thậm chí càng lớn hơn, một khi dẫn bạo, chẳng phải là các bằng hữu của hắn đều vùi vào sao. Tựa như Tô Lăng như thế này. Có thể nghĩ biện pháp khống chế hay không? Ví dụ như, phạm vi khống chế. Nhưng thứ hắn mượn dùng chính là uy lực Sơn Hà, phạm vi càng lớn, uy lực càng khủng bố hơn. Nếu như rút nhỏ phạm vi, uy lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lại ví dụ như, có thể trực tiếp dẫn xuất năng lượng thần bí từ sâu trong lòng đất kia hay không? Như thế thì sẽ không cần hủy diệt Sơn Hà, mà có thể tiến hành khống chế. Khương Phàm yên lặng cảm ngộ đại địa, ý thức lần nữa trầm luân đến bên trong không gian thần bí. Không gian vặn vẹo, mênh mông, vô biên. Khoáng mạch chập trùng trong đại địa, giống như cự long quay quanh, mạch nước ngầm lao nhanh như ẩn như hiện. Các loại năng lượng kỳ diệu phiêu đãng, tỏa ra ở trong không gian. Cho dù đã đi đến đây được 2 lần rồi thế nhưng Khương Phàm vẫn có một sự rung động thật sâu. Nhìn xung quanh nơi này, lại có cảm giác thần linh quan sát dân chúng, nhìn trộm thế giới ảo diệu thần kỳ. Khương Phàm nhìn qua chùm sáng thần bí cuồn cuộn nơi xa, nơi đó đã có khí thế vô cùng mênh mông, lại có pháp ngôn nặng nề. Còn có sinh mệnh dao động thần kỳ hay không? Sơn Hà đại địa, tượng trưng cho sinh mệnh vô hạn, cũng tượng trưng cho khả năng vô hạn. Sơn Hà đại táng, cũng không chỉ là mai táng, cũng không chỉ là hủy diệt. Nếu ta có thể lấy pháp chỉ thỉnh nguyện vạn dặm Sơn Hà, mai táng vạn vật, cũng hẳn là có thể lấy pháp chỉ pháp lệnh núi cao, sông lớn thay đổi tuyến đường. Ta lấy Sơn Hà là phụ mẫu, liền có thể hóa thân thành Sơn Hà. Tai nạn, hủy diệt, sinh mệnh, thai nghén. Hết thảy không thể làm gì, hết thảy lại đều có thể khống chế. Khương Phàm khẽ nói, yên lặng cảm ngộ. Chùm sáng thần bí phiêu đãng ở phía xa, an tĩnh, bình thản, ấm áp, giống như đang ngắm nhìn Khương Phàm, ngắm nhìn hài tử của mình. Không biết qua bao lâu, giọng Đan Hoàng đột nhiên truyền vào trong ý thức, người tỉnh lại trước, hình như chúng ta gặp phiền toái. Bị phát hiện rồi. Khương Phàm lập tức bừng tỉnh, người nhìn Tô Lăng. Giọng Đan Hoàng rất nhẹ. Hả? Khương Phàm quay đầu nhìn sang, thể hiện lập tức trở nên đặc sắc. Tô Lăng thân thể cao lớn đang quái dị giãy giụa, con mắt nửa mở, ánh mắt hiện ra ánh sáng mê ly. Toàn thân nàng cuồn cuộn yêu khí, dần dần biến trở về hình người. Xinh xắn lanh lợi, uyển chuyển thon dài. Vảy dày đặc bao trùm lấy toàn thân, so với dáng vẻ không mặc thì lại càng mê người. Bên trong hơi thở của nàng phát ra thanh âm quái dị, thân thể uốn éo, khẽ nhếch môi. Hai chân mất tự nhiên khép lại.
Sau đó, yêu khí lần nữa cuồn cuộn, dần dần lại biến thân thành cự mãng khổng lồ. Đông Hoàng Như Ảnh cùng Đông Hoàng Như Yên đứng ở rong góc cũng cảm thấy kỳ quái mà nhìn cự mãng kia. Nó có thể hóa thân thành hình người. Chẳng lẽ là linh văn? Nhưng khí tức là linh hồn cảnh sơ kỳ, làm sao có thể diễn biến thành yêu thể trăm mét? Nàng làm sao thế? Đông Hoàng Như Yên dùng ánh mắt hỏi thăm tỷ tỷ. Đông Hoàng Như Ảnh chậm rãi lắc đầu, cảm giác tình huống của cự mãng có chút quái dị. Nàng thế nào? Khương Phàm đứng dậy nhìn Tô Lăng, trong lòng có dự cảm không tốt. Ngươi nhét huyết đan quá liều. Đừng gạt ta, huyết đan còn có hiệu quả này. Ta ăn nhiều như vậy, cũng không có phát qua. Khụ khụ, ngươi nhét vào mấy trăm viên huyết đan, bổ sung đủ lượng huyết khí, sinh mệnh cam lộ lại xen lẫn trong bên trong, không có bị tiêu hao hết, cho nên. Kích thích, phát dục, rồi. Khương Phàm gian nan mở miệng. Căn cứ trước mắt tình huống đến xem, hình như, chuyện là như vậy, chuyện này phải xử lý thế nào? Mặt mũi Khương Phàm tràn đầy xấu hổ, là người đã tự mình trải qua, tương đương đã hiểu mùi vị đó. Ngươi cho ăn thuốc, chính ngươi giải quyết. Sư phụ, ngài nói lời này coi như có chút không chịu trách nhiệm. Là ngài bảo ta cho ăn sinh mệnh cam lộ, cũng là ngài cam đoan không có vấn đề. Ta không có bảo ngươi cho ăn huyết đan. Lúc ta cho ăn, ngài cũng không có ngăn cản. Ta không nghĩ tới ngươi lại cho ăn nhiều như vậy. Ta, trong lòng Khương Phàm bỗng nhiên lắc một cái, bởi vì Tô Lăng lại một lần nữa biến trở về hình người, đôi mắt mê ly kia có chút mở ra, lại còn nhìn về phía hắn. Tô Lăng có ngũ quan đẹp đẽ, bộ dáng vô cùng xinh đẹp, giờ phút này, ánh mắt nàng nhẹ di chuyển, mê ly, muốn chọc người bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bình thường lạnh lùng như băng, giờ phút này dịu dàng như thế, càng mang đến dụ hoặc dính người. Tô Lăng nhìn Khương Phàm anh tuấn trước mắt, cam lộ trong thân thể giống như là nhận lấy kích thích, đột nhiên mãnh liệt lên, toàn thân nàng khô nóng, trong hơi thở phát ra tiếng ngâm khẽ mê người, đôi môi đỏ hé mở, phun ra lưỡi rắn tinh hồng. Khương Phàm tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, tránh khỏi ánh mắt lửa nóng kia. Đan Hoàng không còn gì để nói, ngươi quay đầu thì nàng nhìn không thấy ngươi rồi à. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian mớm thuốc. Còn muốn cho ăn, sư phụ. Ngài đây là quá mức, ta bảo ngươi mớm thuốc định thần tĩnh khí. À, đúng đúng đúng. Nhanh lên, đừng lề mề, có thể nhét bao nhiêu thì nhét bấy nhiêu, ta thấy nàng có chút không khống chế nổi. Khương Phàm triệu ra bó lớn dược liệu, vọt tới Tô Lăng. Tô Lăng chống thân thể uyển chuyển lên, chủ động ôm lấy Khương Phàm. Tê, nóng quá. Khương Phàm âm thầm nhếch miệng, thân thể này quá nóng. Tô Lăng ngửi được khí thức nồng đậm của hắn. Dược hiệu lần nữa nhận kích phát, toàn thân khô nóng lại khó chịu, nàng dùng sức cuốn lấy Khương Phàm, mở ra môi đỏ liền cắn, tới Khương Phàm. Vóc người này. Khương Phàm hít vào một hơi, không hổ là xà mãng biến thành nữ tử, đường cong hình dáng đúng là không thể bắt bẻ, cảm giác yếu đuối không xương càng kích thích người. Tô Lăng, đắc tội. Khương Phàm cố nén phần kích thích kia, ngăn chặn đầu Tô Lăng, lấy ra dược liệu cứng rắn nhét vào trong miệng nàng. Tô Lăng bị sặc. Đau đớn dẫy giụa, sau đó, mắt dọc có chút ngưng tụ, đột nhiên khôi phục tỉnh táo. Nhịn thêm, rất nhanh sẽ dễ chịu. Khương Phàm cùng Tô Lăng bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tỉnh! Nói đùa cái gì? Tư thế của hai người bây giờ quá kình bạo. Khương Phàm nắm lấy Tô Lăng, đặt ở trên mặt đất. Tô Lăng quấn lấy Khương Phàm, kề sát toàn thân. Mà một bàn tay Khương Phàm còn đang thô lỗ đút thuốc vào trong miệng nàng. Trong miệng vừa mới nói ra câu kia, dễ chịu, rất là hèn mọn. Ngươi đang, làm gì? Miệng Tô Lăng bị nhồi vào dược liệu, thanh âm mơ hồ không rõ. Nàng cảm nhận được toàn thân một lần nữa luồn lên tới sóng nhiệt mãnh liệt, giống với cảm giác quái dị khó chịu kia, con người có chút ngưng tụ, đột nhiên nghĩ đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Ta đang giúp cô tin không? Khương Phàm khóc không ra nước mắt, trong đầu phát ra gào thét khàn giọng, sư phụ. Gọi ta vô dụng, tranh thủ thời gian, nhét đi. Đan Hoàng bất đắc dĩ, hài tử xui xẻo này. Tô Lăng cô nương, ta là có ý tốt. Khương Phàm quyết tâm, một tay bóp lấy cổ Tô Lăng, xoa cằm, khác một tay nắm lấy dược liệu cứng rắn nhét trong miệng nàng. Nhưng, đáy mắt Tô Lăng chợt hiện lên ý lạnh, thân eo vặn vẹo, hai chân đột nhiên đạp hai chân Khương Phàm ra. A, à, dược hiệu lại phát tác. Khương Phàm đang kinh ngạc tư thế dưới thân. Tô Lăng đang chống hai chân hắn ra, trong chốc lát, quỳ gối bạo kích, thẳng đến dưới hông. A! À,
Khương Phàm hét lên đầy thảm thiết, cả người bị hút bay ra ngoài. Nghiệp chướng, Đan Hoàng than nhẹ. Tô Lăng sôi trào yêu khí, lay động mãnh liệt, hóa thân thành cự mãng trăm mét, phát ra tiếng gào thét nóng nảy. Long, ầm ầm, mặt đất sụt lún, vết nứt lan tràn, một con cự mãng tráng kiện thân mang lân đỏ rít gào đụng đi ra. Cô nghe ta giải thích. Khương Phàm nhào vào trên mặt đất, chật vật đứng lên nhanh chân phóng tới, chỉ là phía dưới máu me đầm đìa, quá đau. Xích luyện cự mãng sôi trào yêu khí thảm liệt, vọt tới giống như điên. Lân đỏ phát sáng, mảng lớn rời khỏi, khuấy động sóng nhiệt kinh khủng, tiến lên bạo kích Khương Phàm. Lân đỏ cứng rắn lại nóng hổi, oanh kích mặt đất, nổ lên hố sâu, cây cối, tảng đá đều bị vô tình đánh xuyên. Phía trước là một tòa núi cao, bị lân đỏ bao phủ, thủng trăm ngàn lỗ. Cô trúng độc, ta đang cho cô cho ăn thuốc giải. Khương Phàm chật vật chạy trốn, la to, tê. Cự mãng lân đỏ vặn vẹo thân hình khổng lồ, phá hủy cánh rừng, va chạm đại sơn, nổi điên đánh giết Khương Phàm. Chết tiệt, ta không có đói khát như vậy. Khương Phàm đột nhiên phóng tới không trung, nhấc lên liệt diễm, muốn oanh kích Tô Lăng. Chỉ cần trọng thương nàng liền có thể để nàng tạm thời tỉnh táo, cũng có thể thông qua chữa trị thân thể triệt tiêu dược hiệu của sinh mệnh cam lộ. Ngươi còn muốn giết ta diệt khẩu. Tô Lăng gào lớn, toàn thân nhúc nhích lưu quang quái dị, một nguồn khí tức kinh khủng thôn nạp thiên địa phun trào ra, cuốn về phía Khương Phàm. Ta! Khương Phàm kịp thời thu tay lại, nhanh chóng chạy trốn. Tê! Tô Lăng bạo tẩu, thân thể cao lớn xung kích dễ như trở bàn tay, túc điểu kinh bay, mãnh thú trong dãy núi cũng hồi hộp. Ánh mắt của nàng tràn ngập tơ máu, tức giận không kiềm chế được. Hỗn đản này trước đó suýt chút nữa mai táng nàng, bây giờ thừa dịp nàng không tỉnh táo còn muốn khinh bạc nàng. May mắn bị đánh thức, nếu không hậu quả khó mà lường được. Xuất sinh, hỗn đản, thánh địa làm sao lại có được một tên bại hoại cặn bã như thế? Khương Phàm không ngừng quay đầu nhìn quanh, chật vật lại sốt ruột. Người của Chí Tôn Kim Thành rất có thể ở gần đó, nếu như lại náo như thế, lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. T. Tô Lăng quấn lên cao phong trước mặt, thân thể trăm mét dùng sức quấn chặt, ngọn núi vỡ nát, đá vụn loạn tung tóe. Nàng ngẩng đầu lên, mở to miệng ra phóng xuất khí tức thôn vệ cường đại. Ngàn mét rừng rậm lắc lư kịch liệt, ngay cả tầng mây đều đang rơi xuống, không gian càng giống như đại mạc chập trùng kịch liệt. Trong thời gian ngắn, nhiều loại năng lượng bị gom lại trong mồm nàng, cũng không có chôn vùi, cũng không có luyện hóa, mà là hoàn chỉnh hiện ra nó lực lượng nguyên thủy. Giống như một vùng trời nhỏ này đều bị áp xúc cùng một chỗ. Khương Phàm quay đầu nhìn quanh, một khắc này, toàn thân Tô Lăng đều đã phát ra ánh sáng, quả cầu năng lượng bạo kích trong nháy mắt. Bởi vì hấp thu lực lượng không gian bầu trời, tốc độ của nó đã đạt tới cực hạn, phảng phất vượt qua không gian, trong nháy mắt vượt ngang hơn 10 dặm. Truyền thừa huyết mạch nhanh nhẹn dũng mãnh, nương theo uy thế kinh khủng. Ầm ầm, năng lượng áp xúc được phóng thích, cứ như thiên địa hỏa loạn, dẫn phát bạo tạc kinh khủng. Lực lượng thôn phệ thật mạnh. Gương mặt Khương Phàm có phản ứng, kích hoạt áo giáp, ngạnh kháng bạo tạc. Uy lực bạo tạc tuyệt luân, cánh rừng bị chôn vùi, núi đá bị vỡ nát, càng dung chuyển không gian, Khương Phàm hất ra hơn 10 dặm. Cảnh giới của Khương Phàm cao, thân thể cứng rắn, không có bị thương, hắn thuận thế bay lên, nhanh chóng chạy trốn. Tô Lăng giận dữ, thân thể cao lớn bỗng nhiên cuốn một cái, vỡ nát cả đỉnh núi kia. Vọt ra ngoài như bay, đuổi bắt Khương Phàm trong cánh rừng hỗn loạn. Đó là, Tô Lăng. Bên trên một ngọn núi cao ở xa xa, một đám nam nữ tử bị hỗn loạn hấp dẫn sự chú ý. Áo bào màu tím, biểu hiện ra thân phận tôn quý của bọn hắn, Phạm Thiên Thư Viện. Là Tô Lăng, đi qua nhìn một chút. Nữ tử cầm đầu mang theo mạng che mặt màu tím, chân đạp mây mù, đi lên nghênh đón. Ai dám trêu chọc người của đại diễn thánh địa? Các học viên khác kích phát linh văn, toàn bộ đều đuổi theo. Tô Lăng, cô bình tĩnh một chút, nếu tiếp tục náo loạn Chí Tôn Kim Thành sẽ đến đây mất. Ta không có hỗn đản như cô nghĩ đến vậy, ta thật sự là vì cứu cô. Cô không có cảm giác thân thể cô có vấn đề sao? Ta là đang cho cô cho ăn thuốc định thần tĩnh khí. Khương Phàm chạy trốn giữa khu rừng, lớn tiếng giải thích, hy vọng Tô Lăng có thể tỉnh táo lại. Nhưng Tô Lăng càng ngày càng táo bạo. Rít gào đuổi bắt hắn, phá hủy mảnh rừng, núi lớn, nhấc lên cự thạch cực to. Hai mắt đỏ lên, lân phiến toàn thân đều đang run rẩy. Đáng chết, Tô Lăng, đắc tội.
Khương Phàm lần nữa dừng lại, sắc mặt hung ác, nhấc lên liệt diễm muốn phóng tới không trung. Dừng tay, ngươi biết người ngươi đang đối mặt chính là ai không? Nơi xa truyền đến quát lạnh. Chí Tôn Kim Thành. Khương Phàm lập tức quay đầu, lại nhìn thấy thiếu nữ mặc áo tím. Xa xa, trong cánh rừng cũng liên tiếp dâng lên số lượng lớn người mặc áo tím, có nam có nữ, nổi giận đùng đùng, lớn tiếng quát tháo. Phạm Thiên Thư Viện. Khương Phàm thở phào, tiếp tục xông về phía Tô Lăng. Không thể do dự nữa, nhất định phải khống chế Tô Lăng lại. Lãnh Tuyền, giết hỗn đản này. Tô Lăng rít gào, toàn thân dâng lên ánh sáng đỏ hồng, hỏa diễm mãnh liệt, ngưng tụ thành vô số vảy đao, giống như gió bão cuốn qua giữa không trung, oanh kích Khương Phàm. Khương Phàm đối diện đụng vào, kim viêm bạo động, dữ dội tung bay tất cả hỏa diễm, cường thế xuất hiện ở trước mặt Tô Lăng. Dừng tay, nàng là nữ nhi của đại diễn thánh chủ, người điên rồi sao? Lãnh Tuyền quát, huy động kiếm băng trong tay, bầu trời trong nháy mắt dâng lên mê vụ, bên trong trùng điệp kiếm ảnh, mang tới uy hiếp mãnh liệt. Nhưng, nàng cho rằng lời mình nói có thể trấn trụ người điên kia. Nàng cho rằng chiêu thức của mình có thể hù được người điên kia. Thế nhưng người kia cũng không hề quay đầu lại, sau khi giết tới trước mặt Tô Lăng, toàn thân dâng lên hỏa diễm mãnh liệt, cuốn lên khắp trời cao, hóa thành lít nha lít nhít hỏa vũ, giống như lưỡi kiếm sắc bén tràn ngập đất trời che mất Tô Lăng. Tê! Tô Lăng kêu gào thảm thiết trong liệt diễm. Hỏa vũ đầy trời so với lợi kiếm còn muốn sắc bén hơn, toàn bộ đều đánh vào trên cơ thể khổng lồ của nàng, đâm rách lân giáp, xuyên thủng thịt xương, thân thể trăm mét lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Máu tươi theo ngọn lửa màu vàng óng bay là tả đầy trời. Không! Lãnh Tuyền quá sợ hãi, cuốn lên mê vụ, giết tới. Ở đâu ra dân liều mạng, ngay cả nữ nhi thánh chủ cũng dám giết. Các đệ tử thư viện hít vào từng ngụm khí lạnh, vội vàng phóng thích võ pháp tiến lên. Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ trọng quyền mãnh hổ, cuồng dã đánh vào trên đầu Tô Lăng. Áp chế vượt qua hai trọng thiên để Tô bay lên mà không hề có lực hoàn thủ. M thanh trầm đục, đầu Tô Lăng bỗng nhiên hạ xuống, thân thể cao lớn cũng đều theo nhấc lên rồi rơi xuống. Ầm ầm. Khương Phàm mở thanh đồng tiểu tháp tầng thứ ba ra, sau lưng truyền đến tiếng vang, mê vụ cuồn cuộn, không gian vặn vẹo, hình thành vòng xoáy mãnh liệt. Sâu trong vòng xoáy sương mù phảng phất có được chập trùng núi cao rừng rậm. Tô Lăng rơi xuống thân thể nhận dẫn dắt, phóng lên tận trời, bị cuốn tiến vào bên trong tầng thứ ba. Đừng nhiều chuyện. Khương Phàm cảnh cáo đệ tử Phạm Thiên Thư Viện đang giết tới, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đuổi, mau đuổi theo. Lãnh Tuyền và đám người lo lắng đuổi theo. Mặc dù bên trong luân hồi bí cảnh có rất nhiều dân liều mạng, cũng đều không có chút kính sợ nào đối với bọn hắn, nhưng cực ít có người nào chủ động tập kích bọn họ, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không thì sẽ không tùy tiện phát sinh xung đột. Nam tử này rốt cuộc là ai? Lại còn dám săn giết Tô Lăng? Tô Lăng là nữ nhi của tôn chủ thánh địa Tây Bộ, đủ để đánh đồng cùng một số truyền nhân hoàng tộc. Nhưng, bọn hắn đuổi mấy chục dặm, dần dần đã mất dấu bóng dáng, hung thủ. Có ai nhìn thấy rõ hình dạng của hắn không? Gương mặt Lãnh Tuyền sau mạng che mặt vô cùng nghiêm trọng, nếu đã gặp loại chuyện này, nhất định phải quản đến cùng. Có chút ấn tượng, nhưng không thấy rõ ràng. Các học viên nhao nhao lắc đầu. Lãnh Tuyền phân phó, nói. Tiếp tục tìm kiếm. Chỉ cần đụng phải, chúng ta hẳn là có thể nhận ra. Có học viên nói. Ta thấy thực lực người kia rất mạnh, dám săn giết Tô Lăng, khẳng định là một tên điên, chúng ta coi như tìm được, cũng chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Ta thấy tốt nhất chúng ta nên liên hệ Thi Văn Kiệt, thuận tiện thông báo Chí Tôn Kim Thành. Lãnh Tuyền phân phó ở hai bên. Mấy người các ngươi đi tìm Thi Văn Kiệt, mấy người các ngươi đi thông báo Chí Tôn Kim Thành. Sau khi tìm được, đều đến nơi đây tập hợp. Thuận theo dấu vết ta lưu lại, cùng ta tụ hợp. Lãnh Tuyền sư tỷ, tỷ nhất định phải cẩn thận. Các học viên tách ra hành động. Phải nhanh lên. Lãnh Tuyền lớn tiếng nhắc nhở, sau đó nâng chân đạp mây mù phóng tới không trung. Tên điên kia bắt Tô Lăng làm gì? Chẳng lẽ là xem như yêu thú, muốn giết ăn? Hay là coi trọng sắc đẹp của Tô Lăng, muốn lăng nhục nàng? Đám dân liều mạng đáng chết. Luân hồi bí cảnh nên phong ấn những vết nứt kia. Không thể để cho những kẻ không có chút kính úy nào như thế này tùy ý làm bậy. Tỷ tỷ, mau lên. Đông Hoàng Như Yên kích động thúc giục Đông Hoàng Như Ảnh. Liền biết đi theo Khương Phàm nhất định có thể nhìn thấy trò hay đặc sắc. Tô Lăng, đại diễn thánh địa.
Đông Hoàng Như Ảnh không có bao nhiêu hiểu rõ đối với Thánh Địa Tây Bộ, nhưng từ trong lời nói của vị cô nương tên Lãnh Tuyển kia, nàng đã mơ hồ đoán được chút gì. Khương Phàm liên tiếp thay đổi phương hướng, xông ra rất xa mới tìm được một hẻm núi ẩn nấp, trốn đến đó. Nơi này là không gian của ta, cô không ra được, trước tiên hãy điều trị thương thế. Giọng Khương Phàm truyền tới tầng thứ ba. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Tô Lăng máu me khắp người, xương cốt đều bị đánh xuyên, vô cùng đau đớn. Để nàng cảm thấy kỳ quái là, vết thương lại đang chủ động khép lại, tốc độ còn rất nhanh. Cô biết sinh mệnh cam lộ không? Không biết. Là loại bảo dược có thể chữa trị thương thế, có thể trong thời gian rất ngắn tái tạo xương cốt bị gãy, khôi phục tinh khí thần. Nhưng, nếu như sau khi khôi phục thương thế, sinh mệnh cam lộ không có tiêu hao hết liền sẽ tiếp tục phát huy dược hiệu, Chủ yếu chính là kích thích phát dục, cũng sẽ kích thích chút loại cảm giác này. Giọng Khương Phàm quanh quẩn trong núi rừng mênh mông, nhẫn nại giải thích. Tô Lăng quay quanh thân thể cao lớn trên một cây đại thụ, đánh rắm. Khương Phàm dở khóc dở cười, tiểu nha đầu này thật nhanh nhẹn dũng mãnh. Cô có thể không tin, chờ cô trở lại thánh địa điều tra thêm liền biết. Lúc ấy ta phục kích Chí Tôn Kim Thành, không cẩn thận đã khiến ô bị thương, thương thế của cô rất nặng, chỉ có thể dùng sinh mệnh cam lộ đi điều trị. Nhưng sau khi ô ổn định lại, dược hiệu còn không có tản ra, ta không muốn mọi người khó xử, liền muốn cho cô ăn chút thuốc định thần tĩnh khí. Đánh rắm. Tô Lăng sống chết không tin. Thời điểm tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, hỗn đản này đã từng hạ thuốc cho nhị thúc nàng, khẳng định là đang tái phạm. Ta dùng danh dự của ta xin thề, ta thật không có nghĩ muốn mạo phạm cô. Khương Phàm nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hiểu lầm này, bằng không đợi nàng trở lại đại diễn thánh địa lại ăn nói lung tung, trong sạch của hắn liền xong rồi. Ngươi còn có danh dự. Khương Phàm ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng ta sống rất thẳng thắn, danh dự của ta so với gia hỏa gia vẻ đạo mạo kia tốt hơn nhiều. Phi, chúng ta lui một bước, ta coi như thật có chút ý nghĩ gì, cũng sẽ không xuống tay với cô. Cô là yêu, là đại mãng, ta là người, chúng ta không thể nào. Phi, lui thêm bước nữa, nếu như ta thật sự là loại người này, bây giờ nếu đã bắt lại cô, ta có thể buông tha cô sao? Bây giờ cũng đã bắt đầu. Phi, cô vẫn nên bình tĩnh trước một chút đi. Khương Phàm bất đắc dĩ rút ý thức về, thở dài, nghiệp chướng thật. Tô Lăng cuộn trên đại thụ tráng kiện che trời, tức giận nhìn lên bầu trời, yên lặng đợi rất lâu, xác định Khương Phàm không ở phía sau mới lùi về hình người, thả người nhảy xuống. Độ cao hơn ngàn mét, nàng liên tiếp rơi xuống giữa trạc cây, bước chân phiêu miểu, thân pháp nhẹ nhàng. Nhưng, sau khi nhảy xuống mấy tầng nhánh cây, nàng ngừng lại, khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn trước ngực một chút. Trước đó khéo léo đẹp đẽ, không lớn không nhỏ, thật sự là rất tốt, bất luận là nhảy vọt hay là chạy, đều rất tự nhiên. Bây giờ lại theo thân thể lớn lên biên độ nhảy vọt nổi lên gợn sóng. Lớn, rất lớn. Tô Lăng lung lay thân thể, nổi sóng chập trùng, rất khó chịu, rất không thoải mái. Hỗn đản. Tô Lăng lấy ra bộ y phục, khoác ở trên thân, bắt đầu quan sát mảnh này không gian thần bí. Vô cùng an tĩnh, không có tiếng gió. Không có tiếng nước, cũng không có chút thanh âm động vật. An tĩnh đến nỗi làm người ta hoảng hốt. Khương Phàm rời khỏi hẻm núi, tiếp tục tìm kiếm Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Cấm khu số 5. Nửa ngày sau, Khương Phàm đứng trên một vách núi, quan sát một cái hố to hãm sâu. Hố to rộng 2-30 dặm, nhấc lên tử khí âm trầm, số lượng lớn vong hồn như ẩn như hiện phát ra tiếng hét thê lương. Bên trong tử khí cuồn cuộn có một tảng đá trắng bệch tung bay. Trên đó viết cấm khu số 5. Nơi này hẳn là do Chí Tôn Kim Thành làm tiêu ký đặc biệt. Phàm là đặc biệt vòng đi ra, khẳng định vô cùng nguy hiểm. Khương Phàm do dự một lát, quay người rời khỏi, không có tùy tiện xông vào. Liên tiếp 5 ngày, Khương Phàm đều, lang thang, trong rừng rậm mênh mông, liên tiếp phát hiện hai nơi đặc biệt, nhưng đều không nhìn thấy Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Đây là vùng rừng đá Tô Lăng nói kia sao? Khương Phàm đi ra khỏi rừng cây. Nhìn qua, sơn lâm, kỳ tú phía trước. Mỗi ngọn núi đều thẳng tắp, cao ngất, mọc đầy cỏ cây, giống như từng cây đại thụ tráng kiện mọc thẳng tới trời cao. Nhưng, nơi này lại chiếm cứ số lượng lớn yêu thú loại xà mãng. Rất nhiều tế xà màu xanh lá giống như dây leo treo ở nơi đó, nếu như không nhìn kỹ rất khó chú ý tới. Có một số mãng xà to lớn tráng kiện khổng lồ dài mấy chục mét, quay quanh đỉnh núi, săn bắt mãnh cầm bay qua bầu trời.
trong rất nhiều góc còn có rắn độc ẩn hiện, những nơi bọn chúng đi qua, cỏ cây đều khô héo. Khương Phàm mặc dù không sợ những con rắn này, nhưng từ trong rừng đá đã nhận ra một khí tức nguy hiểm mãnh liệt nào đó. Bên trong, vương quốc xà mãng này, khẳng định có cá thể tồn tại giống như quốc vương. Tô Lăng là cự mãng, có thể tùy ý ra vào, hắn cũng không dám tùy tiện khiêu khích. Khương Phàm lắc đầu, quay người rời khỏi nơi này. Nhưng, khi hắn rời khỏi không lâu, một con thanh xà từ trong cánh rừng gần đó bỏ ra tới tập trung vào hắn, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, ánh mắt giá lạnh. Thanh xà vặn vẹo thân thể phân hóa ra một con thanh xà mới. Chính nó lặng yên không tiếng động đuổi theo Khương Phàm, thanh xà mới biến mất trong cánh rừng. Trong rừng cây hơn 80 dặm bên ngoài. Một nam tử to béo ở trần đang dạo bước trong rừng, nhắm mắt lại, hai tay mở ra, yên lặng cảm nhận được cái gì đó. Ở phía sau, hơn 10 học viên thư viện người khoác áo bào tím kích ra linh văn, cảnh giác rừng rậm nguy hiểm. Lại sau này, bọn người Hứa Đan, Hứa Như Lai, Hứa Vĩnh Xuân an tĩnh đi theo, đang tò mò nhìn nam tử to béo kia. Mà trong rừng rậm gần đó, còn phân tán hơn 100 con tử lân cự lang, phân tán hơn 20 dặm. Bọn chúng thu liễm yêu khí, thả nhẹ lấy bước chân, cẩn thận tìm kiếm rừng rậm, cũng bắt giết mãnh thú gần đó, để tránh gây nên hỗn loạn. Thu, một con kim cương anh vũ gáy to giữa trời, toàn thân lông vũ ngũ sắc, vô cùng xinh đẹp, còn chảy xuôi tia sáng kỳ lạ. Nó xoay quanh một lát trên không trung, chờ một nữ hài lao xuống. Lãnh Tuyền sư tỷ. Các học viên thư viện thấy được nàng bình yên vô sự, đều thở phào. Ta không tìm được hắn, các ngươi có phát hiện được gì không? Lãnh Tuyền nhảy xuống khỏi kim cương anh vũ. Kim cương anh vũ phóng tới nam tử to béo, thân hình nhanh chóng vặn vẹo, dung nhập vào cổ nam tử, biến thành đường vân giống như hình xăm. Còn đang chờ tin tức. Các học viên lắc đầu. Lãnh Tuyền cô nương, hân hạnh, Hứa Đan cưỡi tử lân cự lang tới nghênh đón. Nàng mặc dù chưa thấy qua Lãnh Tuyền, nhưng đối với thiên tài đương thời của thư viện đều có chút hiểu rõ. Lãnh Tuyền này xuất thân rất bình thường, thế nhưng thiên phú lại phi phàm, không chỉ gần như thức tỉnh thánh văn ở trên đại hội chiêu sinh, còn ký kết huyết thư ngay tại chỗ, vĩnh viễn ở lại Phạm Thiên thư viện. Cho nên từ lúc bắt đầu đã nhận được rất nhiều bồi dưỡng, bây giờ thánh văn đã tăng lên tới đại thừa thánh phẩm. Nếu đã tới luân hồi bí cảnh, dựa theo quá trình thư viện, sau khi nàng rời khỏi, hẳn là phải trở về làm đạo sư. Cảm ơn các ngươi có thể đến giúp đỡ. Lãnh Tuyền kinh ngạc nhìn bọn người Hứa Đan, Hứa Như Lai, chỉ là mời giúp chút mà thôi, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Sau khi chú ý tới lít nha lít nhít tử lân cự lang trong rừng cây, gương mặt lần nữa lại có chút phản ứng. Bọn hắn lại còn đều điều đàn sói tới, Chí Tôn Kim Thành quan tâm Tô Lăng như vậy sao? Hẳn là chúng ta nên cảm ơn ngươi. Hứa Như Lai cưỡi tử lân cự lang đi đến phía trước. Một vị học viên nhỏ giọng giải thích cho Lãnh Tuyền. Kẻ bắt Tô Lăng đi tên là Khương Phàm, là địch của Chí Tôn Kim Thành. Tên Khương Phàm kia giết người tàn nhẫn, tà ác điên cuồng, đã sát hại rất nhiều người vô tội của Kim Thành bọn hắn. Giết người của hoàng tộc, hắn, tinh thần hắn có vấn đề gì không? Lãnh Tuyền khó có thể tin, giết người của hoàng tộc đã đủ điên cuồng, lại còn dám giết người của hoàng tộc tại luân hồi bí cảnh này. Giết người của Kim Thành, bắt người của Thánh Địa, hắn khẳng định có vấn đề lớn. Các học viên thư viện đều lắc đầu, dân liều mạng như thế này đừng nói gặp, nghe đều không có nghe qua. Khương Phàm. Lãnh Tuyền bỗng nhiên cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Chính là cái tên Khương Phàm cướp đi Vĩnh Hằng Chi Linh ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn, tàn sát thiên tài hoàng tộc. Hứa Như Lai giới thiệu cho nàng, xong còn bổ sung một câu, hắn là tên điên từ đầu đến đuôi. Giết người vô số, tàn nhẫn khát máu, là dị loại trong thánh địa. Là hắn sao, trách không được. Lãnh Tuyền giật mình. Cái tên điên gây nên oanh động kia vậy mà lại trở lại Tây Bộ, còn làm ra hành động điên cuồng như vậy. Một con thanh xà từ trong rừng cây xông tới, đánh tới ngực nam tử to béo, kịch liệt nhúc nhích, hóa thành hình xăm thanh xà. Đám người tinh thần đại chấn, đều mong đợi nhìn nam tử. Dáng người, ngoại hình, còn có hỏa dực màu vàng. Đều giống như các ngươi miêu tả. Hẳn là hắn, nam tử to béo mở con mắt thâm thúy ra. Mau dẫn đường. Hứa Đan và đám người vui mừng, vậy mà thật tìm được. Nam tử to béo dẫn xuất kim cương anh vũ từ trên cổ, thả người nhảy lên, mang theo đám người đuổi bắt Khương Phàm. Hắn chính là Thi Văn Kiệt, một trong ba vị thánh phẩm thiên tài thư viện phái tới lần này. Hắn có năng lực vô cùng đặc biệt,
thôn vệ linh yêu, hòa vào thân thể, trở thành một bộ phận của chính mình. Thanh xà chính là yêu thú hắn thôn vệ, có thể rời khỏi thân thể, tự do hoạt động. Chờ một sau khi lần nữa hòa tan vào thân thể, cả mọi chuyện thanh xà nhìn thấy tất, đều sẽ tái hiện trong ký ức của hắn. Khương Phàm sau khi lách qua rừng đá, rất nhanh đã đi ra khỏi rừng rậm mênh mông. Phía trước là hoang mạc, mênh mông, từng cơn gió se lạnh. Không có cây cối, cũng không có bụi cỏ. Khương Phàm do dự, nơi như thế này không có chỗ ẩn nấp, nếu như Chí Tôn Kim Thành tìm kiếm ở trên không, sẽ phát hiện hắn rất dễ dàng. Nhưng, hoang mạc bị tầng mây dày đặc bao phủ, lộ ra âm trầm lờ mờ. Có thể lợi dụng tầng mây ẩn giấu tung tích. Khương Phàm hóa thân thành chu tước, xông về trong tầng mây. Tầng mây vô cùng khổng lồ, giống như là đại dương mênh mông chập trùng, lại như dãy núi liên miên, ầm ầm dậy sóng. Khương Phàm xông vào không lâu, con thanh xà kia đã đuổi tới nơi này, cũng theo sát xông vào hoang dã, du tẩu giữa đám đá vụn, tìm kiếm mục tiêu tầng mây. Toái thạch lĩnh ở đâu? Hoang mạc lớn như vậy sao? Chẳng lẽ dưới mặt đất có thứ gì đặc biệt sao? Tính sao đây? Bên trên ngay cả cọng cỏ đều không có. Cũng không nhìn thấy có yêu thú gì. Trên trời giống như cũng không có linh điểu. Khương Phàm bay lên trong mây mù, cảm giác là lạ. Trên trời dưới đất, đều âm u đầy tử khí. Hoang vu, tĩnh mịch. Khương Phàm đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên mây mù phía trước cuồn cuộn, vết nước tinh mịn nhanh chóng lan tràn, quét sạch mấy ngàn thước. A a a. Tiếng thét đầy quái dị, kêu rên thê lương, quanh quẩn trong cái khe, để cho người ta dùng mình. Khương Phàm kinh hồn né tránh, một vết nứt vẫn lan tràn đi qua từ trước mặt hắn. Ánh mắt đang chạm đến vết nứt, một khắc này, hắn thấy được bóng tối vô tận, thấy được vong hồn dãy giụa, còn giống như có vong hồn đang vặn vẹo mong rằng về phía nơi này, cùng đụng phải ánh mắt của hắn. Vết nứt xuất hiện rất đột nhiên, cũng biến mất rất sạch sẽ. Đảo mắt liền không còn vết tích đâu nữa. Nhưng đây không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Nhận ảnh hưởng của vết nứt này, trong chớp mắt, mây mù mênh mông vô tận toàn diện bạo động, quét sạch mấy trăm dặm, giống như cả mảnh trời đều bị cự lang bao phủ. Lít nha lít nhít vết nứt giống như là lôi đình vô biên, xé rách mây mù, trải rộng giữa trời. A a a a. Những tiếng thét thê lương chói tai, quỷ tiếng nói tà ác, vang vọng đất trời. Phạm vi khổng lồ mang đến thanh thế kinh khủng, phảng phất cả phiến thiên địa cùng cửu u thâm không hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Số lượng lớn vết nứt thậm chí còn phá tan mây mù, kéo dài đến hoang mạc, mang đến tử khí tà ác thảm liệt. Khương Phàm nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị số lượng lớn vết nứt trùng kích thân thể, suýt chút nữa kéo hắn đi vào trong. Ầm ầm, không trung cuồn cuộn mây mù, hoang dã bao phủ ở bên trong tử khí âm trầm. Nơi này, Khương Phàm chật vật chạy ra khỏi mây mù, rơi xuống bên trong hoang mạc. Mặc dù rất mạo hiểm, nhưng lại làm cho hắn cảm nhận được hưng phấn. Nơi này lại có vết nứt lớn như vậy, chẳng phải là lại càng dễ bay ra thiên kết tuế nguyệt hoa sao? Chính là chỗ này. Khương Phàm duy trì chu tước yêu thể, xoay quanh giữa mây mù cùng hoang mạc, khẩn trương chờ đợi vết nứt xuất hiện lần nữa. Sau 3 giờ, bầu trời xa xa lại xuất hiện vết nứt, kéo ra mấy ngàn mét, ngay sau đó là phản ứng dây chuyền, mây mù vô biên sôi trào toàn diện, dày đặc vết nứt giống như là lôi đình, bao phủ cả phiến thiên địa. Hoang mạc hoang vu bị tử khí bao phủ, sát khí oán niệm vô tận cuồn cuộn như thủy triều. Khương Phàm mạo hiểm tránh né, liều mạng chạy trốn, chật vật không chịu nổi, tuy nhiên con mắt sắc bén lại sáng tỏ, cố gắng tìm kiếm vết tích thiên kết tuế nguyệt hoa. Bởi vì phạm vi hoang mạc quá lớn, đành phải tung hoành vài trăm dặm, Khương Phàm không thể không du đãng khắp nơi, cố gắng đụng vận khí. Giữ vững cảnh giác, không được bị vết nứt kéo đi. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm, nhưng không bảo hắn rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nếu quả thật muốn tìm vận may, không thể nghi ngờ được, mảnh hoang dã này chính là địa điểm tốt nhất. Thanh xà của ta chết rồi. Thi Văn Kiệt cưỡi Kim Cương Anh Vũ đuổi tới biên giới hoang dã, nhìn qua mảnh đất trời hoang vu tĩnh mịch, sắc mặt nghiêm túc lên. Khương Phàm tiến vào hoang dã. Nụ cười hưng phấn trên mặt bọn người Hứa Đan dần dần đọng lại, nơi này là một trong những cấm địa của luân hồi bí cảnh, cũng là nơi cùng cửu u thâm không va chạm nhất tấp nập nhất. Mỗi ngày vết nứt lan tràn nhiều nhất có thể đạt tới 10 lần, có đôi khi sẽ còn dẫn phát càng những trận bạo động to lớn kinh khủng, vết nứt tráng kiện, ngàn vạn vong hồn giáng lâm. Hắn hẳn là đã tiến vào. Thì Văn Kiệt không cảm nhận được thanh xà của hắn tồn tại,
rất có thể là sau khi đã truy đuổi theo vào hoang dã đã bị vết nứt cuốn vào thâm không. Đuổi theo không? Hứa Như Lai càng tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Khương Phàm vào luân hồi bí cảnh rất có thể là tìm kiếm một vài thứ có liên quan đến luân hồi sinh tử, nếu không hắn không thể nào liều chết xâm nhập hoang mạc được. Hứa Đan nhìn mây mù đột nhiên sôi trào trong hoang mạc, sóng cả mãnh liệt, vết nứt lan tràn, vô cùng tráng quan cũng vô cùng khủng bố. Đi vào nơi này vây bắt chính là liều mạng, mà hoang dã bằng phẳng, mênh mông, bọn hắn hành động với quy mô lớn, rất dễ dàng kinh động tới Khương Phàm. Khương Phàm liền sẽ có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị pháp trận hoặc là vũ khí của hắn. Lãnh Tuyền nói, đề nghị của ta là chúng ta nên chờ một chút. Hoang dã nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng, Khương Phàm không thể nào vĩnh viễn đợi ở trong đó được. Nếu như trong thời gian dài không ra, nói rõ có thể là hắn vĩnh viễn không ra được. Giọng Hứa Tòng Nhiên khàn khàn. Nếu như hắn đi ra thì sẽ đi ra từ chỗ nào? Hoang dã rộng mấy trăm dặm, chúng ta vây ở đâu? Nếu như bỏ lỡ, Khương Phàm tựa như cá bơi vào biển, tiến vào vạn dặm rừng rậm, còn muốn tìm hắn thì thật sự rất khó khăn. Hứa Đan nhìn về phía Thi Văn Kiệt ở bên trên Kim Cương Anh Vũ. Ngươi cho toàn bộ của yêu thú tràn ra đi, tận khả năng ở cùng Khương Phàm, chỉ cần cuối cùng có thể vây quanh hắn, ta có thể đưa ngươi một lần cơ duyên. Cơ duyên gì? Tử Lân Cự Lang bán huyết trở lên. Cái gì? Đám người Hứa Như Lai đồng loạt nhìn về phía Hứa Đan. Tử Lân Cự Lang là thú nhà chuyên môn của Chí Tôn Kim Thành bọn hắn, đã thành tiêu chí của bọn hắn. Tử Lân Cự Lang bình thường nhất sau khi thành niên đều có thể so với linh nguyên cảnh, đạt tới bán huyết tương đương với thánh phẩm. Mà huyết mạch của Tử Lân Cự Lang vô cùng khó bồi dưỡng, cho nên quanh năm nuôi nhốt trong luân hồi bí cảnh hấp thu linh khí, gặm nhấm linh quả. Sau khi biến đổi đến bán huyết, lập tức đưa ra khỏi luân hồi bí cảnh, trấn thủ Chí Tôn Kim Thành. Cho dù như thế này, số lượng Tử Lân Cự Lang đạt tới bán huyết vẫn có hạn, mà từ bán huyết đi lên, càng là quý giá. Ngươi có thể làm chủ. Đáy mắt Thi Văn Kiệt lấp lóe sáng rực. Hắn có thể dung hợp yêu thú, hấp thu lực lượng mạnh nhất của bọn chúng, càng có thể diễn biến thành bọn chúng. Tử Lân Cự Lang là yêu thú cường đại có được huyết mạch thánh thú, nếu như có thể dung hợp, đối với hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Gia chủ của chúng ta đã hứa hẹn. Thời điểm ta 20 tuổi sẽ cho ta một con Tử Lân Cự Lang bán huyết trở lên, còn 3 tháng nữa ta đã 20 tuổi. Chỉ cần trong tộc cho ta, ta sẽ liền chuyển giao cho ngươi. Tốt, thành giao. Thi Văn Kiệt kích động, nếu như có thể dung hợp Tử Lân Cự Lang, hắn bỏ qua hình xăm toàn thân cũng đáng. Nếu như ngươi thật có thể giúp chúng ta bắt sống Khương Phàm, ta còn có thể hứa hẹn, tập hợp uy lực Kim Thành, giúp ngươi triệt để dung hợp Tử Lân Cự Lang. Hứa Đan tiếp tục đâm kích. Tốt, giao cho ta nhất định giúp các ngươi bắt được tên điên Khương Phàm kia. Thi Văn Kiệt càng kích động, dung hợp cự thú Tử Lân Cự Lang như thế này khẳng định sẽ vô cùng mạo hiểm, làm không tốt còn có thể phế hắn đi. Nếu như có thể có hoàng tộc phối hợp, cơ hội thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Hứa Đan không để ý đến ánh mắt ra hiệu của đám người Hứa Như Lai, cao giọng nói, vậy còn chờ gì, tìm Khương Phàm cho ta. Hừ hừ, Khương Phàm trốn không thoát. Thi Văn Kiệt nhúc nhích kịch liệt thân thể to tròn, liên tiếp hiện ra số lượng lớn văn ấn, từ gương mặt đến cái cổ, từ trước người đến sau lưng, dày đặc có thứ tự, không có lãng phí bất cứ một nơi nào. Bên trong có thanh xà quay quanh, có liệp ưng đen kịt, có độc hạt dữ tợn, có yêu trùng quái dị, còn có tử điêu, ác khuyển, con rết, linh điệp các loại. Theo linh văn nở rộ, tất cả văn ấn toàn bộ thức tỉnh, điên cuồng giãy giụa trong thân thể Thi Văn Kiệt, liên tiếp lao ra. Có bay về phía không trung, còn có tiến vào mặt đất. Thi Văn Kiệt thả ra tất cả linh yêu, thân thể nhanh chóng gầy gò, khô quắt giống như L rễ cây trúc, ngay cả khí tức đều trở nên lộn xộn suy yếu. Hắn ăn vào mấy viên đan dược, ngồi xếp bằng trên Kim Cương Anh Vũ, định thần tĩnh khí, nương tựa theo ý thức cảm nhận được mỗi linh yêu mình thả ra ngoài. Khụ khụ. Hứa Vĩnh Xuân ho nhẹ, dùng ánh mắt ra hiệu Hứa Đan. Thật muốn đưa Tử Lân Cự Lang sao? Mặc dù tộc trưởng đồng ý sẽ cho Hứa Đan, nhưng chung quy vẫn tài sản của Chí Tôn Kim Thành, há có thể cho phép nàng đưa cho người ngoài. Hứa Đan không quan tâm, đối xử lạnh nhạt nhìn qua hoang dã. Hứa Vĩnh Xuân nhíu mày, đang muốn tiến tới nhắc nhở, lại chợt nghĩ thông suốt cái gì đó. Chẳng lẽ là Hứa Đan muốn lung lạc Thi Văn Kiệt? Nếu như Thi Văn Kiệt tiếp nhận Tử Lân Cự Lang, lại có thể dung hợp thành công, thực lực tiềm lực tất nhiên đều sẽ tăng lên nhiều.
xác thực đáng giá cho Chí Tôn Kim Thành mời chào. Cứ như vậy, bọn hắn tương đương với việc không có đưa Tử Lân Cự Lang ra ngoài, còn câu dẫn được một thánh văn cường đại. Chỉ là Thi Văn Kiệt trung quy vẫn là do Phạm Thiên Thư Viện bồi dưỡng, nơi đó sẽ thả người sao? Khương Phàm du đãng tại hoang dã hơn một ngày, trước sau gặp phải 10 lần vết nứt bạo động, bị dày vò chật vật không chịu nổi, còn thương tổn tới linh hồn, nhưng rốt cuộc cũng thấy được phiến toái thạch lĩnh Tô Lăng nói tới kia. Toái thạch lĩnh chập trùng lên xuống, phá thành mảnh nhỏ, còn dựng thẳng một cái bia đá, trên đó viết cấm khu thứ 9. Không gian nơi này vô cùng yếu kém, vết nứt liên tiếp, không giống như nơi khác chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, mà là liên miên bất tuyệt, từ trong mây mù lan tràn xuống tới, một mực kéo dài đến dưới mặt đất. Số lượng lớn vong hồn như ẩn như hiện trong cái khe, có chút còn dãy giụa lao ra. Ở giữa toái thạch lĩnh có một cái hồ máu, nhấc lên huyết khí nồng đậm, rất nhiều vong hồn chiếm cứ ở nơi đó. Sư phụ, đó là Thiên Kết Tuế Nguyệt hoa sao? Ánh mắt Khương Phàm nhìn thấu huyết khí xa xa, chú ý tới hoa trắng thần bí tung bay bên trong hồ máu. Đó là U Minh Thông Linh Hoa, khả năng hấp dẫn vong hồn tụ tập, lắng nghe chấp niệm của bọn chúng khi còn sống, sẽ còn lấy chấp niệm làm thức ăn. Loại hoa này lúc đầu là màu đỏ, về sau lại biến thành màu tím, sau đó là màu đen, cuối cùng lột xác thành màu trắng. Mỗi lần thay đổi màu sắc đều là lấy bể bộn chấp niệm phát sinh biến chất. Nếu như biến thành màu trắng, mang ý nghĩa nó hấp thu mấy trăm vạn chấp niệm, khi số lượng chấp niệm đạt tới ngàn vạn, nó sẽ trở lại màu máu, tuy nhiên khi đó, nó sẽ có được linh hồn của riêng mình, biến thành quỷ vật đáng sợ của U Minh địa ngục. Khương Phàm nghe được thì ngạc nhiên, cũng rung động với sự hiểu sâu biết rộng của Đan Hoàng, thật sự là biết tất cả mọi chuyện. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh. Vết nứt lan tràn, quét sạch mấy ngàn thước, ngay sau đó dẫn bạo toàn bộ mây mù. Mây mù cuồn cuộn, vết nứt vô tận bao phủ hoang dã. Trong đó số lượng lớn vết nứt thậm chí còn hội tụ về toái thạch lĩnh, Khương Phàm kinh hãi hốt hoảng chạy trốn. Những vết nứt này đều quá kinh khủng, không thể không cẩn thận. Nhưng, thời điểm Khương Phàm đang thoát khỏi toái thạch lĩnh, một quang ảnh vặn vẹo bên trong vết nứt bay ra một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Đóa hoa cực lớn như là hoa sen, bị số lượng lớn vong hồn vây quanh, thậm chí khiến cho hoa trắng trong hồ máu phía dưới có chút phản ứng. Hoa trắng chập chờn, cuốn lên huyết khí nồng đậm, đánh thẳng vào vết nứt kia. Giống như là đang xua đuổi, lại như là đang dẫn dắt. Là đó sao? Khương Phàm ngưng tụ ánh mắt. Đúng. Đan Hoàng đáp lại trong chốc lát, Khương Phàm huy động hai cánh, bổ nhào đi qua vết nứt kia. Số lượng lớn vết nứt tùy ý lan tràn, treo đầy thiên địa. Khương Phàm liên tiếp đụng vào 5 cái vết nứt giống như lưỡi dao vô hình, cắt linh hồn Khương Phàm, cảm giác đau đớn thậm chí làm cho toàn thân co rút. À, Khương Phàm đau đớn không chịu nổi, nhưng không có một khắc nào đình chỉ, ngược lại càng lúc càng nhanh, hắn lướt qua toái thạch lĩnh, vọt tới trên hồ máu. Số lượng lớn vong hồn bị kích thích, rít gào lấy xông lại. Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn liệt diễm, đốt cháy vong hồn. Nhưng, vết nứt kia xuất hiện quá đột nhiên, cũng biến mất nhanh chóng, mắt thấy đóa đóa hoa màu đỏ ngòm kia đã phải bay ra rồi, nhưng lại theo xiềng xích biến mất nhanh chóng mà mơ hồ. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm tế lên thanh đồng tiểu tháp, dẫn xuất số lượng lớn xiềng xích từ tầng thứ 2. Xiềng xích hoành không, hắc khí bao quanh, tại lúc vết nứt biến mất, một khắc này, toàn bộ đều vọt vào. Trở lại cho ta. Khương Phàm giống to, ý thức điên cuồng kích thích thanh đồng tiểu tháp. Thanh đồng tiểu tháp nở rộ ánh sáng màu xanh, có chút lay động lại giống như đất rung núi chuyển, đánh rách tả tơi đất trời. Vết nứt đang biến mất vậy mà lại thoáng rõ ràng, thời gian cứ ngắn gọn như vậy, xiềng xích quấn quanh lấy đóa hoa màu đỏ ngòm, mạo hiểm kéo ra ngoài. Tốt! Khương Phàm vui mừng không thôi, hắn lập tức cuốn lấy đóa hoa kéo tới. Đúng vào lúc này, U Minh Thông Linh Hoa bên trong hồ máu đột nhiên nở rộ lên gợn sóng quỷ dị, trùng kích đến Khương Phàm. Đầu Khương Phàm ông ông, trong ý thức rời sông lấp biển, các loại oán niệm thảm liệt điên cuồng chen vào. À! Khương Phàm ôm đầu kêu thảm, phảng phất bị thô lỗ nhét vào đủ loại ký ức, chấp niệm, kích thích linh hồn, để hắn đau đến không muốn sống. U Minh Thông Linh Hoa tiếp tục tỏa ra gợn sóng, bao phủ Khương Phàm. Lít nha lít nhít lũ ác linh bao quanh bay lên không, nhào về phía Khương Phàm. À! Khương Phàm giữ tợn gầm thét. Toàn thân sôi trào lên mãnh liệt thánh viêm, kim quang hừng hực, liệt diễm cuồn cuộn, xua tan ác linh,
hắn cắn răng lấy đi xiềng xích cùng đóa hoa, xông ra khỏi toái thạch lĩnh. Mây mù đầy trời khôi phục lại bình tĩnh, toàn bộ vết nứt dày đặc đều biến mất, hoang dã khôi phục bình tĩnh, nhưng Khương Phàm lại đau đến không muốn sống, hắn ở trong vùng hoang dã kêu gào thảm thiết, đau đớn lăn lộn. Địa ngục thông linh hoa có thể hút chấp niệm vong hồn, cũng có thể phóng thích nguyền rủa của linh hồn. Nhịn xuống đau nhức, nhanh luyện chế đan dược, băng tâm ngọc cốt đan. Nếu không nguyền rủa sẽ lạc ấn đến linh hồn của ngươi, ăn mòn ý thức hải của ngươi. Nếu như nghiêm trọng, ngươi còn có thể bị những chấp niệm kia khống chế, biến thành con rối. Đan Hoàng cũng không nghĩ tới Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa nói xuất hiện liền xuất hiện. Băng tâm ngọc cốt đan phương thuốc là 30 đóa tinh thần lan hoa, 100 gốc hàn băng tiễn thảo, 5 quả tuyết liên tử. Còn có băng linh diễm thảo, 20 cây. Khương Phàm chịu đựng đau nhức kịch liệt, cố gắng nghĩ lại phương thuốc bên trong Đan Hoàng cổ kinh, ném dược liệu tương ứng từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Chỉ là loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, giống như mình đang trải qua nhiều loại bi thảm, đang lặp lại phải chấp niệm của những vong linh kia khi còn sống. Trong thoáng chốc, hắn giống như muốn biến thành đủ loại người khác nhau, linh hồn đều nhận cào xé. Khương Phàm thật vất vả mới tìm được tất cả dược liệu, nhưng vừa bỏ vào trong đỉnh lô, dược liệu liền liên tiếp hóa thành bụi. Lực chú ý không tập trung, ý thức không cách nào khống chế được dược liệu, căn bản không luyện thành đan dược được. Một lần, hai lần. Khương Phàm trước sau thử 5 lần, mới miễn cưỡng luyện ra băng tâm ngọc cốt đan, vội vàng nhét vào trong miệng luyện hóa. Cảm giác mát rượi thấm vào linh hồn, dọn dẹp ấn ký nguyền rủa đáng sợ. Trọn vẹn nửa ngày, Khương Phàm mới từ từ khôi phục lại. Trong lúc đó hai lần vết nứt bạo động đã suýt chút nữa, diệt hắn ở chỗ này. Khương Phàm ngồi dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn U Minh Thông Linh Hoa chập chờn bên trong toái thạch lĩnh. Đan Hoàng nói, bên trong địa ngục có rất nhiều như thế này sinh vật tà ác, cũng có càng nhiều thứ càng kinh khủng hơn, cho nên mới gọi là cấm địa của người sống. Đây thật sự là Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa sao? Khương Phàm lắc lắc đầu, từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra đóa hoa màu đỏ ngòm. Cực to như một đóa sen, nở rộ ánh sáng vô cùng tinh khiết, không có chút khí tức âm tà nào. Cánh hoa dày đặc, vô cùng mỹ lệ, giống như một tác phẩm nghệ thuật được tạo hình tỉ mỉ. Đúng là nó, có Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa, trong đan dược sẽ có khí tức luân hồi. Nếu như Kiều Hình có thể thuận lợi thức tỉnh, thì tương đương với luân hồi trùng sinh. Cứ như vậy, từ linh hồn đến cơ bắp liền sẽ một lần nữa tỏa sáng loại sức sống tân sinh kia. Đan Hoàng cảm thấy rất may mắn, vậy mà thật tìm được Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Bên ngoài địa ngục tìm được một cái, đến địa ngục liền tìm ít đi một cái. Cũng sẽ ít đi một lần nguy hiểm, cũng sẽ ít trì hoãn thêm một thời gian. Tiếp đó, nên bồi Chí Tôn Kim Thành chơi đùa thôi. Khương Phàm đưa Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa tới lồng giam trong sâu nhất tại tầng thứ hai, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái. Đã tìm được bảo dược, không có gì để ràng buộc nữa, sau đó chính là muốn chết. Trước khi chết, hẳn là nên có một trận cuồng hoan. Tử Lân Cự Lang. Khương Phàm nghĩ đến đàn sói bị mai táng ngày đó. Lúc trước, thời điểm tiến vào luân hồi bí cảnh, cung điện sâu trong vết nứt hình như có cự lang trấn thủ như thế. Xem ra hẳn là yêu thú được Chí Tôn Kim Thành nuôi nhốt trong luân hồi bí cảnh. Nếu Hứa Như Lai có thể tùy tiện điều động trên 100 con, khẳng định số lượng đàn sói trong toàn bộ luân hồi bí cảnh là vô cùng kinh người. Đàn sói lại am hiểu cách truy tung cùng vây bắt, nếu như bị mấy trăm con vây quanh, một đợt Sơn Hà Đại Táng cũng không đánh chết, chỉ sợ hắn cũng nguy rồi. Tuy nhiên, Khương Phàm càng nghĩ, cảm giác khó giải quyết nhất vẫn Hứa Đan. Kính tượng linh văn có thể tùy ý cài con đường không gian, có thể ứng phó các sự kiện đột phát rất tốt, còn có thể bắt hắn cuốn tới trong nguy hiểm. Trước tiên phải giải quyết Hứa Đan. Khương Phàm hóa thân thành Chu Tước Yêu Thể, huy động liệt diễm rời khỏi toái thạch lĩnh. Đó là yêu hoa gì? Thân ảnh Đông Hoàng như ảnh hiện ra giữa đất trời mờ tối, nhìn Khương Phàm mặt mũi tràn đầy hưng phấn rời khỏi. Là ta ảo giác sao, hắn giống như đang tìm loại hoa kia. Đông Hoàng như yên theo dõi Khương Phàm vài ngày như vậy, càng rõ ràng cảm giác hắn là đang tìm kiếm cái gì đó, mà lúc vừa rồi còn liều chết cướp đoạt đóa hoa kia, rất có thể chính là mục tiêu. Hẳn là vậy. Đông Hoàng như ảnh lại càng thấy kỳ lạ. Đây chính là mục đích thật sự để Khương Phàm nhấc lên nguy hiểm bị giết tiến đến đây sao? Nếu như hắn đến là muốn tìm đồ, im lặng tiến đến không phải càng tốt sao, tại sao muốn kích thích Chí Tôn Kim Thành như thế? Nói rõ hắn còn có mục đích khác.
Tỷ tỷ, tỷ chú ý không? Hắn thường xuyên nói chuyện một mình. Không phải hắn nói một mình, hắn là đang nói chuyện cùng ai đó. Ai? Ta hoài nghi trong thân thể của hắn còn gì đó ở bên trong. Ý của tỷ là, trong người của hắn cất giấu một loại linh hồn nào đó. Lần này chúng ta đến thật đúng, tiếp tục theo sau, rất có thể sẽ còn có phát hiện càng lớn. Đông Hoàng Như Ảnh càng đuổi theo Khương Phàm, càng cảm giác Khương Phàm có bí mật, lại còn là bí mật rất lớn. Tỷ tỷ, tỷ nhìn nơi đó. Đông Hoàng Như Yên chỉ về mặt đất ở xa xa. Bên trong thổ địa khô nứt liên tiếp chui ra một ít độc hạt, yêu trùng. Bọn chúng quan sát phương hướng Khương Phàm rời khỏi, liên tiếp phân hóa thành hai cái, một lần nữa chui về dưới mặt đất. Đông Hoàng Như Ảnh nói. Người của Chí Tôn Kim Thành hẳn là đã đuổi theo tới. Hi hi, trò hay sắp diễn ra rồi. Tỷ tỷ, nhanh đuổi theo Khương Phàm. Đông Hoàng Như Yên hưng phấn thúc giục. Biên giới hoang dã, Thi Văn Kiệt xung hợp yêu trùng liên tiếp trở về, mở hai mắt ra. Tìm được rồi, ở trong vị trí sâu nhất của hoang dã, tạm thời đi về hướng đông. Khương Phàm hẳn sẽ còn du đãng trong vùng hoang dã một thời gian, không nôn nóng rời khỏi. Chúng ta phải nắm chặt thời gian hắn rời khỏi. Thi Văn Kiệt, khống chế tốt yêu thú của ngươi, để bọn chúng nhìn chằm chằm Khương Phàm, chúng ta cũng tùy thời thay đổi vị trí. Bọn người Hứa Đan lập tức triển khai hành động, vòng quanh biên giới hoang dã. Nhưng, bọn hắn không biết là, Khương Phàm đã tìm được thứ mình muốn, hắn không hề dừng lại một chút nào, sau khi thẳng tắp xông ra khỏi hoang dã mênh mông, rất nhanh đã biến mất ở chân trời. Không chỉ có Thi Văn Kiệt bọn hắn vồ hụt, ngay cả yêu trùng truy đuổi cũng đều không theo kịp tốc độ. Ta còn có Liệp Ưng đang ngó chừng hắn, đuổi theo. Thi Văn Kiệt cưỡi Kim Cương Anh Vũ đuổi bắt, dẫn theo đàn sói phía sau. Đàn sói không còn ẩn nấp, bọn chúng dùng tốc độ cao nhất phóng tới trong rừng rậm, theo sát Thi Văn Kiệt trên bầu trời. Khương Phàm không biết phía sau có kẻ đang đuổi theo, nhưng tính cảnh giác của hắn rất mạnh, nghĩ rằng khả năng sẽ có, cho nên hắn dựa vào ưu thế tốc độ, mừng rỡ bay thẳng hơn 3.000 dặm, lại đột nhiên chuyển phương hướng, lại bay thêm hơn 1.000 dặm. Sau khi xác định không có uy hiếp liền tìm tới vết nứt để ẩn nấp, lấy ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Chúng ta không thể luyện thuốc độc, đây là tôn nghiêm của luyện đan sư. Đan Hoàng nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm. Hắn nhớ kỹ thời điểm Khương Phàm ở La Phù giết tên độc sư đó, bộ độc kinh kia liền ở trong Thanh Đồng tiểu tháp, tiểu tử này đến bây giờ đều không có bỏ được. Ta làm sao có thể luyện độc ngay trước mặt ngài? Sư phụ, Bá Nguyên đan có thể mài thành phấn dùng không? Khương Phàm liếc nhìn Đan Hoàng cổ kinh trong đầu, bây giờ có thể luyện chế đỉnh cấp trong đan dược, Bá Nguyên đan là đặc biệt nhất. Thuộc về đan dược ngũ phẩm, có thể kích thích lên tiềm lực toàn thân trong thời gian rất ngắn, từ huyết khí đến linh hồn, đều đạt tới phấn khởi cực hạn, bộc phát ra thực lực siêu cường, ngay cả tính cách đều sẽ vô cùng nóng nảy. Nghiêm trọng hơn, sẽ còn có thể mất đi lý trí. Nhưng dược hiệu mãnh liệt, tới cũng nhanh, biến mất càng nhanh, mà sau khi dược hiệu kết thúc, toàn thân sẽ hư thoát, buồn ngủ, nghiêm trọng tình hơn là còn có thể khiến cho mạch máu toàn thân bạo liệt. Bá Nguyên Đan, ngươi muốn làm gì? Mài thành phấn, đút cho bọn hắn, để bọn hắn nóng nảy, để bọn hắn phấn khởi, sau đó chờ bọn hắn suy yếu. Ngươi không sợ sau khi bọn họ nóng nảy sẽ xé sống ngươi? Ta chính là đi chịu chết mà. Bây giờ Khương Phàm đã không có ràng buộc, tùy thời làm tốt chuẩn bị để đi chết. Nhưng, lúc nào chết thật? Phải nhìn khả năng của đám người Chí Tôn Kim Thành kia. Đan Hoàng cảm thấy rất bất đắc dĩ, người khác đều muốn sống, gia hỏa này lại ngóng trông chết. Bá Nguyên Đan có thể mài thành phấn, nhưng chỉ sợ sẽ có hương vị quá nồng. Khương Phàm xoay động nhãn châu. Dễ giải quyết. Khương Phàm trốn ở trong sơn cốc, nắm chặt thời gian luyện chế. Dược liệu sung túc, hào hứng lại cao, luyện chế đan dược vô cùng thuận lợi, một viên tiếp lấy một viên bay ra. Thời gian trọn vẹn 3 ngày, Khương Phàm thành công luyện ra 37 viên Bá Nguyên đan. Trong lúc đó chỉ thất bại 2 lần. Thiên tài a thiên tài. Đan Hoàng rung động, đứa nhỏ này bình thường rất ít luyện đan, nhưng mỗi lần luyện đều có thể cam đoan xác suất thành công rất cao. Nếu như toàn bộ tinh lực phóng tới trên luyện đan, rất có khả năng thành tựu sẽ đạt tới trình độ của hắn năm đó, thậm chí còn có khả năng siêu việt hơn. Luyện đan sư siêu việt hơn hắn. Nếu quả thật có thể làm được, hoàng tộc thiên hạ này, thậm chí hoàng đạo, ai không kính sợ, ai không lấy lòng. Đáng tiếc đứa nhỏ này không phải không làm việc đàng hoàng, mà là đi hướng cực đoan. Tô Lăng cô nương, có thể nói nghe chút tình huống của cô hay không?
Khương Phàm ngồi xổm ở trong sơn cốc cẩn thận mài bá nguyên đan, thuận tiện liên lạc với Tô Lăng trong Thanh Đồng tiểu tháp. Thả! Tô Lăng đang ngồi phía trước núi cao, tò mò nhìn huyết văn nhúc nhích trên núi. Cô mấy ngày gần đây sẽ lột xác sao? Thế nào, thân lân đỏ này cản trở ngươi nhìn thân thể ta? Nếu không bây giờ ta liền lột cho ngươi xem đủ. Đừng hiểu lầm, ta không phải lưu manh. Ngươi là biến thái. Thật sự là ta muốn mượn da của cô để sử dụng. Cô mấy ngày nay nếu như không lột xác, vậy da trước đó đâu? Cho ta mượn sử dụng, sau này ta trả lại cô. Cút! Đừng sao động như thế mà. Ta kỳ thật rất thưởng thức cô, sau này nói không chừng chính là người một nhà. Nằm mơ đi. Ta không phải nói hai ta không làm tạp giao. Trong nhà của ta có một con rắn, ngươi cũng đã thấy qua, chính là cái đuôi trường đao kia. Dùng ánh nhìn xà tộc các ngươi, có phải đặc biệt lãnh khốc, đặc biệt anh tuấn, đặc biệt rất nam tử hay không? Có hương vị rắn đực, cô cho ta sử dụng da của cô, ta giới thiệu cô cho hắn. Ngươi có bị bệnh không? Cút! Phối hợp nha! Cút! Nếu cô đã như thế này, ta thật sẽ hạ dược cho cô. Ầm ầm, đại địa lay động, cây rừng đổ, đá vụn bay lên. Khương Phàm cây mạnh mẽ đâm tới trong rừng, phá hủy núi cao, đánh rách tả tơi đại địa, đốt cháy cổ thụ, rất nhanh đã thanh lý ra hơn 10 dặm phế tích. Chỉ để lại sườn đất cao mấy chục mét. Sau đó từ gần đó trong rừng cây lấy ra số lượng lớn hoa dại, sườn đất được tô điểm bằng đủ mọi màu sắc, cũng ở trong phế tích có chút hoa dại cỏ dại, sau đó rắc thuốc bột bá nguyên đan xuống. Sau khi Khương Phàm làm xong, hắn quay người xông vào rừng rậm, săn giết một con cự mãng dài đến 100 mét, lột da kéo về, cầm đao chém thành 10 mấy đoạn, sau đó, mượn, xích lân của Tô Lăng nơi đó lăn lộn đến trên xương cốt rách dưới, ngụy trang thành là bộ dáng cự mãng lân đỏ. Sau khi hết bận, Khương Phàm nằm vật xuống trên sườn núi, phồn hoa cẩm thốc, tìm tư thế dễ chịu nằm xong, nắm lên răng nanh cự mãng đâm xuyên qua bụng. A, à, đau! Khương Phàm cười xấu xa. Nhắm mắt lại giả chết. Mây mù trên bầu trời vặn vẹo chuyển động, tỉ muội đông hoàng như ảnh nhìn chàng diện khoa trương giống như tế phần ở phía dưới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là muốn làm gì? Chí tôn Kim Thành đều muốn đuổi theo tới, người sớm giết chết mình. Nửa ngày sau, mấy tên dân liều mạng đi qua nơi này, kinh ngạc nhìn phế tích bừa bộn. Thật là thê thảm. Con cự mãng này khi còn sống hẳn là có đến hơn 100 mét. Lân phiến thật xinh đẹp. Trên sườn núi có người, bị răng nanh đóng đinh, lưỡng bại câu thương, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, thu thi cốt cự mãng, trở về luyện vũ khí. Bọn hắn đang muốn đi đến phế tích, bên trên sườn đất đột nhiên truyền đến thanh âm, cút ngay. Ai, ai đang nói chuyện? Bọn hắn cảnh giác xung quanh, chẳng lẽ còn có còn sống? Khương Phàm hơi ngẩng đầu. Mắt mù sao, lão tử còn sống, rãnh, ngươi còn sống không lên tiếng. Giả chết sao? Lão tử đang hưởng thụ cảm giác chờ chết, có bệnh, cút, biến thái. Mấy người hậm hực rời khỏi. Sau đó không lâu, vài con man hùng hùng tráng nghe mùi máu tươi chạy tới nơi này, nhưng không đợi đi đến phế tích, Khương Phàm bên trên sườn đất đột nhiên gào lên âm thanh toa lớn. Man hùng kinh hãi, hốt hoảng chạy trốn. Khương Phàm cứ như vậy kiên nhẫn đợi 2 ngày, rốt cuộc cũng nghe được tiếng bước chân dày đặc truyền đến từ sâu trong rừng rậm. Đến rồi. Khương Phàm ngửa mặt rũ cụp đầu, từ ngực nơi đó tiếp thêm chút máu tươi, rót đến trong miệng, lộc cộc một chút, phun ra ngoài, tung tóe đầy mặt. Bộ dáng phải gọi là cực kỳ thê thảm. Ngay ở phía trước, bọn người Hứa Đan đứng ở bên ngoài cách hơn 20 dặm, vừa chờ mong lại có chút khẩn trương. Độc hạt yêu trùng phân tán khắp nơi liên tiếp từ trong rừng cây trở về, dung nhập vào trên thân thể Thi Văn Kiệt, Liệp Ưng cũng từ trên cao trở về, đưa tới hình ảnh chân thực ở phía trước. Ngay ở phía trước, nhưng cái gì? Hứa Đan và đám người siết chặt trong lòng, chẳng lẽ Khương Phàm đang bố trí bẫy ở kia? Hình như Khương Phàm chết rồi. Thi Văn Kiệt thể hiện quái dị, chết rồi. Các ngươi cẩn thận nghe xem, có mùi máu tươi hay không? Tựa như là có. Đi qua nhìn một chút, Thi Văn Kiệt dẫn đầu đi qua, đàn sói tản ra trước, giữ một khoảng cách. Hứa Đan rất cảnh giác. Ra hiệu 150 con tử lân cự lang ở phía sau phân tán ra phía ngoài. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi qua rừng rậm, vô cùng cẩn thận, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bởi vì tên hỗn đản Khương Phàm kia không phải loại lương thiện, nếu hắn điên tới thì thật là hung ác. Bởi vì lúc trước Hứa Như Lai mang đàn sói vây bắt,
trong lúc bất chợt liền bị mai táng, chết lại chết, còn người già đi, bọn hắn lòng còn sợ hãi. Nhưng, khi đi ra rừng rậm, tình cảnh trước mắt để bọn hắn hít vào từng ngụm khí lạnh, chỉ thấy đầy đất bừa bộn, máu tươi nhuộm đỏ đất đá, xương cốt thịt nát, nhìn thấy mà giật mình. Một con cự mãng tráng kiện máu thịt be bét, còn bị chém thành mười mấy đoạn, tản mát trong phế tích. Lân đỏ, chẳng lẽ là Tô Lăng? Tô Lăng chết rồi. Lãnh Tuyền che miệng lại, ánh mắt lắc lư, toàn thân rét run. Hắn thật sự đã giết Tô Lăng. Quá tàn nhẫn, quá điên cuồng. Khương Phàm có thù gì với Tô Lăng? Chẳng lẽ là chuyện ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn? Tô Lăng muốn báo thù Khương Phàm, kết quả đánh nhau. Người của Chí Tôn Kim Thành đều khó mà được tin, đều là người của Thánh Địa, làm sao lại náo thành như thế này? Tên điên Khương Phàm kia đúng là làm việc thật không cố kỵ gì cả. Các ngươi nhìn trên núi, đó là Khương Phàm sao? Hắn, đã chết thật rồi. Con mắt chừng thật khủng bố. Chết không nhắm mắt, khi bọn hắn nhìn thấy người trên dốc núi, vẻ mặt lập tức đặc sắc. Hỗn đản này chết rồi. Sao hắn có thể chết? Hắn là võ hầu. Hứa Vĩnh Xuân nhắc đến võ hầu liền tranh thủ im lặng, nhưng thực sự khó có thể tin được. Hỗn đản này mặc dù điên cuồng phách lối, nhưng có thể khiêu chiến Ngô Thiên Khải, có thể ngược bại 5 người vây công, làm sao có thể chết trên tay Tô Lăng? Tô Lăng là cùng hắn đồng quy vu tận sao? Người của Thánh Địa đều là tên điên sao? Chết rồi, cứ thế mà chết đi. Mặc dù không thể tự tay tra tấn Khương Phàm, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, trước khi chết khẳng định cũng rất đau đớn. Các tộc nhân Chí Tôn Kim Thành lắc đầu rung động, khẩn trương nhiều ngày như vậy, vậy mà lại kết thúc như thế. Tại sao ta cảm thấy không đúng lắm? Hứa Cảnh Sơn mệt mỏi đi đến phế tích, chậm rãi từng bước đi đến bên trong. Bước chân hắn rất nặng, sau khi hạ xuống giơ lên bụi đất, nhìn rất bình thường, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, trong bụi đất lại hòa với thuốc bột mà Khương Phàm chuẩn bị cho bọn họ. Trên sườn núi làm sao lại có nhiều như vậy hoa? Hứa Vĩnh Xuân cũng cảm thấy vấn đề, cảnh giác đi đến phế tích. Tràng diện xung quanh thoạt nhìn như đồng quy vu tận, thế nhưng hình ảnh trên dốc núi sao lại giống như tự hắn an táng cho mình vậy, còn trồng cả hoa. Những người khác lần lượt đuổi theo, ngay cả đàn sói cũng đều từ trong cánh rừng gần đó đi tới. Hơn 100 đôi chân dẫm đạp trên mặt đất, giơ lên càng nhiều bụi đất. Thuốc bột bá nguyên đan phiêu đãng trong không khí, bị bọn hắn hút vào xoang mũi. Rất nhanh có người ngửi thấy mùi thơm nồng đậm, lập tức cảnh giác những đóa hoa bên trên sườn đất. Đều đứng yên đừng nhúc nhích. Thi Văn Kiệt đi đến phía trước sườn đất, lấy một đóa hoa tiên diễm, sau khi cẩn thận phán đoán lại nói, u hương ỉ la, có mùi hương kỳ lạ, phấn hoa có thể nâng cao tinh thần chấn khí, để cho người ta phấn khởi. Nhưng không độc vô hại, đám người thoáng thở phào, đều gom lại phía trước sườn đất, nhìn qua Khương Phàm ở phía trên bị răng nanh đâm thủng. Mặc dù Khương Phàm ở ngay trước mặt, nhưng bọn hắn càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Chủ yếu là hình ảnh này quá quỷ dị. Ai chết lại chất đầy hoa cho mình? Đây là sớm chuẩn bị tốt mộ phần cho mình, trước khi chết bỏ qua tới sao? Khương Phàm, chết tiệt, đừng có giả chết. Hứa Như Lai đột nhiên hô thật lớn. Hắn không chết. Đám người khẩn trương lui lại. Chết, các ngươi nhìn cái dáng vẻ chết không nhắm mắt kia đi. Các học viên thư viện nhìn đến nhíu chặt mày lên, cặp mắt kia trực câu lên, quá dọa người. Mà răng nanh đâm xuyên qua vị trí lồng ngực, khẳng định chết rồi. Hứa Đan thổi một tiếng huýt sáo, ra hiệu đàn sói đi lên xem một chút. Sói đầu lĩnh trước đó suýt chút nữa bị hố chết đã tự mình đi lên. Đám người ra hiệu lẫn nhau, nhìn chằm chằm Khương Phàm, sẵn sàng trận địa. Bọn hắn thật sự rất khẩn trương, cho nên hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên. Sau đó, toàn thân bắt đầu khô nóng, khí tức đều trở nên thô trọng, ngay sau đó linh nguyên ở bên trong khí hải trở nên sao động, nhấc lên cuồn cuộn linh lực. Đàn sói phản ứng rõ ràng nhất, bọn chúng đầu tiên là bắt đầu sao động, tiếp đó là toàn thân tử lân run run, hai mắt sung huyết, móng vuốt cào xé mặt đất, dáng vẻ hung tàn để các học viên thư viện bên cạnh nhìn thấy mà hoảng sợ run rẩy. Tuy nhiên đầu tiên bọn hắn cho rằng đây là hiệu quả phản ứng của u hương ỉ la. Không phải vừa rồi Thi Văn Kiệt nói loại hoa này có thể khiến người ta phấn khởi đấy sao? Tử lân cự lang đi đến trên sườn đất, cắn một cái răng nanh thô to vào, bỗng nhiên hất lên, từ ngực Khương Phàm xé rách xuống tới, máu tươi lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ dốc núi. Đã chết rồi sao? Đám người Hứa Đan đều khẩn trương nhìn chằm chằm dốc núi. Chết rồi. Trên sườn núi truyền đến tiếng nói.
Chết rồi. Đám người Hứa Đan âm thầm thở phào, trao đổi ánh mắt với nhau, đều lộ ra nụ cười. Nhưng một giây sau, bọn hắn bỗng nhiên biến sắc, đồng loạt nhìn chằm chằm dốc núi. Vừa rồi là giọng của ai? Tử Lân Cự Lang có thể nói chuyện rồi. Hay là... Tử Lân Cự Lang trên sườn núi cũng đều sửng sốt một chút, nhãn châu xoay động, vừa vặn đối đầu với con mắt, chết không nhắm mắt, của Khương Phàm. Người tốt! Mắt Khương Phàm khẽ động, nhếch miệng cười. Hắn giả chết. Coi chừng có bẫy, tản ra tản ra. Tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc, kinh hoàng lui lại. Hứa Đan thời gian ngắn nhất trống lên 33 cái mặt kính, phân tán các nơi, tùy thời chuẩn bị di chuyển. Số lượng lớn Tử Lân Cự Lang rút lui, cũng có rất nhiều cự lang vọt tới phía trước. Ngao! Cự lang đầu lĩnh đột nhiên phát cuồng, cắn một cái vào Khương Phàm, răng nanh khép kín, huyết thủy văng khắp nơi, nó điên cuồng vung vẩy đầu, trắng trợn nhấm nuốt, tràng diện tàn bạo. Nhẹ chút, mẹ kiếp, người cắn nhẹ thôi, a a a. Khương Phàm kêu gào thảm thiết, đau đớn dẫy giụa. Năm con Tử Lân Cự Lang trở về từ cõi chết trước đó phát ra tiếng sói tru tức giận, liên tiếp xông lên dốc núi, điên cuồng cắn xé Khương Phàm. A a a. Tiếng Khương Phàm kêu thảm vang vọng dốc núi, huyết nhục văng tung tóe, tràng diện vô cùng thê thảm. Các học viên thư viện đã lúc nào gặp qua tràng diện tàn bạo này bao giờ, bọn họ đều bị dọa đến quay đầu lại. Để lại người sống, đừng cắn chết hắn. Đám người Hứa Đan kịp phản ứng, vội vàng la lên. Ngao, ngao ngao. Hai con sói đầu lĩnh phía dưới chu lên, mệnh lệnh cự lang trên sườn núi dừng lại. Kết quả nơi đó cắn xé càng ngày càng điên cuồng, bọn chúng không chỉ có hận thấu Khương Phàm, mà còn bị bá nguyên đan và máu tươi kích thích, đã mất lý trí, hận không thể ăn sống Khương Phàm. Khương Phàm đau đớn dẫy giụa, xương cốt cả người răng rắc loạn hưởng, cơ hồ muốn bị xé nát. Nhưng hắn đau khổ kiên trì, không có kích phát linh lực, cũng không có tiến hành phản kháng. Hai con sói đầu lĩnh cũng bị bá nguyên đan kích thích, bắt đầu táo bạo. Bọn chúng chu dài cao vút, mệnh lệnh đàn sói trên sườn núi dừng lại, kết quả nơi đó hoàn toàn không tuân mệnh lệnh, bọn chúng lộ ra răng nanh, mang theo đàn sói nhào tới, cắn xé uy hiếp vài con cự lang kia. Cự lang trên sườn núi nhận phải khiêu khích, điên cuồng phản kích. Tràng diện nhanh chóng hỗn loạn, tấp nập phát sinh ngộ thương, kết quả bọn chúng lại xoay qua giết nhau. Đàn sói phụ trách cảnh giác nơi xa cũng liên tiếp giết tới. Tràng diện càng náo càng hỗn loạn, bụi đất tung bay, huyết thủy văng khắp nơi. Tử Lân Cự Lang vốn là trời sinh tính hung tàn, giờ phút này lại bị kích thích, tràng diện triệt để mất đi khống chế. Dừng tay, tất cả dừng tay. Đám người Hứa Đan lo lắng giận dữ quát mắng, luôn cảm thấy chuyện rất kỳ lạ, nhưng theo cảm xúc kích động, dược hiệu đã thẩm thấu máu tươi toàn thân, bọn hắn cũng bắt đầu trở nên nóng nảy. Có một tử đệ Hứa ra hét lớn một tiếng, lao thẳng đến đàn sói, muốn ngăn lại. Một con cự lang đột nhiên quay người, cắn một cái vào đầu của người kia, răng rắc một tiếng, răng nanh khép kín, huyết thủy văng khắp nơi. Không! Đám người Hứa ra gầm thét, kích hoạt võ pháp giết tới giống như điên. Tràng diện rất nhanh đã chém giết từ đàn sói, biến thành thú nhân hỗn chiến. Dốc núi thấp bé bị triệt để phá hủy. Dừng tay, các ngươi đều bị trúng độc rồi. Mau dừng tay, tản ra, Lãnh Tuyền không có bị thuốc bột kích thích. Đạp trên mê vụ ở trên không lo lắng la lên. Nhưng, tràng diện đã triệt để mất khống chế, hai bên giết càng ngày càng thảm liệt. Toàn thân Khương Phàm rách dưới, máu thịt be bét, thê thảm dẫy giụa leo ra từ bên trong đàn sói đại chiến hỗn loạn. Khương Phàm, người đã làm cái gì? Hai mắt Hứa Đan sung huyết, toàn thân khô nóng, nàng hất ra kính tượng, rời vài con ác lang đang nhào về phía Khương Phàm, tự mình đi đến trước mặt hắn. Mặt Khương Phàm bị gặm đến rách mướp. Bộ dáng đáng sợ, con mắt hắn lung lay, không nói gì thêm. Ngươi hạ độc chúng ta. Hứa Đan ý thức hỗn loạn, vô cùng sao động, lại cưỡng ép duy trì mấy phần lý trí. Ta. Ngươi cái gì, ta đang. Chết tia, ngươi nói chuyện đi. Thuốc giải đâu, Hứa Đan nắm cái cổ Khương Phàm lại, thô lỗ nhấc lên. Khương Phàm nhìn Hứa Đan gần ngay trước mắt một chút, nhắm mắt lại, trong lòng nỉ non khẽ nói. Tiểu niết bàn thuật. Trái tim thứ hai mãnh liệt nhảy lên, huyết khí được vận sức chờ phát động nương theo khí tức sinh mệnh kinh khủng, trong chớp mắt quét sạch toàn thân Khương Phàm, từ xương cốt đến máu tươi, lấy tốc độ kinh người khôi phục lại. Ta đang chờ ngươi. Da thịt Khương Phàm đã khép lại, khôi phục đỉnh phong,
nhếch miệng lên một đường cong, bắt cổ tay Hứa Đan lại. Ngươi! Sắc mặt Hứa Đan hơi biến đổi, cực lực tránh thoát. Toàn thân lập tức tạo nên gợn sóng mãnh liệt, dung chuyển không gian xung quanh, ngưng tụ 12 mặt kính, như lưỡi dao cuốn về phía Khương Phàm. Vì chờ ngươi, lão tử suýt chút nữa đã bị sói cắn chết. Bây giờ, ngươi là của ta. Khương Phàm bắt lấy Hứa Đan, liền không có lo lắng, hắn phóng thích liệt diễm toàn diện, lấy chiêu thức phần thiên quyết hoắc loạn thiên địa, quét sạch bốn phương tám hướng, hoắc loạn vài trăm mét không gian. Cảnh giới tăng lên, thực lực cũng được tăng hơn nhiều. 12 đạo mặt kính toàn bộ vỡ nát, Hứa Đan còn có số lượng lớn đàn sói gần đó, đều bị liệt diễm nuốt hết. Tiện nhân, ta đã nói qua, sẽ đòi mạng ngươi. Khương Phàm một tay gắt gao bóp lấy cổ tay Hứa Đan, một tay khác thiêu đốt lên liệt diễm đánh về phía đầu Hứa Đan. Đầu Hứa Đan ông ông, bỗng nhiên bị nâng lên về sau, suýt chút nữa bị bẻ gãy. Ngô Khuynh Thành ở bên trong chờ ngươi. Khương Phàm vung ra xiềng xích, cuốn lấy Hứa Đan, kéo tiến vào thanh đồng tiểu tháp. Dừng tay. Thi Văn Kiệt cưỡi kim cương anh vũ giết tới, cánh tay phải kịch liệt nhúc nhích, kích phát ra lực lượng man hùng, nhấc lên cương khí. Khương Phàm lao tới, vung mạnh quyền bạo kích, cánh tay phồng lên, huyết khí thiêu đốt, bị khí tức đại địa tẩm bổ thể phách, càng trở nên mạnh hơn trước đó, không cần kích phát, bản thân liền đạt tới hơn 900.000 lực quyền. Bành. Răng rắc. Thi Văn Kiệt mãnh liệt run rẩy cánh tay, xương cốt bắt đầu từ đốt ngón tay thẳng tới cổ tay rồi lại tới cẳng tay, liên tiếp vỡ nát. Cùng với tiếng kêu đau đớn thảm thiết, Thi Văn Kiệt xoay tròn bay ra ngoài. Mang ta rời khỏi, nhanh, nhanh, đều nhanh chạy đi, chạy ra bên ngoài, Hứa Như Lai ở phía xa gào thét, một bên phóng tới, một bên la lên với Lãnh Tuyền ở không trung. Hắn đã cảm thấy có vấn đề, cũng nhìn thấy chàng diện Khương Phàm bắt Hứa Đan. Đó là cái bẫy. Từ đầu đến đuôi chính là một cái bẫy. Tên điên Khương Phàm này lại không tiếc bị đàn sói gặm cắn, liều lĩnh tính mạng, tự dùng mình làm mồi nhử. Không, mục đích chủ yếu của Khương Phàm chính là Hứa Đan. Khống chế Hứa Đan, Khương Phàm không có bất kỳ băn khoăn nào nữa. Hứa Như Lai có một mãnh liệt dự cảm, chàng diện Sơn Hà sụp đổ trước đó lại phải xuất hiện. Có một số tử đệ Kim Thành bừng tỉnh, điên cuồng giết ra khỏi đàn sói. Nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Có một số lại không trốn thoát được, bởi vì đàn sói quá nóng nảy. Huyết mạch bên trong Tử Lân Cự Lang rõ ràng lấy hung tàn làm chủ, giờ phút này lại bị dược hiệu kích thích, thú tính triệt để bị kích phát. Hứa Như Lai, ngươi còn sống. Ánh mắt Khương Phàm ngưng lại, tập trung vào Hứa Như Lai. Hứa Như Lai quay đầu nhìn quanh, vừa vặn đụng phải ánh mắt Khương Phàm, toàn thân lập tức ớn lạnh, điên cuồng chạy trốn, mau tới dẫn ta đi. Chạy cái gì, giải quyết hắn đi. Lãnh Tuyền chân đạp mây mù lao đến Khương Phàm. Ngươi không phải đối thủ của hắn, mau trở lại. Hứa Như Lai gào thét. Khương Phàm đã ngồi xuống, hai tay nén mặt đất, ý thức trong nháy mắt trao đổi không gian đại địa mênh mông, dị tượng thần kỳ phiêu miểu lần nữa hiển hiện, đại địa mẫu khí giáng lâm tới trước mặt. Sơn Hà, đại táng. Khương Phàm khẽ nói, cả người phảng phất trong chốc lát dung nhập vào bên trong mẫu khí kia, mời đến pháp lệnh pháp chỉ. Một đường vân màu máu lấy Khương Phàm làm trung tâm, cường thế trải rộng ra, đường vân lan tràn liên tiếp trùng kích đến máu tươi Khương Phàm vẩy xuống trước đó, ánh sáng lập tức tăng vọt, lan tràn phạm vi từ hơn 3.000 mét, tăng vọt đến hơn 4.000 mét. Ầm ầm, khí tức tai nạn trong nháy mắt tràn ngập khắp phế tích, kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Thổ nguyên lực, khí tức sinh mệnh, còn có thủy nguyên lực. Giữa đại địa toàn diện bạo động, như là đại địa cuồng nộ, nhấc lên đường sông. Hơn 4.000 mét phế tích ầm vang sụp đổ, giống như cuồn cuộn nộ trào, che mất tất cả. Tử Lân Cự Lang đang phát cuồng, tử đệ Kim Thành chạy trốn tứ phía, toàn bộ bị vô tình nuốt hết. Lúc này, dược hiệu của Bá Nguyên Đan tiêu hao không sai biệt lắm, bọn hắn liên tiếp cảm nhận được suy yếu. Ầm ầm, đại địa cuồn cuộn, thế như con sông, cuồng bạo vô tình. Bọn hắn đang kêu rên trong cái khe sụp đổ, đang giãy giụa trong đất đá cuồn cuộn. Lại không có cách nào kháng cự lại được khí thức tai nạn đang bao phủ kia, bọn hắn thậm chí nhận được sợ hãi cùng tuyệt vọng từ linh hồn cảm, cứ như vùng đại địa này muốn mai táng bọn hắn, cứ như thế giới này muốn thu tính mạng của bọn hắn về, cứ như trực tiếp mở ra đại môn luân hồi ở trước mặt bọn hắn. A, à, Lãnh Tuyền dừng ở giữa không trung, che miệng lại, sợ hãi nhìn đại địa bạo động toàn diện, nhìn những cự lang cùng tử đệ hoàng tộc bị nuốt hết kia. Không chỉ có mỗi nàng đang sợ hãi.
hai đôi mắt ẩn nấp trong hư không cũng bị tràng diện tai nạn đột nhiên lại tuyệt vọng này chấn kinh thật sâu. Cứu ta, cứu ta. Số lượng lớn các học viên thư viện kêu khóc thê lương. Lãnh Tuyền bừng tỉnh, nhấc lên mê vụ bành trướng, hóa thành số lượng lớn mãnh cầm, nhào về phía các học viên, cũng nhào về phía các tử đệ hoàng tộc. Nhưng, tai nạn bạo động quá kinh khủng, rất nhiều mãnh cầm còn không có lao xuống tới đã liền bị đuổi tản ra, có một số đã bắt được người, nhưng cũng bị bao phủ tới bên trong tầng đất. Tại thời khắc sinh tử, toàn lực phóng thích của nàng cũng chỉ ném ra được 7 người. Ý thức Khương Phàm từ trong không gian thần bí khôi phục lại, ngay sau đó lại bị suy yếu mãnh liệt bao phủ, toàn thân bủn rủn, ý thức hôn mê. Tiêu hao so với lần trước còn lớn hơn. Tuy nhiên, Khương Phàm đã giữ lại cho mình bá nguyên đan, chính là chờ sử dụng ngay bây giờ. Bá nguyên đan nhanh chóng kích phát tiềm lực. Khương Phàm kịch liệt thở dốc, hai mắt phát cuồng, phát ra tiếng gào thét khàn giọng, phóng tới trong lớp đất, xông về phía Hứa Như Lai đang giãy giụa. Hứa Như Lai giống như nở đi ngược dòng người, đang sợ hãi giãy giụa, tại tuyệt vọng gào thét, linh lực hắn thả ra căn bản là không có cách nào hình thành được võ pháp, mới ra đến liền bị đảo loạn, mà thân thể cũng bắt đầu gầy gò, suy yếu không cách nào nói rõ đang nuốt hết lấy hắn. Đại địa thôn phệ, tác dụng của dược hiệu làm cho ý chí của hắn vỡ tung. Trước khi Hứa Như Lai hôn mê, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt. Ngươi cũng không thể chết dễ dàng như vậy. Khương Phàm bóp lấy cổ của hắn, mang theo sông ra địa tầng tầng đất. Ngao! Ba con tử lân cự lang đầu lĩnh liên tiếp xô ra khỏi tầng đất hỗn loạn bạo động, hình thể tăng vọt đến hơn 50 mét, hùng tráng hung tàn, răng nanh chảy tràn cả nước bọt. Bọn chúng mở ra hai cánh, điên cuồng giận dữ. Mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng cuồng tính bị kích phát, bọn chúng nhấc lên tử khí xông về không trung. Số lượng lớn tử lân cự lang linh hồn cảnh lục trọng thiên cũng đều lao ra, đạp trên phế tích hỗn loạn, chịu đựng cảm giác suy yếu khó chịu, gầm thét giận dữ đuổi bắt Khương Phàm. Khương Phàm bằng vào bá nguyên đan mang tới cuồng tính, điên cuồng chạy trốn, tốc độ đạt tới cực hạn. Ngao! Ba con tử lân cự lang đầu lĩnh mang theo đàn sói điên cuồng đuổi bắt, khí tức tàn nhẫn tràn ngập khắp thiên địa. Bọn chúng nhấc lên tử khí, ngưng tụ thành hơn mấy ngàn vạn cái móng vuốt tử khí, tràn ngập đất trời hoành kích bầu trời, cuốn về phía Khương Phàm. Mấy ca, cùng lên đến. Ngược lại Khương Phàm không sợ mà cười, đột nhiên lao xuống, đánh tới hổ lớn trước mặt. Hắn thu liếm liệt diễm, đâm thẳng đầu vào. Móng vuốt tử khí theo đuổi không bỏ, liên miên bất tuyệt oanh kích hồ lớn, thanh thế to lớn, đinh tai nhức óc. Mảng lớn mặt hồ đều sôi trào, toàn bộ móng vuốt tử khí xông đến, to lớn như cái cối xay, càng không thể phá vỡ, sắc bén như đao. Khương Phàm nổ tung liệt diễm dưới chân, đẩy tốc độ hắn lên cao nhất lặn xuống. Mắt thấy móng vuốt sắp đuổi tới, hắn lại đột nhiên di chuyển phương hướng. Đúng vào lúc này, giống. Sâu trong hồ lớn, một con cự quy khổng lồ đột nhiên ngẩng đầu, phát ra tiếng gào thét thật lớn. Sóng âm cuồn cuộn, cuốn qua sâu trong đáy hồ, đối diện va chạm móng vuốt thật lớn. Cùng với tiếng vang một ngạt hỗn loạn, sóng âm chấn vỡ nát móng vuốt, va chạm với mặt hồ. Hơn 10 dặm mặt hồ lập tức sôi trào, thủy triều mãnh liệt, hơi nước cuồn cuộn. Tử lân cự lang liên tiếp dừng ở bên hồ, cảnh giác mặt hồ. Rầm rầm. Một con cự quy chậm rãi đưa ra khỏi mặt nước, thân thể cao lớn giống như một ngọn núi nhỏ màu đen, cốt thứ sắc nhọn giống như cây giáo thô to, từng chiếc thông thiên, lấp lóe ý lạnh. Chân nó đạp cuồn cuộn thủy triều, nhấc lên cái đầu dữ tợn, tàn nhẫn tập trung vào đàn sói đang khiêu khích nó. Tử lân cự lang phát ra tiếng gào trầm thấp, căm tức nhìn cự quy. Mặc dù cự quy cường đại, huyết mạch cổ lão, nhưng chúng nó có địa vị tôn quý, cũng không e ngại. Cự quy hoàn toàn hiển lộ ra thân thể cao lớn, dài đến 100 mét, nặng đến 100 vạn tấn, khí tức kinh khủng tràn ngập hồ lớn, càng hồi hộp lấy xung quanh dãy núi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.